Nói đến đây, thần sắc đẹp đôi mắt cũng là lóe ra một tia phong mang, nhưng chợt lại ảm đạm đi, nghĩ đến con đường phía trước hung hiểm, nàng liền có chút bất đắc dĩ nói, chỉ là, hắc ám xâm lâm, quá mức nguy hiểm, ngươi nếu là đi, rất có thể liền không về được. Diệp thần nghĩ nghĩ, nói, lại cho ta 3 ngày, thần sắc đẹp, đến lúc đó, ta có thể đi hắc ám xâm lâm, có thể hay không cầm tới hình chi mảnh vụn không dám nói, nhưng ít ra có thể toàn thân trở ra. Diệp thần có thể cảm giác được, huyết long tại ăn hết nửa đuôi sau, đã sắp khôi phục lực lượng thức tỉnh, nhiều nhất 3 ngày liền có thể tỉnh lại. Đến lúc đó, lại có huyết long trợ lực cùng che chở, cái kia Diệp thần đi hắc ám xâm lâm, liền ổn thỏa nhiều, có công không dám nói, nhưng toàn thân trở ra không thành vấn đề. Thần sắc đẹp ngẩn ngơ, nhìn xem Diệp thần bộ dạng này bình tĩnh bộ dáng, trong nội tâm nàng ngạc nhiên, chẳng lẽ Diệp thần còn có át chủ bài. Nàng phát hiện, tận đến giờ phút này, nàng vẫn là nhìn không thấu Diệp thần. Bất quá, hắc ám xâm lâm nguy hiểm, nàng là biết đến, trước kia nàng cũng kém chút ra không được, nếu như bị đế rơi vũ trụ thôn phệ, cái kia chỉ có một con đường chết. Nàng tự nhiên không thể để cho Diệp thần dễ dàng đi mạo hiểm, do dự một chút, nhân tiện nói, Diệp thần, người đi có thể, nhưng ta không thể nhường ngươi một cái người đi. Hoàng Tuyền, người bồi tiếp luân hồi chi chủ, cùng đi hắc ám xâm lâm, bảo vệ tốt hắn. Hoàng Tuyền bước ra một bước, cung kính nói, là, thần sắc đẹp đại nhân. Thần sắc đẹp nhẹ giọng thở dài một tiếng, nói, nhưng ngươi phải biết, Hoàng Tuyền, lần này đi hắc ám xâm lâm, ngươi hơn phân nửa muốn chết, ta muốn ngươi dùng mạng của mình, đi thủ hộ luân hồi chi chủ an toàn, ngươi có thể làm nhận được. Hoàng Tuyền thân thể run lên, sau đó ánh mắt kiên định, lại lộ ra một cỗ thê lương, nói. Thần sắc đẹp đại nhân, thuộc hạ tại vô lượng thọ bên trong, lượt lịch hồng trần tang thương cùng địa ngục chư đắng, tử vong tại ta mà nói, chính là giải thoát. Ta sẽ thủ hộ luân hồi chi chủ an toàn, liều mình không sao. Nàng chậm rãi rút ra bên hông liếc phác lấy trường đao, tay phải cầm đao, tay trái tại trên lưỡi đao nhẹ nhàng xẹt qua, huyết thủy liền tí tách chảy xuôi xuống, đây là uống máu vì thề. Nàng đã quyết tâm bỏ qua tính mạng mình, cũng muốn thủ hộ Diệp thần. Thần sắc đẹp thở dài, vậy là tốt rồi. Ánh mắt chuyển hướng Diệp thần, 3 ngày sau xuất phát. Diệp thần nói, đúng vậy. Hắn nghĩ thầm 3 ngày sau huyết long thức tỉnh, lại thêm Hoàng Tuyền, cái kia lần này đi hắc ám xâm lâm, liền ổn thỏa nhiều. Thần sắc đẹp nói, hảo, 3 ngày này, người có thể cân nhắc cùng Hoàng Tuyền song tu, nàng là một cái khác ta, là ta hóa thân, trong thân thể có vô cùng linh khí sức mạnh, chỉ là sát khí có chút nặng, ngô, bất quá, lấy thể chất của ngươi huyết mạch, cũng có thể tiếp nhận. Diệp thần kinh ngạc, nói, song tu sao, cái này, cũng không cần a. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, Diệp thần liền ở tại thần sắc đẹp trong cung, Hoàng Tuyền hầu hạ ở hai bên người hắn, hoàn toàn mặc cho hắn phân công, hắn có ra lệnh gì, Hoàng Tuyền đều biết toàn bộ thi hành. Bất quá, Diệp thần không muốn sinh ra ngoài ý muốn, cho nên thần sắc đẹp đề nghị song tu, hắn tự nhiên là không để ý đến, đem Hoàng Tuyền xem như bằng hữu, 3 ngày này có thừa. Liền cùng nàng luận bàn giao đấu, linh hoạt gân cốt, tăng tiến thực lực, vì đi tới hắc ám xâm lâm làm chuẩn bị. Mà theo tu vi tiến bộ, Diệp thần đối với độ chi mảnh vụn lực khống chế, cũng tăng thêm một bước. Nếu như nói độ chi mảnh vụn pháp tắc năng lượng, là 100 mà nói, cái kia tại phản thiên quy tắc thế giới hạn chế phía dưới, tối đa chỉ có thể phát huy ra 10. Mà Diệp thần, trước đó trưởng khống 1 thành, bây giờ đã có thể trưởng khống 3 thành sức mạnh. Độ chi mảnh vụn 3 thành sức mạnh, diễn sinh ra siêu độ pháp tắc cùng địa ngục ma khí, cũng là vô cùng tồn tại cường hãn, mà Diệp thần có thể trưởng khống sức mạnh to lớn như vậy, thế gian này chỉ có đỉnh cấp thiên đế có thể uy hiếp được hắn, những người khác ở trước mặt hắn, cũng là sâu kiến. Lợi dụng siêu độ pháp tắc, Diệp thần sắp sụp hỏng chi chủ nguyền rủa trên người xiềng xích, toàn bộ hóa giải mất, sụp đổ chi chủ sức mạnh cũng có thể toàn bộ phát huy ra. Đến lúc đó đi hắc ám xâm lâm, Diệp thần thì càng an toàn. Bây giờ Diệp thần vấn đề lớn nhất, chính là tự thân bản thể tu vi không đủ cường đại, chỉ có cửu đỉnh cảnh 8 tầng sơ giai, nhiên liệu không đủ, chỉ dựa vào hắn tự thân tu vi nội công, muốn thi triển đủ loại cường đại thần thông thuật pháp cùng pháp tắc, có thể thời gian mấy hơi thở, nội công liền muốn khô kiệt. Tình huống như vậy, chỉ có thể dựa vào luân hồi đại năng trợ lực giải quyết, hay là dựa vào nhật chi thạch ngoại hạng vật. Đây cũng không phải là căn bản kế sách, chỉ có tự thân tu vi cường đại lên. Mới là ổn thỏa nhất đường tắt. Luận thần thông thuật pháp cường đại, vĩ đại kỳ quan mênh mông, pháp tắc ảo diệu, đừng nói sụp đổ chi chủ,
liền thiên đấu sát thần đều chưa hẳn có thể so sánh được với Diệp Thần, mà Diệp Thần căn bản tu vi quá mức nông cạn, chấp trưởng đủ loại cường đại thuật pháp, như hài đồng vung vẩy ngàn cân cự phủ, sức mạnh không đủ để chèo chống. Bây giờ đối với Diệp Thần tới nói, không có so tăng tiến tu vi càng quan trọng hơn. Nếu có thể cầm tới hình chi mảnh vụn, tu vi của ta, hẳn là liền có thể nâng cao một bước. Nghĩ đến hình chi mảnh vụn, Diệp Thần cũng có chút mong đợi nắm quyền một cái. Ba ngày đi qua, luân hồi mộ địa bên trong, một tiếng long ngâm vang vọng, huyết long cuối cùng là thức tỉnh. Sau khi tỉnh dậy huyết long, thân thể cao lớn xoay quanh tại luân hồi trên mộ địa khoảng không, nhìn tương đối hùng vĩ, khí thế thậm chí so với sụp đổ chi chủ, còn cường đại hơn một chút. Huyết long, người cuối cùng tỉnh. Diệp Thần nhìn thấy huyết long thức tỉnh, lập tức vui mừng. Dù sao khoảng cách huyết long ngủ say, đã qua rất lâu rồi. Sau khi thôn vệ nửa đuôi, huyết long khí tức cường đại hơn, bất quá cũng vẫn là không tới siêu phẩm thiên đế cảnh giới. Nó muốn chứng đạo siêu thiên, chỉ có tập hợp đủ cửu vĩ, lấy cửu vĩ sức mạnh xung kích bình cảnh, không có thứ hai con đường có thể đi. Huyết long tỉnh lại, nhìn thấy Diệp Thần, cũng là hết sức kích động, kêu một tiếng, chủ nhân. Nó nhìn thấy quá khứ thiên cơ, liền biết chính mình ngủ say trong khoảng thời gian này, Diệp Thần kinh nghiệm rất nhiều, nó không khỏi bùi ngùi mãi thôi, lại là hổ thẹn, đạo. Chủ nhân, thật xin lỗi, những ngày này, khổ cực ngươi. Diệp Thần mỉm cười, nói, không có gì, huyết long, ngươi tỉnh lại liền tốt. Khi nhìn đến huyết long sau khi tỉnh lại, Diệp Thần liền nhìn thấy tương lai cát hung họa phúc, đã nghịch chuyển. Vốn là hắn đi hắc ám xâm lâm, muốn tìm hình chi mảnh vụn, đó là cửu tử nhất sinh, nhưng có hoàng tuyền trợ lực, huyết long lại tỉnh lại sau, nguy hiểm hệ số liền giảm mạnh, chỉ cần hắn không lỗ mãng mạo hiểm, coi như tìm không được hình chi mảnh vụn, toàn thân trở ra không thành vấn đề. Chủ nhân, người đi hắc ám xâm lâm, ta sẽ giúp ngươi. T, có một đầu vĩ thú, là sáu đuôi, cũng tại trong hắc ám xâm lâm A. Huyết long hít mũi một cái, có thể tinh tường bắt được. Hắc ám xâm lâm bên trong có một đầu vĩ thú, chính là sáu đuôi thiên cẩu. Chín đầu vĩ thú bên trong, bây giờ huyết long còn kém sáu đuôi cùng cửu vĩ, liền có thể thôn vệ hoàn thành, tập hợp đủ cửu vĩ, chứng đạo siêu thiên. Cái kia sáu đuôi thiên cẩu, trước đây thật lâu, tại đạo tông cử hành thi đấu, đại đạo tranh phong thời điểm, Diệp Thần chỉ thấy qua, song phương cũng coi như từng có một đoạn thiện duyên. Ân, chờ đi đến hắc ám xâm lâm, nếu là đụng tới sáu đuôi, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi thôn phệ. Diệp Thần nói, nếu như huyết long có thể chứng đạo siêu thiên, luân hồi trận doanh thế lực, liền có thể tăng cường rất nhiều. Huyết long vui vẻ nói, đa tạ chủ nhân. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Diệp Thần để cho huyết long chiếm cứ tại luân hồi trong mộ địa, tùy thời chờ lệnh, chính mình mang theo hoàng tuyền, đi tới Mỹ Thần Cung, hướng thần sắc đẹp tạm biệt, chuẩn bị xuất phát đi tới hắc ám xâm lâm. Thần sắc đẹp nhìn xem hai người. Ánh mắt chớp động, nàng biết lần này đi hắc ám xâm lâm, nhất định là hung hiểm vô cùng, hướng Hoàng Tuyền đạo. Hoàng Tuyền, hình chi mảnh vụn tại đế rơi trong vũ trụ, các ngươi muốn tìm kiếm, tiến vào hắc ám xâm lâm sau, nhất định phải nghĩ biện pháp lại vào đế rơi vũ trụ. Cái kia đế rơi vũ trụ, tự thành một phương vũ trụ tinh không thế giới, có vô biên vẫn lạc pháp tắc thiên uy, thiên đế bước vào, đều có trầm luân nguy hiểm. Hoàng Tuyền, người muốn thủ hộ luân hồi chi chủ. Coi như liều lên tính mạng của mình, cũng không thể để cho hắn thụ thương, biết không? Hoàng Tuyền kiên quyết nói, thuộc hạ biết. Thần sắc đẹp ừ một tiếng, nói, nếu có cái gì không cách nào giải quyết nguy hiểm, có thể kêu gọi tên của ta sẽ không tiếc đại giới buông xuống giúp đỡ. Hoàng Tuyền đạo, thần sắc đẹp đại nhân, người vẫn là tỏa chấn thần cung cho thỏa đáng, thuộc hạ sẽ kiệt lực thủ hộ luân hồi chi chủ an toàn. Thần sắc đẹp gật gật đầu, liền tự mình tiễn đưa hai người ra ngoài. Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền, kết bạn đi tới hắc ám xâm lâm, hai người xé rách hư không, trực tiếp rời đi Mỹ Thần Thánh Địa, buông xuống đến hắc ám xâm lâm ngoại vi. Hắc ám xâm lâm liên miên mấy ngàn dặm, từng cây cao ngàn trượng cổ mộc chọc trời dựng lên, mười phần nguy nga hùng vĩ, từng sợi u tối sương mù, mang theo quỷ bí chướng khí, quanh quẩn trong rừng rậm, thỉnh thoảng có thể nghe được từng trận tiếng thú gầm. Nơi này chính là hắc ám xâm lâm sao? Phú thần cùng trụ thần. Ta có thể ngửi được bọn hắn thi cốt oán khí. Diệp Thần ánh mắt xuất thần, nhìn xem trước mắt bao la mà âm u rừng rậm, thể nội vũ trụ mệnh cách huyết mạch ẩn ẩn có chỗ xúc động. Hắn liền luyện hóa chấp trưởng vũ trụ mệnh cách, đó là thiên đạo sáu mệnh một trong. Tại thiên đạo sáu trong số mệnh,
Vũ trụ mệnh cách là phi thường tồn tại đặc thù, cái này mệnh cách, không phải một cái trụ ý chí của thần hình thành, mà là hội tụ hai cái trụ thần đạo thống. Hai cái này trụ thần, chính là vũ thần cùng trụ thần. Tại trong 72 trụ thần, vũ thần nắm trong tay không gian pháp tắc, trụ thần trưởng khống lấy thời gian pháp tắc, bọn hắn như hình với bóng, là song tử huynh muội, cũng có người nói bọn hắn là vợ chồng. Vũ thần cùng trụ thần rơi xuống nguyên nhân, Diệp thần cũng không biết, cũng khó có thể nhìn trộm, hắn chỉ biết là, vũ thần cùng trụ thần tàn toái thi cốt, chôn giấu tại hắc ám xâm lâm dưới nền đất. Mảnh này hắc ám xâm lâm, từng cây cây cối, lại có cao ngàn trượng, nguy nga như thế, cũng là bởi vì hấp thu hai vị trụ thần tan nát thi cốt chất dinh dưỡng. Còn có trong rừng rậm, khắp nơi quanh quẩn âm u chướng khí, trên thực tế chính là vũ thần cùng trụ thần oán khí biến thành. Vũ trụ song tử trước khi chết, oán khí nặng vô cùng. Diệp thần thậm chí có thể cảm giác được, vũ thần cùng trụ thần, trước khi chết cũng là cực đoan căm hận đối phương. Này liền có chút kỳ quái, tất nhiên vũ thần cùng trụ thần là song tử, như hình với bóng, vậy bọn họ quan hệ, hẳn là vô cùng thân mật, như thế nào đến lúc sắp chết, lại trở thành cừu địch. Diệp thần không rõ ràng cho lắm, đứng tại hắc ám xâm lâm biên giới, theo dõi trong rừng rậm đủ loại chướng khí, bắt giữ đủ loại khí tức cổ xưa, muốn diễn toán quá khứ nhân quả, nhưng vũ thần cùng trụ thần rơi xuống tuế nguyệt, quá xa xưa, hắn trong lúc nhất thời cũng khó có thể hiểu rõ. Luân hồi chi chủ, người đang làm cái gì? Hoàng Tuyền nhìn thấy Diệp thần sắc mặt không ngừng biến ảo, nghi hoặc hỏi. Không có gì. Diệp thần lấy lại tinh thần, mỉm cười, thu liễm lại tạp niệm của nội tâm. Ánh mắt lại ngẩng đầu nhìn về phía hắc ám xâm lâm phía trên bầu trời. Hắc ám xâm lâm bầu trời, tương đương mộng ảo, vĩnh viễn là thâm thúy vũ trụ, đen như mực tinh không cảnh quan, có vô tận tinh thần lập lòe, giống như dây lụa tinh hà, cũng có như vòng xoáy một dạng tinh hệ, phân tán xen vào nhau, vô cùng mỹ lệ. Cho dù bầu trời bên ngoài là một mảnh xanh thẳm quang đãng bộ dáng, nhưng hắc ám xâm lâm phía trên bầu trời, từ đầu tới cuối duy trì lấy vũ trụ thâm không kỳ cảnh. Thật giống như màn trời bị đánh xuyên một cái lỗ thủng. Đây là bởi vì, trong truyền thuyết đế rơi vũ trụ, tọa lạc tại trong hắc ám xâm lâm, trên bầu trời mộng ảo cảnh quan, trên thực tế là đế rơi vũ trụ phản chiếu. Diệp thần nhìn xem trên đỉnh đầu vũ trụ thâm không, liền có loại cảm giác lạnh buốt, phảng phất chính mình cả người đều muốn bị thôn phệ, muốn trầm luân tại vô biên trong tinh không, triệt để mất đi chính mình. Đó là đế rơi vũ trụ mang cho hắn uy hiếp cùng ảo giác. Đế rơi vũ trụ, thập đại cổ thần khí đứng đầu, cũng là thiên mẫu nương nương vĩ đại tạo vật, pháp bảo này, uy năng 10 phần kinh khủng, phổ thông thiên đế tại trước mặt, đều tựa như là kẻ như run rế. Sư mẫu, phù hộ ta à? Diệp thần trong lòng nói thầm, âm thầm cầu nguyện, nói đến, thiên mẫu nương nương cũng coi như là hắn sư mẫu. Hắn chỉ mong lần này bước vào hắc ám xâm lâm, có thể có thiên mẫu nương nương che chở, tốt nhất có thể để cho hắn thuận lợi trưởng khống đế rơi vũ trụ. Hắn đã có thể rõ ràng bắt được, hình chi mảnh vụn ngay tại đế rơi trong vũ trụ, hắn muốn cầm đến hình chi mảnh vụn mà nói, chỉ có tự mình xâm nhập đế rơi trong vũ trụ. Hoàng Tuyền, đi vào đi. Cầu nguyện hoàn tất, Diệp thần lấy lại bình tĩnh, liền cùng Hoàng Tuyền kết bạn bước vào trong hắc ám xâm lâm. Hai người bước vào trong rừng rậm sau, lập tức liền cảm thấy hô hấp khó khăn, chung quanh đậm đà chướng khí lại như giòi trong xương giống như, không ngừng hô tuôn ra mà đến, chướng khí xương mù hạt tròn. Cũng dọc theo hai người lỗ chân lông, điên cuồng thấm vào. Diệp thần đang muốn vận chuyển thần giáp mệnh tinh phòng ngự, Hoàng Tuyền tranh một tiếng, đã rút ra bên hông trường đao. Vô tưởng nhất đao, phá. Hoàng Tuyền đôi mắt lạnh lẽo, tái nhợt mà hữu lực bàn tay, nắm chặt lạnh lẽo cứng rắn chuôi đao, một đao xẹt qua trước mắt hư không, phảng phất một đao chặt đứt thời không vạn tượng, chung quanh chướng khí cũng bị chặt đứt hai khúc, sau đó giống như thủy triều tan đi. Chướng khí cũng không phải cái gì thực thể, nhưng lại bị Hoàng Tuyền chặt đứt thành chỉnh tề hai khúc, đao pháp của nàng, rõ ràng đã đến chặt đứt vạn tượng cảnh giới cao thâm. Mà vô tưởng nhất đao, là không không lúc nào khoảng không nổi tiếng đao pháp, cùng chỉ thủy nhất kiếm tương đối, rất nhiều cường giả đều có tu luyện, nhưng Diệp thần chưa từng gặp qua so Hoàng Tuyền lợi hại hơn. Diệp thần con mắt híp lại, nhìn xem Hoàng Tuyền, nghĩ thầm đơn thuần lấy vô tưởng nhất đao tạo nghệ mà nói, Hoàng Tuyền so với hắn còn muốn lợi hại hơn một chút. Hoàng Tuyền cô nương thật là lợi hại đao pháp. Cây đao này chế tạo công nghệ, cũng có thể xưng hoàn mỹ. Diệp thần tán thưởng một tiếng, lại gặp Hoàng Tuyền trường đao trong tay, sống lưng hậu nhận bạc, khí nhọn hình lưỡi dao như cánh ve, phong duệ chi khí đập vào mặt,
thân đao đường cong cũng như tỷ lệ vàng một dạng hoàn mỹ. Luận sát phạt mà nói, cây đao này có thể không phải không không lúc nào khoảng không tối cường, nhưng tạo công việc chi hoàn mỹ, vừa vặn liền cùng Hoàng Tuyền bàn tay cùng khí chất, hòa làm một thể, đơn giản chính là vì nàng đo thân mà làm. Đây là thần sắc đẹp đại nhân cho ta đao, ân, liền kêu Hoàng Tuyền đao. Diệp đại nhân, ta sẽ dùng đao của ta, thủ hộ an toàn của ngươi. Hoàng Tuyền âm thanh bình tĩnh, lại lộ ra vô cùng kiên nghị quyết tâm. Giống. Lúc này, một đầu hình hổ hung thú, đột nhiên từ một bên trong rừng cây bổ nhào mà ra, nhưng bị Hoàng Tuyền trở tay một đao, trực tiếp chặt đứt cổ họng, ngã xuống đất mất mạng. Cái kia hình hổ hung thú, trên mặt răng khắp nơi, chiều dài mười mấy con ngươi, nhìn vô cùng dị dạng cùng kinh khủng, cái này hiển nhiên là bởi vì hắc ám xâm lâm, tràn ngập vũ thần cùng trụ thần oán khí, tại oán khí bao phủ vặn vẹo phía dưới, chỗ này hung thú, cũng sinh ra quỷ dị nhiễu sóng. Diệp đại nhân, có thể bắt được hình chi mảnh vụn khí tức sao? Hoàng Tuyền nhẹ nhàng lắc một cái thân đao, đem huyết thủy chấn động rớt xuống, lại chậm rãi thu đao vào vỏ. Ở chỗ này, tại đế rơi trong vũ trụ. Diệp thần chỉ cái phương hướng, thần sắc có chút ngưng trọng. Hình chi mảnh vụn tại đế rơi trong vũ trụ, vậy thì mang ý nghĩa, hắn cùng Hoàng Tuyền, nhất thiết phải mạo hiểm tiến vào đế rơi vũ trụ. Tại bắt giữ hình chi mảnh vụn khí tức đồng thời, Diệp thần cũng nếm thử cảm ứng ma nữ Bùi Vũ Hàm, sáu đuôi thiên cầu, thương thiên lạc nguyệt khí tức, nhưng hắc ám xâm lâm chướng khí dày đặc, khắp nơi quanh quẩn vũ thần cùng trụ thần còn sót lại oán niệm, hắn căn bản là không có cách bắt được đầu mối hữu dụng. Tại ngoài rừng rậm, hắn còn có thể đại khái cảm ứng được thương thiên lạc nguyệt khí tức ba động, nhưng tự mình tiến vào rừng rậm, lại nên cái gì đều không cảm ứng được, hơi có điểm trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng ý vị. Diệp đại nhân, nơi này có địch nhân của ngươi. Hoàng Tuyền ý thức vô cùng nhạy cảm thấy được Diệp thần nhỏ xíu biểu tình biến hóa, liền phỏng đoán đến cái gì. Ngô! Diệp thần do dự một chút, nghĩ đến thương thiên lạc nguyệt. Thương thiên lạc nguyệt dĩ nhiên không phải địch nhân của hắn, nhưng đó là một cái cực lớn tai họa ngầm, nàng cái kia vặn vẹo bệnh trạng lưu luyến si mê, rất có thể sẽ đối với hắn người bên cạnh, tạo thành đáng sợ tai họa. Chấm, có một nữ tử, nàng là tinh không bỉ ngạn bên trên buông xuống cường giả, người nàng liền tại đây phiến hắc ám xâm lâm bên trong. Diệp thần cân nhắc ngôn từ. Là lạc thần sao? Hoàng Tuyền ánh mắt vô cùng nhạy cảm, thế mà một cái chớp mắt liền hiểu rõ thiên cơ. Diệp thần có chút kinh ngạc cùng ngoài ý muốn, bất quá Hoàng Tuyền hiểu rõ thiên cơ, hắn cũng không cần quá nhiều giải thích, gật đầu nói, là, tính nết của nàng có chút xảo trá, có thể sẽ đối với bên cạnh ta người tạo thành uy hiếp, nếu là đụng tới nàng, ta muốn mời ngươi cùng ta liên thủ, trước tiên bắt được nàng lại nói. Thương thiên lạc nguyệt thủy chung là cái uy hiếp, Diệp thần nghĩ tới biện pháp giải quyết, chính là trước tiên bắt được nàng, xem thật kỹ quản, miễn cho nàng sinh sự gây họa. Hoàng Tuyền khẽ cau mày. Lạc thần thương thiên lạc nguyệt, chính là tinh không bỉ ngạn bên trên cường giả, coi như hàng lâm xuống, thực lực chịu đến thiên đạo chế ước, tất nhiên cũng là vô cùng cường hãn. Muốn bắt đối phương, tuyệt đối không phải cái gì dễ dàng làm được sự tình. Nhưng tất nhiên Diệp thần phân phó đến, Hoàng Tuyền cũng không có do dự quá nhiều, trực tiếp liền gật đầu nói, hảo, Diệp đại nhân, ta đã biết, người nàng ở nơi nào. Diệp thần nói, ta cũng không biết, cái này hắc ám xâm lâm. Chướng khí oán niệm bao phủ, các loại nhân quả pháp tắc, quá mức hỗn loạn, ta cũng không biết cái kia thương thiên lạc nguyệt ở nơi nào, chúng ta đi trước đế rơi vũ trụ, nghĩ biện pháp cầm tới hình chi mảnh vụn lại nói. Diệp thần có chủ ý, việc cấp bách, là cướp đoạt hình chi mảnh vụn. Chỉ cần có thể cầm tới hình chi mảnh vụn, hắn chấp trưởng thiên hình pháp tắc, muốn dồn phục thương thiên lạc nguyệt, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Hảo! Hoàng Tuyền gật đầu, hết thảy mặc cho Diệp thần phân phó. Lập tức, Diệp thần khóa chặt đế rơi vũ trụ phương hướng, liền mang theo Hoàng Tuyền nhanh chân tiến đến. Hắc ám xâm lâm chư pháp hỗn loạn, nhưng hình chi mảnh vụn thuộc ma ngục mệnh tinh, bản thân liền là luân hồi thất tinh một bộ phận, cho nên Diệp thần có thể tinh tường bắt được. Chỉ cần có thể bước vào đế rơi vũ trụ, hắn liền có cơ hội cướp đoạt hình chi mảnh vụn. Còn có, thiên địa huyền hoàng bốn yêu bên trong huyền yêu, cũng tại đế rơi trong vũ trụ, nếu là có thể cứu viện binh cơ hội. Diệp thần tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ. Một đường tiến lên, Diệp thần cùng Hoàng Tuyền rất nhanh bước vào hắc ám xâm lâm chỗ sâu, chung quanh chướng khí càng ngày càng nồng đậm. Hoàng Tuyền lấy đao vì Diệp thần lui tránh ma chướng, chém giết hung thú, nàng đao có thể chặt đứt phản tượng, nhưng chảm không phá bốn phía nổi lơ lửng từng cái thời không bọt khí.
Khi tiến vào hắc ám xâm lâm chỗ sâu sau, bên trong hư không, liền xuất hiện từng cái bọt khí, những thứ này bọt khí, lộ ra khí tức nguy hiểm, trên thực tế là vũ thần cùng trụ thần, sau khi ngã xuống, còn sót lại thời không pháp tắc ngưng kết mà thành. Những thứ này thời không bọt khí, mang theo đặc thù thời không sức mạnh, nội bộ tự thành một cái thời không thế giới, người nếu như bị vây ở bên trong, liền muốn tiêu phí giá cả to lớn, mới có thể thoát thân đi ra. Trong rừng rậm lơ lửng thiên thiên bách trăm cái thời không bọt khí, chính là thiên thiên bách trăm cái thời không thế giới, vô tận kỷ nguyên đến nay, không không lúc nào khoảng không bước vào hắc ám xâm lâm tầm bảo mạo hiểm võ giả, có rất nhiều liền bị vây ở thời không bọt khí bên trong, sống sờ sờ tiêu tụy mà chết. Hoàng Tuyền đao có thể chảm phá thiên địa, lại chém không nứt những cái kia thời không bọt khí, có thể tưởng tượng được những cái kia thời không bọt khí, có bao nhiêu quỷ dị nguy hiểm. Diệp đại nhân, những thứ này thời không bọt khí rất quỷ dị, chúng ta không cần chạm đến. Hoàng Tuyền cẩn thận nói. Ân, ta biết. Diệp thần gật gật đầu, kỳ thực hắn chấp trưởng vũ trụ mệnh cách, cũng không sợ thời không bọt khí thôn phệ, nhưng vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn cùng Hoàng Tuyền vẫn là tận lực tránh cùng thời không bọt khí tiếp xúc, chậm rãi tiến lên, hướng về rừng rậm chính giữa nhất đế rơi vũ trụ đi đến. Dần dần, hai người đã có thể trong rừng rậm, nhìn thấy điểm điểm đom đóm tựa như tinh quang, bốn phía phiêu tán nhấp nhô, ý vị này đế rơi vũ trụ không xa, từ trong vũ trụ tràn đầy đi ra ngoài tinh quang, hai người đã có thể đụng tay đến. Sắp tới, Diệp thần nói, hai người tiếp tục tiến lên. Lúc này lại có một cái thời không bọt khí bay tới, hai người như cũ là nghiêng người tránh đi. Nhưng không ngờ, lần này, cái kia thời không bọt khí càng là bộp một tiếng, đột nhiên vỡ tan. Thời không bọt khí vỡ tan sau, không gian chung quanh, lập tức lộ ra hình vòng xoáy vặn vẹo, ô ô vang dội. Chỉ một thoáng, Diệp thần cùng Hoàng Tuyền liền cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, trực tiếp bị hút vào. Không tốt. Hoàng Tuyền sầm mặt lại, vội vàng bắt được Diệp thần tay. Chỉ sợ hắn xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng Diệp thần người mang vũ trụ mệnh cách, hắn đối với thời không pháp tắc trưởng khống, có một không hai chư thiên, có thể xưng không không lúc nào khoảng không đệ nhất, đột một lọt vào thời không vòng xoáy thôn phệ, hắn không chút kinh hoàng. Thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, diễn hóa thành từng cái xấp xỉ hai chiều sợi tơ, từ trong cơ thể của Diệp thần bắn ra, đồng thời bện thành một cái ba chiều hình lập phương. Diệp thần cùng Hoàng Tuyền liền đặt mình vào tại cái này ba chiều hình lập phương bên trong, ở chung quanh thời không loạn lưu phía dưới, hai người thân hình vẫn như cũ vững như sơn nhạc. Hoàng Tuyền ngẩn ngơ, nàng còn nghĩ bảo hộ Diệp thần, không nghĩ tới bây giờ là Diệp thần bảo hộ nàng. Đợi đến chung quanh thời không loạn lưu lắng lại, hai người đã đi tới một cái thế giới xa lạ, đây là trong cái kia thời không bọt khí độc lập thế giới, lộ ra một phương hỗn độn vũ trụ bộ dáng, vũ trụ vô biên vô hạn. Mình mông vô ngần, căn bản vốn không biết đường ra ở nơi nào. Nguy rồi, Diệp đại nhân, chúng ta bị vây ở thời không bọt khí bên trong. Cái này thời không bọt khí, nội bộ tự thành một phương vũ trụ đại thế giới, chúng ta muốn ra ngoài, trừ phi là đi đến vũ trụ biên hoang, có trời mới biết phải hao phí bao lâu a. Chỉ sợ thẳng đến nhục thân linh khí khô kiệt, cũng không tìm tới đường ra. Hoàng Tuyền trên mặt lộ ra một vòng trầm trọng, nàng am hiểu sát phạt. Nhưng đối pháp tắc tầng diện đồ vật, cũng không lý giải sâu. Không có cách nào, bằng vào ta máu tươi làm tế, ta một đao chảm phá vũ trụ này, trước đưa ngươi ra ngoài. Hoàng Tuyền ánh mắt ngưng luyện, rút ra trường đao, hoành đao tại ngực, tay trái bắt lấy lưỡi đao, liền nghĩ cắt vỡ lòng bàn tay đổ máu. Ai, không cần. Diệp thần đưa tay ngừng nàng, bình tĩnh nói, đừng hoảng hốt, mảnh này thời không, còn khốn không được ta. Hắc ám xâm lâm vô cùng nguy hiểm. Cái kia bồng bềnh khắp nơi thiên bách thời không bọt khí, người một khi rơi vào đi, bị vây ở đặc thù trong thời không, liền khó mà thoát thân mà ra. Cho nên vô tận kỷ nguyên đến nay, có rất nhiều võ giả cường đại, đều ở nơi này thất bại vẫn lạc, che giấu tại hắc ám xâm lâm trung ương đế rơi vũ trụ, cũng từ đầu đến cuối không người có thể cướp đi. Bất quá, đối với Diệp thần tới nói, cái này thời không bọt khí khốn nhiễu, còn khó không được hắn. Không gian co vào, một bước hóa hư, sắc. Diệp thần đơn giản bóp cái thủ quyết, thời không pháp tắc vận chuyển, đem trọn phiến không gian vũ trụ co vào, tựa như xúc địa thành thốn đồng dạng, tinh không mênh mông, bị hắn thu nhỏ đến phương viên ở giữa. Vũ trụ biên hoang phần cuối, liền xuất hiện tại trước mắt hắn, nơi đó có một vệt ánh sáng, chính là mở miệng. Đi thôi. Diệp thần hướng Hoàng Tuyền nói một tiếng, cất bước hướng mở miệng đi đến. Hoàng Tuyền khẽ giật mình,
không nghĩ tới Diệp Thần đối với thời không pháp tắc trưởng khống, thế mà cao minh đến nước này, chỉ sợ liền thần sắc đẹp cùng Nguyên Thiên Đế cũng không thể so sánh. Đơn thuần thời không pháp tắc tạo nghệ, Diệp Thần đã là không không lúc nào khoảng không đệ nhất. Chậm đã, tỉnh hồn lại Hoàng Tuyền, đột nhiên hướng về phía Diệp Thần quát lên. Thế nào? Diệp Thần nghi hoặc quay đầu. Hoàng Tuyền ánh mắt như điện lăng lệ, nhìn chằm chằm lối đi ra cái kia đoàn ánh sáng, nói, Diệp đại nhân, bên kia có người. Ngô! Diệp Thần khẽ giật mình, nhìn kỹ lại, quả nhiên thấy đoàn kia tia sáng phía dưới, cất giấu một điểm đen, chính là một người mặc huyết bào nam tử, khí tức vô cùng mịt mờ, nếu như không phải Hoàng Tuyền nhắc nhở, Diệp Thần cũng không có phát hiện. Là ai? Diệp Thần không nghĩ tới cái thời không này bọt khí bên trong, lại còn có người, lập tức cũng là hơi hơi đề phòng. Hoàng Tuyền mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, nói, là không gian lệnh sứ sao? Ta trước đó tựa hồ gặp qua, ta lại thăm dò một chút, Diệp đại nhân, ngươi lui ra phía sau. Răng rắc. Hoàng Tuyền nắm chặt chuôi đao, toàn thân linh khí quán trú đến trong thân đao, cả thanh đao phóng ra một vòng bóng lưỡng phong mang, làm cho mảnh này vũ trụ tinh không. Rất nhiều tinh thần trong nháy mắt liền ầm ầm trở nên bạo động, một bộ muốn sụp đổ rơi xuống bộ dáng. Nàng đao còn không có ra, đao thế liền đã ẩn nhưỡng đến nước này. Diệp Thần biết Hoàng Tuyền lợi hại, liền người nhẹ nhàng lui lại, đứng tại nàng phía sau. Vong xuyên không về, phá. Tiếp theo sát, Hoàng Tuyền trong nháy mắt nhiên xuất đao, một đao như vong xuyên Hoàng Tuyền thủy, cuồn cuộn lao nhanh không ngừng, hướng chảy vực sâu không đáy cùng địa ngục, một vòng rực rỡ nhuốm máu đao quang. Thoáng chốc hoành phá tinh không, hướng về tận cùng vũ trụ huyết bào nam tử chém tới. Cái kia huyết bào nam tử đứng tại vũ trụ biên hoang phần cuối, một mực như pho tượng đứng im bất động, khi nhìn đến Hoàng Tuyền chém tới một đao sau, hắn cuối cùng có động tác biến hóa. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, phóng ra ba đạo không gian phù văn, suy một tiếng thiêu đốt rót vào trong không gian, trước người hắn không gian, lập tức liền sinh ra quỷ dị vặn vẹo. Hoàng Tuyền chém ra ánh đao màu đỏ ngòm, cũng theo vặn vẹo không gian, trách đi quỹ tích, từ cái kia huyết bào bên người nam tử sát qua, đồng thời không có thể gây tổn thương cho đến người kia một chút. Nhìn thấy cái kia huyết bào nam tử, không gian pháp tắc tinh diệu như vậy thủ đoạn, Hoàng Tuyền lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc cùng vẻ kiêng dè, điềm nhiên nói. Quả nhiên là hắn, không gian lệnh sứ, huyết giận. Diệp Thần hỏi, người nào? Hoàng Tuyền đạo, không gian lệnh sứ là tinh không bị ngạn thuyết pháp. Kỳ thực chính là chúng ta nói tới người đại diện. Không gian lệnh sứ, chính là không gian chi thần, vũ thần người đại diện. Hắn gọi huyết giận, cũng là hồn thiên đế dưới trướng, nhật nguyệt hồn tộc bên trong thiên tài. Kỳ quái, hắn tại sao lại ở chỗ này? Ta nhớ được viễn cổ thời đại, vũ thần vẫn lạc, hồn thiên đế lại vẫn lạc, hắn chịu đến cực kỳ nghiêm trọng phản phệ, đã đan điền phá toái, biến thành phế nhân. 72 trụ thần. Nghĩ tại không không lúc nào khoảng không chủ thế giới hành tẩu, hoặc là chính mình hạ xuống hóa thân, hoặc là tìm kiếm người đại diện. Vũ thần tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn người đại diện, chính là cái này gọi huyết giận nam tử. Nhưng, Hoàng Tuyền rất nghi hoặc, tại nàng trong ấn tượng, huyết giận rõ ràng đã biến thành phế nhân, tại sao lại ở chỗ này? Giữ vững tỉnh táo. Diệp Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoàng Tuyền đầu vai, hai con ngươi nhìn xem phương xa huyết giận, thấy rõ, đây là đi qua thời không. Ngươi thấy không gian lệnh sứ, là quá khứ người, lúc này hắn còn không có tàn phế đâu. Hoàng Tuyền ngẩn ngơ, nói, đi qua thời không. Diệp Thần ừ một tiếng, lấy hắn đối với thời không pháp tắc trưởng khống, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, cái thời không này bọt khí bên trong thời không, trên thực tế là đi qua thời không. Phú thần cùng trụ thần chôn xương tại hắc ám xâm lâm phía dưới, bọn hắn còn sót lại pháp tắc ba động, đủ để đem đi qua thời không, từng cái khắc lại. Đây không phải ảo giác gì, mà là chân thực thời không, chẳng qua là đi qua thời không, cùng chủ thế giới song song tồn tại, không can thiệp chuyện của nhau. Trụ thần cường đại, liền lớn mạnh đến mức này, có thể phục khắc đi qua thời không. Tại quá khứ trong thời không, cái kia không gian lệnh sứ huyết giận mạnh bao nhiêu, bây giờ Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền đối mặt, liền có mạnh bấy nhiêu. Hoàng Tuyền, luân hồi chi chủ, là các ngươi. Huyết giận thấy được Hoàng Tuyền cùng Diệp Thần, bước chân hắn khẽ động. Thân thể lắc lư một chút, liền từ tận cùng vũ trụ, xuất hiện tại trước mặt hai người, cách không thuấn gian di động, không lưu mảy may vết tích. Diệp Thần gặp được huyết giận tướng mạo, đó là một cái anh tuấn mà lạnh mạc người trẻ tuổi, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, hai con ngươi thâm thúy như biển sao, khí tức lạnh lẽo mà cường đại, trần trụi tại huyết bào bên ngoài bàn tay,
xương cốt da thịt tương đương cân xứng, như pho tượng hoàn mỹ. Nghĩ không ra, các ngươi lại bị vây ở chỗ này. Ân, rất tốt, giết các ngươi, máu tươi của các ngươi có thể trở thành vũ thần đại nhân tế phẩm. Huyết giận ánh mắt giếng cổ không gợn sóng, thâm thúy lạnh nhạt phải tựa như vô tận biển cả, hắn giơ tay, không gian xung quanh bị hắn chia cắt thành từng khối hình lập phương, mấy khối hình lập phương chồng điệt lũy thế cùng một chỗ, chỉ một cái chớp mắt, liền đem Hoàng Tuyền thế đi vào. Không tốt. Hoàng Tuyền đại chấn, cả người như bị cắt vào trong vách tường, lập tức không thể động đậy, lấy nàng tu vi, tất nhiên có thể tránh thoát, nhưng ít ra cần hao phí 5 hơi thời gian. Mà cái này 5 hơi thời gian, Huyết Giận tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, trước giải quyết Diệp Thần. Hoàng Tuyền lập tức liền lo lắng, chỉ sợ Diệp Thần xảy ra chuyện. Diệp Thần thấy máu giận chỉ khoát tay, liền đem Hoàng Tuyền vây khốn, cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Không thể không nói, Huyết Giận thủ đoạn, tương đương tấn mãnh, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú, đại khái cho là Hoàng Tuyền là hộ vệ của mình, chỉ cần trước tiên đem cái này bảo tiêu vây khốn, hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Luân hồi chi chủ, không còn Hoàng Tuyền che chở, ngươi liền chịu chết đi. Huyết Giận ngón tay vung vẩy điểm ra, từng cái không gian pháp tắc hỗn hợp có quang, hóa thành một cây chùm tia sáng, cuồng nhiên xuyên phá không gian, hung hăng hướng về Diệp Thần sâu đi. Căn này chùm tia sáng bên trong, mang theo kinh khủng không gian giảm chiều không gian chi lực, chỉ cần đánh trúng Diệp Thần liền muốn chịu đến giảm chiều không gian đả kích, cả người sẽ theo 3 chiều biến thành 2 chiều. Chính là muốn biến thành một bức họa giống như, triệt để bị đè ép chết đi. Thân là không gian lệnh sứ Huyết Giận, đủ loại không gian pháp tắc thủ đoạn, làm cho người hoa mắt. Đáng tiếc, hắn đối mặt là Diệp Thần. Diệp Thần nhìn thấy cái kia chùm tia sáng bạo sát mà đến, không chút hoang mang, cong ngón búng ra, đầu ngón tay cũng bộc phát ra một cỗ cường đại mà tinh diệu không gian lực lượng. Ô, lập tức, cái kia chùm tia sáng bị Diệp Thần bắn ngược trở về, trong nháy mắt sẽ xuyên qua hư không. Thổi phù một tiếng, quán xuyên Huyết Giận đầu vai. Như thế nào? Huyết Giận ngẩn ngơ, đầu vai truyền đến nỗi đau xé rách tim gan, để cho hắn trong nháy mắt lâm vào trong kinh ngạc. Hắn vốn là còn cho là, bản thân có thể nhất kích giết chết Diệp Thần, nhưng không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà lấy đạo của người, hoàn thi bỉ thân, đem thuật pháp của hắn bắn ngược trở về. Không gian của ta thủ đoạn, ở bên trên ngươi. Diệp Thần khẽ cười cười, liền thấy Huyết Giận đầu vai. Bị xỏ xuyên sau đó, cái kia chùm tia sáng ẩn chứa không gian lực lượng bộc phát, giảm chiều không gian đả kích phát động. Huyết Giận bả vai cũng dẫn đến cánh tay, tại chỗ liền thành một trang giấy giống như, trực tiếp bị hai chiều bình diện hóa, tiếp đó không gian pháp tắc cấp tốc lan tràn, hắn thân thể, hai chân của hắn, hắn một cánh tay khác, đều biến thành giấy vẽ đồng dạng. Hắn trợn mắt hốc mồm, kiệt lực vận chuyển không gian pháp tắc thủ đoạn, muốn ngăn cản giảm chiều không gian lan tràn. Nhưng đó là tốn công vô ích, cơ thể trong khoảnh khắc liền bị hai chiều hóa, chỉ có đầu vẫn là bình thường. Hắn trang giấy một dạng cơ thể, không cách nào trèo chống đầu, đầu liền đứt gãy lăn xuống. Lúc này, khốn nhiễu Hoàng Tuyền không gian hình lập phương, triệt để phá toái, nàng thân thể khôi phục hoạt động, nhìn thấy Huyết Giận lăn xuống hướng vô tận thâm không đầu, nàng hoành đao vung lên, một mảnh hoa lệ ánh đao lướt qua, liền đem viên kia đầu chém chết thành huyết thủy. Vũ thần đại nhân, cứu! Huyết Giận còn sót lại ý chí, muốn bắn ra thanh âm gì, nhưng cuối cùng tất cả thanh âm cùng khí tức, đều hoàn toàn trừ khử tại Hoàng Tuyền đao quang phía dưới. Diệp đại nhân, ngươi thật đúng là lợi hại. Hoàng Tuyền thu đao, vô cùng kinh ngạc nhìn Diệp Thần, nàng vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Thần không gian thủ đoạn, so Huyết Giận còn muốn lợi hại hơn. Cái này Huyết Giận, thật sự đã đan điền phá toái, trở thành phế nhân sao. Diệp Thần khẽ cau mày, tại Huyết Giận giao thủ đi qua. Hắn ẩn ẩn cũng cảm giác được, kiếp này thời không ở dưới Huyết Giận, khí số không suy, thậm chí có thể thắng được Dĩ Vãng. Ta trong ấn tượng, hắn là trở thành phế nhân. Bất quá, trước đây hồn thiên đế khôi phục, nếu là hạ xuống cái gì chúc phúc, hắn thực lực khôi phục cũng không nhất định. Hoàng Tuyền ngôn từ có chút cẩn thận, cũng không có phớt lờ. Nhưng, Diệp đại nhân, ngươi yên tâm, ta chính là buông tha cái mạng này, cũng muốn bảo hộ ngươi chu toàn. Hoàng Tuyền ánh mắt kiên định đạo. Ân, đi ra ngoài trước a. Diệp Thần nhanh chân hướng về lối ra đi đến, lần này không tiếp tục phát sinh ngoài ý muốn gì, hắn cùng Hoàng Tuyền thuận lợi rời đi mảnh này thời không, trở về lại hắc ám xâm lâm bên trong. Nhưng hai người vừa mới trở về, lại có một cái thời không bọt khí bay tới, nhìn cái kia bồng bềnh quỹ tích, tựa hồ có người ở sau lưng điều khiển.
có gì đó quái lạ. Diệp Thần ánh mắt phát lạnh, muốn tránh né, nhưng đã không kịp, cái kia thời không bọt khí lại tại hắn cùng bên cạnh Hoàng Tuyền nổ tung, tạo thành một cái thời không vòng xoáy, đem hai người cuốn vào. Diệp Thần đành phải bảo vệ thân hình, mở mắt xem xét, đã thấy chính mình cùng Hoàng Tuyền, lại tới một cái thế giới xa lạ. Mảnh thế giới này, khắp nơi nổi lơ lửng tinh đồ, hỗn thiên nghi, bóng mặt trời, đồng hồ nước, khuê biểu các loại, đại biểu thời gian pháp tắc mỹ lệ đồ đằng. Nơi này thời gian pháp tắc, tựa hồ tương đương vặn vẹo cùng quỷ dị. Diệp đại nhân, tay của ta. Hoàng Tuyền tại sau khi đi vào, liền kinh ngạc phát hiện, một cỗ tuế nguyệt khí thức tang thương, giống như núi bao phủ xuống, đặt ở trên người nàng, bàn tay nàng làn ra, lại xuất hiện nếp nhăn, cả người muốn bắt đầu già đi. Thế giới này thời gian pháp tắc tổn thương, đã rót vào trong cơ thể nàng. Ngươi lui ra phía sau, đợi ta chém chết giới này. Tại ngắn ngủi kinh ngạc đi qua, Hoàng Tuyền cấp tốc lấy lại tinh thần, lập tức rút đao ra khỏi vỏ, huyết sắc trong suốt đồng tử tràn đầy sát khí, tóc trắng lay động. Nàng cũng không tinh thông thời gian pháp tắc, vốn lấy nàng đao, toàn lực bộc phát mà nói, đủ để chảm phá thế giới này, cũng dẫn đến đem không gian thời gian pháp tắc toàn bộ phá hủy. Đừng xung động, một chút thời gian pháp tắc tiểu thủ đoạn thôi. Diệp Thần đè lại Hoàng Tuyền tay, ra hiệu nàng không cần lỗ mãng. Tuế Nguyệt định quỹ, cắt thời gian, chấn áp. Tiếp theo sát, Diệp Thần cũng vận chuyển thời gian pháp tắc sức mạnh, diễn hóa ra một cái đồng hồ cát, hư không nhất chấn, oanh một tiếng, quanh quẩn ở trong thiên địa các loại mỹ lệ đồ đằng, tinh đồ, hỗn thiên nghi, bóng mặt trời, đồng hồ nước, khuê biểu các loại, toàn bộ phá diệt. Trong chớp mắt, phong khinh vân đạm, không khí nhẹ nhàng khoan khoái, tất cả quỷ bí thời gian pháp tắc ba động, toàn bộ bị Diệp Thần chấn áp đi. Hoàng Tuyền trên mu bàn tay nếp nhăn, cũng là đi theo tiêu tán, nàng cảm thấy bao phủ trên người mình thời gian pháp tắc áp lực, cũng là trong nháy mắt trừ khử vô hình. Nàng ngơ ngác nhìn Diệp Thần, vốn là thần sắc đẹp gọi nàng bảo hộ Diệp Thần, nhưng cho tới bây giờ, lại là Diệp Thần ba lần bốn lượt cứu hộ nàng. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời, thản nhiên nói, hiện thân a. Hắn tiếng nói sau khi rơi xuống, trên bầu trời, quả nhiên liền hiển hóa ra một cái tư thái yêu kiều thần bí thiếu nữ tuổi xuân. Thiếu nữ thần bí mặc xiêm y màu đỏ ngòm, dung mạo thanh lệ, trần trụi hai chân, tại trên đám mây quan sát Diệp Thần, nhẹ nhàng cười nói. Đại ca ca thật là lợi hại đâu, thế mà lập tức liền phá mất ta thuật pháp, ngay cả ta ca ca đều bị các ngươi giết, các ngươi sẽ không phải cũng muốn giết ta đi. Thiếu nữ thanh âm thanh thúy linh động, lại lộ ra một tia xảo trá ý vị. Thời gian lệnh sứ, huyết ly. Hoàng Tuyền ánh mắt ngưng lại, nhìn xem thiếu nữ kia, lập tức liền nhận ra, trên mặt lộ ra một tia cảnh giác, thương một chút rút đao ra khỏi vỏ, mũi đao nghiêng nghiêng chỉ vào thiên khung. Diệp Thần con mắt híp lại, cũng là trong nháy mắt thiên cơ hiểu rõ, biết thân phận của thiếu nữ này, chính là huyết giận muội muội, huyết ly. Huyết giận là không gian lệnh sứ, mà huyết ly nhưng là thời gian lệnh sứ, nàng là thời gian chi thần trụ thần người đại diện. Phú thần cùng trụ thần, là một đôi song tử, huyết giận cùng huyết ly, cũng là song tử, hai huynh muội cũng là trong nhật nguyệt hồn tộc thiên tài. Bất quá, coi như huyết ly là thời gian lệnh sứ, luận thời gian pháp tắc tạo nghệ thủ đoạn, cũng là không sánh được Diệp Thần. Tam thập tam thiên thần thuật bên trong song xà tròm sao, ẩn chứa thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc huyền bí, Diệp Thần sớm đã trưởng khống, có thâm hậu thời không pháp tắc nội tình, về sau lại chấp trưởng vũ trụ mệnh cách, vậy càng là vô địch. Liền xem như huyết ly thời gian này lệnh sứ, cũng không thể so sánh với hắn. Huyết ly cũng không có cùng Diệp Thần tranh đấu ý tứ, nhìn thấy Hoàng Tuyền rút đao phòng bị bộ dáng, cười nói, Hoàng Tuyền tiểu thư không cần đề phòng như vậy, chém chém giết giết liền không có ý tứ, các ngươi đi thôi, bên ngoài có đầu vô thường ác quỷ đang quấy rối, địch nhân của các ngươi là nó. Nói đi, huyết ly đầu ngón tay bóp quyết, Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền trước mặt, liền xuất hiện một cái tia sáng hội tụ thành vòng xoáy chi môn. Chính là mảnh này thời không mở miệng. Hoàng Tuyền hai tay còn nắm chặt chuôi đao, mắt nhìn hướng Diệp Thần, muốn nghe ý kiến của hắn. Đi thôi. Diệp Thần cũng không có do dự quá nhiều, bởi vì nơi này là trong thời không bọt khí không gian, là quá khứ thời không, xem như thế giới song song. Hắn coi như ở đây giết chết huyết ly, chủ thế giới bên trong huyết ly, cũng sẽ không phải chịu tổn thương chút nào, đã như vậy, cũng sẽ không cần làm tranh đấu vô vị. Việc cấp bách là mau chóng trở lại chủ thế giới. Lập tức, Diệp Thần liền trước tiên xuyên qua vòng xoáy chi môn, Hoàng Tuyền nhìn lên trên bầu trời tà mị cười huyết ly, chau mày,
sau đó cũng đi theo Diệp Thần, xuyên qua mở miệng. Tiếp theo sát, hai người trở về lại hắc ám xâm lâm bên trong. Hắc ám xâm lâm bên trong, vẫn như cũ nổi lơ lửng thiên bách thời không bọt khí, tại hai người sau khi ra ngoài, quanh mình thời không bọt khí, tựa như nổi điên đồng dạng, hướng về hai người tụ lại mà đến, ủng ục ục vang dội, sau lưng rõ ràng có người ở điều khiển. Hoàng Tuyền biến sắc, cái này thiên bách thời không bọt khí, nếu là một thể gia thân, nàng và Diệp Thần liền bị kẹt ở trong tầng tầng khảm bộ dị thời không, mỗi cái thời không có thể đều có huyết giận, huyết ly loại này cấp bậc cường giả, cái kia muốn thoát thân, liền vô cùng khó khăn. Có người muốn lợi dụng những thứ này thời không bọt khí, vây chết bọn hắn. Không dứt đúng không? Diệp Thần nhìn xem cái kia mãnh liệt mà đến từng cái thời không bọt khí, đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn, nắm chắc quả đấm, trong lòng câu thông luân hồi mộ địa. Sụp đổ tiền bối, trước cho ta mượn điểm lực lượng. Diệp Thần điều động sụp đổ chi chủ một tia sức mạnh, trên thân lập tức nổ lên một cỗ sụp đổ hôi quang, phóng lên trời, cường hoành sụp đổ chi lực trong nháy mắt nổ tung, chung quanh vào tới thiên bách thời không bọt khí, trong nháy mắt liền đùng đùng đùng, toàn bộ phá toái. Hoàng Tuyền ngẩn ngơ, loại này pháp tắc tầng diện phá hư, so với nàng đao, muốn tinh xảo huyền diệu nhiều lắm, mà Diệp Thần lại nắm trong tay vô cùng thành thạo. Ở đây, tại ép bạo chung quanh thời không bọt khí sau, Diệp Thần ánh mắt như điện, nhìn về phía một bên rừng cây cỏ dại, nơi đó có một đạo hắc ảnh kinh hoàng bay tán loạn dựng lên, trốn về phương xa. Đó là một đầu quỷ dị quái vật, một cái đầu có hai bộ gương mặt, một đen một trắng, ngũ quan đều là âm trầm dữ tợn, thân thể nhẹ nhàng tựa hồ không có thực chất, toàn thân lượn lờ từng sợi hắc ám ma khí, tựa như quỷ quái đồng dạng. Diệp Thần một chút ở giữa, liền biết con quái vật này, chính là huyết ly nói tới vô thường ác quỷ, là hắc ám xâm lâm âm khí, hỗn hợp có vũ thần cùng trụ thần oán niệm, thậm chí còn có hình chi mảnh vụn bổ sung thêm địa ngục ma khí, dung hợp đản sinh ra yêu ma nghiệt chướng. Vừa mới Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền, liên tiếp lọt vào thời không bọt khí vây khốn ngăn, chính là đầu này vô thường ác quỷ, ở sau lưng quấy rối. Nó rõ ràng có không kém linh trí, biết Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền thực lực cường hãn, cho nên liền nghĩ lợi dụng hắc ám xâm lâm không chỗ nào không có mặt thời không bọt khí, vây chết hai người, lại đi thôn phệ. Ác quỷ ăn thịt người, đây là tập tính, Diệp Thần trong lòng ẩn ẩn có chút sợ hãi, chưa từng thường ác quỷ trên thân, hắn có thể bắt được hình chi mảnh vụn khí tức ba động. Hình chi mảnh vụn ẩn chứa rất nhiều hình phạt bên trong, có một loại chính là ác quỷ phệ nhân phạt, triệu hồi ra trăm ngàn đầu vô thường ác quỷ, bổ nhào vào trên thân người đi, vậy coi như là thiên đế giống như cường hãn võ giả, cũng chịu không được như vậy thôn phệ lôi xé hình phạt. Hoàng Tuyền nhìn thấy vô thường ác quỷ nhảy ra, trên mặt cũng là lộ ra một vòng nặng nhiên, giống như dâng lên đi qua đau đớn hồi ức, trong lúc nhất thời không có xuất đao. May mắn Diệp Thần phản ứng nhanh, khi nhìn đến vô thường ác quỷ chạy thục mạng thời điểm, hắn đã ra tay. Thời không kiếm trận, chấn áp. Diệp Thần ngón tay dẫn quyết, thời gian cùng không gian pháp tắc năng lượng thả ra, hội tụ thành từng thanh như thủy tinh trong suốt kiếm, suy 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 bạo sát ra ngoài, trong nháy mắt sẽ xuyên qua hư không, xuất hiện tại vô thường ác quỷ trên đỉnh đầu, rầm rầm gai hạ xuống. Vô thường ác quỷ kêu thảm một tiếng, cả phó thân thể bị từng thanh thời không kiếm thủy tinh, đóng đinh trên mặt đất, liều mạng giãy giụa cũng không thể động đậy. Chung quanh nó thời không, đã hoàn toàn bị Diệp Thần phong tỏa. Nhiễu sóng lão tổ, trợ ta, thoát ách, bị đóng đinh trên đất vô thường ác quỷ, hai bộ gương mặt đều là dữ tợn nghiến răng nghiến lợi, đồng thời phát ra thâm trầm khàn khàn tiếng kêu, lại hình như là ngâm sướng thần chú gì. Sau đó, một màn kinh người liền xuất hiện, thân thể của nó bắt đầu vặn vẹo, biến dị, răng rắc từ sau cõng mọc ra mấy cánh tay, ngoại hình trở nên vô cùng dị dạng, đem đính tại trên người từng thanh thời không kiếm thủy tinh, toàn bộ rút ra vứt bỏ. Một đầu thiên cẩu, sinh ra sáu đuôi, thân thể cao lớn, từ trên bầu trời hiện lên, bàng bạc vĩ thú khí lồng che trời địa, trong cổ họng ô ô phát ra thét dài, chấn động sơn lâm, vừa mới chính là nó ăn một miếng rơi mất vô thường ác quỷ. Rõ ràng nó vô cùng rõ ràng, dựa vào cỗ này nhiễu sóng sức mạnh, nó có thể từ Diệp Thần trấn áp xuống thoát thân, nhưng muốn chiến thắng Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền, lại là tuyệt đối không thể. Diệp Thần nhìn về phía bầu trời, lập tức liền cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc. Âm u, quỷ bí, rộng rãi, kinh khủng, cường đại, vặn vẹo, chính là vĩ thú khí tức. Hóa thành hình người sau sáu đuôi thiên cẩu, là cái da trắng dung mạo xinh đẹp thiếu nữ thanh xuân, nhìn bộ dáng 17, 18 tuổi khoảng chừng, hai con người oánh oánh như ngọc, trên mặt mang cười đùa nhìn xem Diệp Thần,
vừa mới ăn hết vô thường ác quỷ, giống như có chút không tiêu hóa nổi, lại ở một cái. Đây là... Hoàng Tuyền lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó ánh mắt phát lạnh, nghĩ lại xuất đao, thế nhưng vô thường ác quỷ đã hướng về phương xa chạy thục mạng. Hoàng Tuyền nhìn thấy một màn này, lập tức vung đao chém ra, một vòng xâm nghiêm đao quang, lập tức liền hướng vô thường ác quỷ chém tới. Liền thấy lấy vô thường ác quỷ làm trung tâm, một cỗ nhiễu sóng năng lượng tại lan tràn, cây cối chung quanh chịu đến nhiễu sóng ảnh hưởng, vặn vẹo thành long xà giống như uốn lượn, thời không cũng sinh ra nhiễu sóng, bị một cỗ lực lượng vô hình vặn vẹo vỡ tan, phát ra răng rắc tiếng vang, vô hình thời không lại như bể tan tành thấu kính giống như rớt xuống, hiện ra thời không sau lưng vô tận hỗn độn hư vô. Diệp Thần con mắt lập tức trừng lớn, vô cùng kinh ngạc nhìn một màn này. Nhưng, vô thường ác quỷ quanh mình không gian, đã toàn bộ nhiễu sóng vặn vẹo, Hoàng Tuyền đao quang chém giết tới, cũng cùng nhau bị mang theo vặn vẹo chôn vùi, hóa thành vô hình. Nàng đem địa ngục chư kiếp đều dung nhập vào đao pháp bên trong, một đao này uy thế hung mãnh. Là, nhiễu sóng lão tổ sức mạnh. Sáu đuôi thiên cầu trong mắt màu đỏ ngòm, quan sát Diệp Thần, sau đó thân thể nhoáng một cái, hóa thành lưu quang, hạ xuống tới, hóa thành hình người, xuất hiện tại trước mặt Diệp Thần, kêu lên, luân hồi chi chủ, người tốt nha. Chúng ta đã lâu không gặp, nấc. Nàng từng bị giam giữ tại luân hồi trong địa ngục, chịu đủ chưa đắng, địa ngục kiếp nạn để cho nàng nhận hết đau đớn đồng thời, cũng đại đại rèn luyện lòng của nàng. Tại không gian nhiễu sóng vặn vẹo sau, Diệp Thần vừa mới bày ra thời không kiếm trận phong tỏa, tự nhiên cũng là triệt để phá diệt, cái kia vô thường ác quỷ vừa thoát khốn, lập tức chạy trốn, cũng không có ham chiến ý tứ. Vô gian địa ngục, một đao tịch diệt. Mắt thấy cái kia vô thường ác quỷ, liền muốn chạy trốn, bỗng nhiên bầu trời biến thành đen, rít lên một tiếng từ trên bầu trời truyền đến, chợt gió nổi mây phun, đất đá bay mù trời, sấm sét vang dội, một tấm huyết bồn đại khẩu, đột ngột phá không xuất hiện, răng rắc một chút, liền đem chạy trốn vô thường ác quỷ cắn, lại lộc cộc một tiếng, nuốt xuống. Diệp đại nhân, cẩn thận. Hoàng Tuyền lập tức bảo hộ ở trước mặt Diệp Thần, chỉ sợ sáu đuôi thiên cầu làm loạn. Vị tỷ tỷ này, đừng hung ác như thế nha, ta cùng luân hồi chi chủ ca ca nhận biết. Sáu đuôi thiên cầu nhìn xem Hoàng Tuyền đao trong tay, lầu bầu một câu, giống như cũng sợ Hoàng Tuyền tổn thương nàng, lui về phía sau hai bước. Ngươi là... Diệp Thần có chút hiếu kỳ nhìn xem trước mắt sáu đuôi thiếu nữ, một chút ấn tượng mơ hồ từ chỗ sâu trong óc nổi lên. Ta gọi Tô Tửu, trước đó đạo tông thi đấu thời điểm, chúng ta thấy qua. Luân hồi chi chủ ca ca, ngươi không nhận ra ta, thật là nhận ra cái đuôi của ta a. Sáu đuôi thiếu nữ nháy mắt, sau lưng sáu đầu lông xù cái đuôi lung lay. A, Diệp Thần nghĩ tới, trước đó đạo tông thi đấu, đại đạo tranh phong thời điểm, hắn đích xác gặp qua sáu đuôi, bất quá khi đó sáu đuôi hình người hóa thân, là cái 13-14 tuổi một dạng tiểu cô nương, hôm nay đã trưởng thành 17-18 tuổi bộ dáng, cho nên hắn nhất thời không có nhận ra. Ngươi nhớ lại ta đi. Tô Tửu hì hì cười nói. Nhớ ra rồi. Diệp Thần nói, hắn lần này tới Hắc Ám xâm lâm, ngoại trừ muốn tìm hình chi mảnh vụn, cũng nghĩ tìm kiếm sáu đuôi, cũng thôn vệ vĩ thú năng lượng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đụng tới sáu đuôi. Nấc, vừa mới đầu kia vô thường quỷ, có chút khó ăn, trên thân mang theo nhiễu sóng lão tổ hương vị, ngô, có chút ác tâm đâu. Bất quá, ta cũng không thể bắt bẻ nhiều lắm, luân hồi chi chủ ca ca, người có đồ ăn ngon sao? Tô Tửu lại trơ mắt nhìn Diệp Thần, vừa mới ăn vô thường ác quỷ, đối với nàng mà nói, rõ ràng không phải cái gì thức ăn ngon, thậm chí để cho nàng cảm thấy có điểm ác tâm, trong đó mang theo dị dạng vặn vẹo hương vị. Nhiễu sóng lão tổ. Diệp Thần giật mình trong lòng, nhớ tới thiên đấu sát thần nói qua ba quỷ thần. Ba quỷ thần, đại biểu cho ba loại quỷ dị pháp tắc, theo thứ tự là, hư thối, nhiễu sóng, ác mộng. Chẳng lẽ, cái gọi là nhiễu sóng lão tổ, chính là ba quỷ thần sao? Tô Tửu mới nói, nhiễu sóng lão tổ, chính là 72 trụ thần một trong A, ca ca ngươi nghe nói qua sao? Trong cánh rừng rậm này có thật nhiều quái vật hung thú, đều tin phụng nhiễu sóng lão tổ, nhiễu sóng hương vị rất khó ăn. Ta không thích, ngươi có ăn ngon sao? Diệp Thần nghe Tô Tửu lời nói, thầm nghĩ quả nhiên. Vị kia nhiễu sóng lão tổ, chính là ba quỷ thần một trong, Tô Tửu cũng không biết ba quỷ thần truyền thuyết, chỉ cho là thông thường trụ thần. Ta cũng không có gì ăn ngon, bất quá trong nhà của ta có, ngươi có thể theo ta ra ngoài. Diệp Thần cân nhắc một chút ngôn từ, chính là mở miệng nói ra.
hắn cùng Tô Tửu không oán không cừu, thậm chí còn tính toán có chút thiện duyên, tự nhiên không hạ thủ được trực tiếp thôn phệ nàng. Bất quá trong cơ thể nàng 6 đôi năng lượng, là Diệp Thần nhất định phải có, Diệp Thần dự định trước tiên mang nàng ra ngoài, thương lượng lại định sách. Muốn thu hoạch Tô Tửu thể nội 6 đôi năng lượng, đối với Diệp Thần tới nói, cũng không khó khăn, không cần giết người, vận chuyển luân hồi pháp liền có thể hút ra tới, bất quá điều kiện tiên quyết là muốn Tô Tửu đồng ý. Một khi Tô Tửu đã mất đi 6 đôi năng lượng, nàng liền sẽ biến thành một người bình thường, Diệp Thần tự nhiên muốn cho nàng đầy đủ thù lao, bằng không thì chính hắn trong lòng cũng băn khoăn. Tốt tốt, đi nhà ngươi sao? Hiện tại đi sao? Tô Tửu nhãn tình sáng lên, không có tim không có phổi liên tục gật đầu đáp ứng, muốn cùng Diệp Thần rời đi. Ngược lại cũng không cần vội vã như vậy, ta còn có chút sự tình phải xử lý, ngươi đi theo bên cạnh ta liền tốt, ân, ngươi có thể đến ta thiên quốc ở tạm. Diệp Thần xòe bàn tay ra, lòng bàn tay liền hiển hóa ra luân hồi thiên quốc tranh cảnh. Ách, Tô Tửu lại lui về sau một bước, khoát tay lia lịa nói, không muốn không muốn, ta không thích đang bị nhốt, luân hồi chi chủ ca ca, ta cứ như vậy đi theo ngươi đi. Diệp Thần luân hồi thiên quốc, cương vực cũng là 10 phần bao la, nhưng Tô Tửu thân là vĩ thú, chỉ có không không lúc nào khoảng không chủ thế giới, có thể chứa đựng đến phía dưới khí tức của nàng, Diệp Thần thiên quốc đối với nàng mà nói, thực sự có chút chật trội nhỏ hẹp. Tốt a, người vui vẻ là được rồi. Diệp Thần nhún nhún vai, cũng để tùy, ngược lại Tô Tửu bản thân liền là 6 đuôi, thực lực vô cùng cường đại, cũng không cần hắn bảo hộ chiếu cố, thậm chí còn có thể trở thành trợ lực của hắn. Hắn muốn tìm tìm hình chi mảnh vụn, có Tô Tửu theo bên người mà nói, cũng có thể nhiều một phần chắc chắn. Hoàng Tuyền gặp Tô Tửu là bạn không phải địch, cũng đem nắm chặt chuôi đao lỏng tay ra. Đúng, 6 đuôi, Bùi Vũ Hàm Bùi cô nương không cùng ngươi ở một chỗ sao? Diệp Thần hỏi, hắn nhớ kỹ ma nữ chuyển thế Bùi Vũ Hàm, cùng 6 đuôi là cùng nhau. Trước đây đạo tông thi đấu sau khi kết thúc, hai người cũng là kết bạn quay về Hắc Ám Xâm Lâm. Bùi Vũ Hàm bảo là muốn liền như vậy ẩn cư, không còn liên lụy không không lúc nào chống không rất nhiều nhân quả. Nhưng bây giờ, Diệp Thần chỉ thấy được Tô Tửu, cũng không có nhìn thấy Bùi Vũ Hàm. Ca ca, người kêu ta Diệu Nhi liền có thể. Vũ Hàm tỉ tỉ đi, nàng. Tô Tửu nghe Diệp Thần nâng lên Bùi Vũ Hàm, lập tức liền lộ ra một vòng biểu tình phức tạp, vừa đành chịu, cũng mang theo kinh dị cùng một tia sợ hãi. Diệp Thần hỏi, nàng thế nào? Tô Tửu mới nói. Vũ Hàm tỷ tỷ, nàng đã điên rồi, nói cái gì chính mình là ma nữ, trước đó vài ngày trên trời rơi xuống huyết vũ, nàng đột nhiên lại khóc, nói cái gì thiên nhai vẫn lạc, chính mình cũng là sống không thú vị, tiếp đó nàng lại. Diệp Thần chấn động trong lòng, Vũ Tổ tên thật liền kêu Vũ Thiên Nhai, xem ra ngày đó Vũ Tổ vẫn lạc, Bùi Vũ Hàm cũng bị xúc động. Bùi Vũ Hàm chính là ma nữ chuyển thế, năm đó ma nữ, chính là Vũ Tổ Hồng Nhan Chi Kỷ. Diệp Thần trước đó cùng ma nữ ở giữa ân oán tình cừu, quả thực không cạn. Vũ Tổ vẫn lạc, đại đại kích động đến Bùi Vũ Hàm tâm thần, nàng ma nữ ký ức, nghĩ đến là hoàn toàn đã thức tỉnh. Diệp Thần lúc này đã bắt được cực nguy hiểm thiên cơ, tương lai của hắn tràn đầy huyết tinh, hắn cùng ma nữ tất có một trận chiến, hoặc là hắn chảy hết máu tươi, hoặc là ma nữ chết đi, thế bất lưỡng lập, càng nhìn không đến con đường thứ ba. Tiếp đó nàng thì thế nào? Diệp Thần vội vàng hướng Tô Tửu hỏi. Tô Tửu vành mắt lập tức đỏ lên, nói, tiếp đó, Vũ Hàm tỷ tỷ liền nghĩ ăn hết ta, nàng nói ta là vĩ thú, thể nội có dư thừa năng lượng, nàng ăn hết ta sau đó, có thể đại đại tăng tiến tu vi, tương lai phục sinh Vũ Tổ cũng không nhất định. Nàng hướng ta lộ ra răng nanh, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nàng bộ dáng đáng sợ như vậy, ô ô, ta liền chạy, bây giờ nàng còn nghĩ truy sát ta đâu. Luân hồi chi chủ ca ca. Người chịu mang ta ra ngoài, kia thật là không thể tốt hơn nữa, ta không nghĩ bị Vũ Hàm tỷ tỷ ăn hết ha. Diệp Thần sờ sờ tóc nàng, an ủi, tốt, đừng khóc. Tô Tửu đột nhiên khẽ run rẩy, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, nói, ca ca, ngươi. Ngươi sẽ không phải cũng nghĩ ăn hết ta đi. Nàng thân là vĩ thú, cảm quan vô cùng nhạy cảm, lúc này cùng Diệp Thần gần trong gang tấc, đã bắt được Diệp Thần có muốn cắn nuốt vĩ thú tâm tư. Diệp Thần biết không thể gạt được nàng. Thản nhiên nói, không có, đừng hoảng hốt, ta chỉ là muốn rút ra trong thân thể ngươi vĩ thú chi lực, sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi, ta sẽ cho ngươi đầy đủ đền bù. Tô Tửu nghe vậy, lập tức có chút hưng phấn đánh gãy Diệp Thần nói, ca ca, ngươi có thể rút ra trong cơ thể ta vĩ thú khí sao? Vậy nhanh lên một chút động thủ đi, ô ô,
ta không muốn lại làm vĩ thú, như vậy Vũ Hàm tỷ tỷ cũng sẽ không ăn ta. Tô Tử Từ hóa hình sau đó, vẫn cùng Bùi Vũ Hàm cùng một chỗ, đem Bùi Vũ Hàm xem như là thân nhân của mình, bây giờ Bùi Vũ Hàm lại muốn ăn tươi nàng, trong nội tâm nàng khủng hoảng tuyệt vọng cùng thất lạc, có thể tưởng tượng được. Bây giờ nghe ngửi Diệp Thần có biện pháp, có thể rút ra trong cơ thể nàng vĩ thú năng lượng, nàng cũng không muốn thù lao gì, lập tức bắt được Diệp Thần cánh tay, chỉ muốn gọi hắn nhanh lên động thủ. Diệp Thần cười khổ một tiếng, nói, không cần vội vã như vậy, hắc ám xâm lâm hung hiểm trọng trọng, nếu như ta bây giờ liền rút mất lực lượng của ngươi, vậy ngươi liền nguy hiểm, chờ chuyện chỗ này, ta mang ngươi về nhà, lại xử lý cũng không muộn. Thế nhưng là, ca ca, Tô Tử muốn nói lại thôi, một bộ ủy khuất phiền muộn bộ dáng, hay là muốn mau chóng giải quyết. Hoàng Tuyền thản nhiên nói, tiểu muội muội, tỉnh táo chút, ta cùng Diệp đại nhân, còn cần mượn dùng lực lượng của ngươi. Tô Tử thân là sáu đuôi, lực lượng của nàng cực hạn bộc phát mà nói, thậm chí không thể so với Hoàng Tuyền kém. Hoàng Tuyền rất rõ ràng, lần này mưu đoạt hình chi mảnh vụn, nhất định hung hiểm trọng trọng, có thể nhiều một phần trợ lực, tự nhiên nhiều một phần trợ lực cho thỏa đáng. Hoàng Tuyền âm thanh, cũng không giống như Diệp Thần ôn hòa như vậy, lộ ra một cỗ lạnh lẽo xâm nghiêm hàn ý, Tô Tử sau khi nghe được, cũng không dám nhiều lời nữa, cúi phía dưới cái đầu nhỏ, nói, tốt a, ca ca tỷ tỷ, các ngươi bây giờ muốn đi đâu đâu? Hoàng Tuyền đạo, đế rơi vũ trụ. Tô Tử lập tức cả kinh, nói, a, đế rơi vũ trụ sao? Chỗ kia. Hoàng Tuyền đạo, không phải ngay ở phía trước sao? Tô Tử cắn ngón tay, nói, là ngay ở phía trước, nhưng không có nặng linh thạch, các ngươi không vào được, nếu như tùy tiện nhảy vào đi mà nói, rất có thể sẽ bị vẫn lạc pháp tắc giết chết. Tô Tử quanh năm sinh hoạt tại hắc ám xâm lâm, nàng tự nhiên biết đế rơi vũ trụ nguy hiểm. Chỗ kia, nếu như không có đầy đủ thủ đoạn hộ thân, liền xem như thiên đế bước vào, cũng có thể phải bỏ mạng chết. Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền nhìn nhau, hai người chạy tới một bước này, tự nhiên cũng không khả năng tay không trở về. Đi trước nhìn kỹ hãng nói. Diệp Thần nói. Hoàng Tuyền ừ một tiếng, lập tức liền đi về phía trước. Đi thôi. Diệp Thần hướng Tô Tử vẫy tay, cũng đi về phía trước. Tô Tử rất là bất đắc dĩ nhếch miệng, cũng chỉ đành đi theo. Rất nhanh, ba người đi tới hắc ám xâm lâm chính giữa nhất khu vực. Diệp Thần cuối cùng gặp được đế rơi vũ trụ, cái kia đế rơi vũ trụ, giống như là một cái hồ nước, tinh khiết trong suốt ngồi dưới đất, tản mát ra sâu kín tinh quang. Đây chính là đế rơi vũ trụ sao? Diệp Thần nhìn xem trước mắt mỹ lệ cảnh quan, tựa như nhìn thấy một mảnh vũ trụ tinh không, phản chiếu tại trong hồ, nhưng trên thực tế đó cũng không phải hồ nước, chính là vũ trụ tinh không bản thân, lại khảm nạm in vào đại địa bên trên. Thậm chí chiếu rọi thiên khung. Hắc ám xâm lâm phía trên bầu trời, vĩnh viễn là u ám thâm thúy vũ trụ bộ dáng, đó cũng không phải bầu trời diện mạo vốn có, mà lại in vào cả vùng đất đế rơi vũ trụ, tia sáng chiếu rọi bắn ra. Trời cùng đất lẫn nhau chiếu rọi, tinh không lại tại trên mặt đất, điểm điểm tinh quang giống như đom đóm bốn phía tràn đầy lấy, trong không khí tràn đầy tĩnh mịch bầu không khí, hình tượng này quá đẹp. Nhưng tại hạ một sát na, Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền đều từ xinh đẹp này tranh cảnh sau lưng, bắt được vô tận nguy hiểm. Đế rơi vũ trụ như hồ nước, như tinh không, như đêm tối thương khung, nhưng cũng giống như vực sâu thâm bất khả trắc, ẩn chứa trong đó đủ loại quỷ bí huyền ảo lại nhịp nhàng ăn khớp pháp tắc năng lượng ba động. Có rất nhiều pháp tắc, là không không lúc nào khoảng không không có. Mảnh này đế rơi vũ trụ, như thế một cái độc lập tiểu thế giới, cùng không không lúc nào khoảng không chủ thế giới song song tồn tại. Không can thiệp chuyện của nhau. Diệp Thần nắm giữ lấy thần giáp mệnh tinh, lực phòng ngự vô cùng cường hãn, nhưng hắn có thể chắc chắn, nếu như mình tùy tiện bước vào đế rơi vũ trụ, cũng biết lọt vào bên trong từng tia từng sợi vô khổng bất nhập pháp tắc tổn thương. Hắn thần giáp mệnh tinh, có thể phòng thủ không không lúc nào chống không pháp tắc sát thương, nhưng chưa hẳn có thể phòng thủ tinh không bị ngạn pháp tắc. Cái này đế rơi vũ trụ, là thiên mẫu nương nương chế tạo, đang có một chút tinh không bị ngạn pháp tắc lực phá hoại. Lực tàn phá này trình độ kinh khủng hoàn toàn không phải không không lúc nào chống không người có thể hiểu được. Không không lúc nào khoảng không trải qua mạt pháp thời đại, sau khi mạt pháp thời đại, thiên đạo liền suy sụp, có rất nhiều pháp tắc sức mạnh, đã suy yếu, thậm chí mất đi. Nhưng tinh không bị ngạn, cơ hồ không có chịu đến mạt pháp thời đại ảnh hưởng, hơn nữa chỗ kia hội tụ rất nhiều chủ ý chí của thần, thế giới nội tình thâm hậu cường đại vô biên. Thế giới là như vậy, lấy thiên ma đạo mới là hạch tâm. Tinh không bị ngạn là tiếp cận nhất nồng cốt chỗ, thuộc vòng bên trong,
mà không không lúc nào khoảng không, là vòng ngoài, cái gọi là phi thăng, chính là từ bên ngoài đi vào. Không không lúc nào khoảng không cùng tinh không bị ngạn, trên bản chất đều tại cùng một cái thế giới, cũng là chủ thế giới, đều chịu thiên đạo quy tắc quản thúc, chỉ là tinh không bị ngạn càng tới gần hạch tâm, hơn nữa có càng nhiều trụ thần ý chí chiếu rọi, cho nên thế giới đẳng cấp cao hơn, người tu luyện sức mạnh cũng càng cường đại. Thế giới có thể ví dụ thành một cái vòng tròn đồng tâm, lấy thiên ma đạo mới là tâm, mà cái gọi là thế giới bên ngoài, nhưng là vòng tròn bên ngoài thế giới. Nơi này, đích xác rất nguy hiểm. Diệp Thần lẩm bẩm nói, lấy trước mắt hắn thực lực, ngao du không không lúc nào khoảng không không thành vấn đề, nhưng mảnh này đế rơi vũ trụ, lại có vượt qua hắn trưởng khống phạm vi nguy hiểm tiềm ẩn lấy. Hắn đã có thể bắt được, hình chi mảnh vụn, còn có thiên địa huyền hoàng bốn yêu bên trong huyền yêu, đều tại đế rơi trong vũ trụ. Nhưng đế rơi vũ trụ như vực sâu, hình chi mảnh vụn cùng huyền yêu đều tại dưới vực sâu, Diệp Thần muốn tiếp xúc, liền muốn trước tiên nhảy vào vực sâu, nguy hiểm hệ số có thể tưởng tượng được. Diệp đại nhân, ta cùng sáu đuôi hộ tống ngươi đi vào. Hoàng Tuyền tay nắm lấy chuôi đao, ánh mắt nhìn về phía Tô Tửu. Nếu như chỉ có một mình nàng mà nói, hộ tống Diệp Thần liền 10 phần nguy hiểm, nàng không chết cũng muốn trọng thương, nhưng lại thêm Tô Tửu, vậy thì ổn thỏa nhiều. Ách, Tô Tửu sắc mặt lập tức tái đi, có chút khủng hoảng lui về phía sau hai bước, liền vội vàng khoát tay nói, không nên không nên, chúng ta cứ như vậy đi vào, quá nguy hiểm, ca ca tỷ tỷ, ta vẫn chưa muốn chết đâu. Ta biết là có hai vị cường giả, một vị gọi hình thiên chủ, một vị gọi huyền yêu lão tổ, bọn hắn đều bị hút vào đế rơi trong vũ trụ, cho tới hôm nay đều không thể đi ra, thậm chí là sống hay chết cũng không biết, chúng ta cũng không thể dẫm vào vết xe đổ của bọn họ a. Hoàng Tuyền nghe được hình thiên chủ hòa huyền yêu lão tổ danh hào, lông mày cũng là nhíu một cái. Hai vị này cổ lão cường giả, nàng tự nhiên cũng là nghe nói qua, liền bọn hắn đều bị vây ở đế rơi trong vũ trụ, có thể tưởng tượng được mảnh này đế rơi vũ trụ, có bao nhiêu hung hiểm. Muốn đi đế rơi vũ trụ, trừ phi là có. Tô Tửu muốn nói cái gì, nhưng nói được nửa câu, nàng liền câm, cả người giống như tượng nặn ngây người, thân thể cứng ngắc gian khổ quay đầu, nhìn về phía hậu phương rừng cây. Trong rừng cây kia, chậm rãi có hai bóng người đi ra, một nam một nữ, nữ người mặc váy đen, tư thái thon thả, bên hông mang theo một cái tinh tế trường kiếm, nam người mặc trường bào màu đỏ ngòm, hai đầu lông mày một mảnh lạnh lùng cao ngạo chi sắc. Vũ Hàm tỷ tỷ, là ngươi. Tô Tửu nhìn thấy cái kia váy đen nữ tử, trong mắt liền lộ ra sợ hãi thật sâu, hai chân đều run rẩy, sáu cái đuôi rủ xuống trên mặt đất, cước bộ hướng về bên cạnh Diệp Thần chuyển đi, sợ đến kịch liệt. Cái kia váy đen nữ tử, chính là ma nữ Bùi Vũ Hàm. Bùi cô nương, còn có không gian lệnh sứ, huyết giận. Diệp Thần nhìn thấy Bùi Vũ Hàm tới, ánh mắt lập tức động lại, khi hắn nhìn thấy Bùi Vũ Hàm bên người huyết bào nam tử, trên mặt càng là lộ ra vẻ cảnh giác. Cái kia huyết bào nam tử, càng là trong Nhật Nguyệt hồn tộc thiên tài, 72 trụ thần bên trong, vũ thần người đại diện, không gian lệnh sứ huyết giận. Phía trước Diệp Thần cùng huyết giận giao thủ qua, Hoàng Tuyền cũng đã nói, huyết giận đan điền phá toái, đã sớm biến thành phế nhân. Nhưng bây giờ, Diệp Thần nhìn thấy huyết giận khí tức hùng hồn viên mãn bộ dáng, nơi nào có một điểm phế nhân dấu hiệu. Hắn cùng Hoàng Tuyền nhìn nhau. Nghĩ thầm đại khái là hồn thiên đế phục sinh, ban thưởng vô tận tạo hóa, để cho huyết giận thực lực lại khôi phục. Cho dù là Diệp Thần, nhìn thấy thời khắc này huyết giận, cũng là có chút nguy hiểm xúc động, đối phương tuyệt không phải tốt tốt hạng người. Luân hồi chi chủ, ngươi biết tên của ta. Ân, ta trước đó cùng ngươi giao thủ qua. Huyết giận nhíu mày nhìn chăm chú Diệp Thần, một chút suy nghĩ, liền đại khái đoán được, đoán chừng là Diệp Thần tại quá khứ trong thời không, cùng mình giao thủ qua. Đi qua vết tích chiếu rọi đến bây giờ, cho nên hắn mới có loại cảm giác quen thuộc. Lắc đầu, huyết giận thu hồi trong lòng tạp tự, không có bị đi qua kết cục ảnh hưởng đến, đó dù sao cũng là tại thời không song song phát sinh sự tình, cùng chủ thế giới không quan hệ, hắn còn êm đẹp đứng ở chỗ này, cũng không có bị Diệp Thần giết chết. Nếu như quá mức quan tâm tới đi, còn có thể dựng dụng ra tâm ma. Bùi cô nương, nghĩ không ra, người thế mà cùng hồn tộc người đi cùng một chỗ. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía Bùi Vũ Hàm, lòng bàn tay hiện ra tuyệt mệnh thiên kiếm, trực tiếp liền đề phòng. Bùi Vũ Hàm dung mạo, thoạt nhìn vẫn là 17, 18 tuổi thanh thuần bộ dáng, làn da thủy nộn trắng nõn, nhưng nàng ánh mắt của nàng, cùng trước đó hoàn toàn không giống, cũng không còn một điểm thiếu nữ thanh xuân trong suốt cùng u mê,
chỉ có thê lương, bi thương, khám phá hồng trần tang thương, lại tràn đầy phong mang nhuệ khí. Đó là một đôi gánh vác lấy trầm trọng đi qua ánh mắt, chỉ là nhìn thấy Bùi Vũ Hàm ánh mắt, Diệp Thần liền biết, nàng ma nữ ký ức, đã hoàn toàn đã thức tỉnh. Thiên nhai chết, ta phải dùng sinh tử phong thần bi phục sinh hắn. Bùi Vũ Hàm bình tĩnh nhìn Diệp Thần, thản nhiên nói. Cỗ này bình thản, là đau thương tới cực điểm đi qua mất cảm giác. Diệp Thần phảng phất nhìn thấy lúc trước hình ảnh, trước đây Vũ Tổ vẫn lạc, trên trời rơi xuống huyết vũ, một thiếu nữ tại huyết vũ phía dưới gào khóc, thiếu nữ kia chính là Bùi Vũ Hàm. Vũ Tổ chết, cũng là hoàn toàn kích động đến lòng của nàng, để cho nàng đã thức tỉnh ngày xưa ma nữ toàn bộ ký ức. Ở trên đời này, nàng người quan tâm nhất, chính là Vũ Tổ, coi như yêu mà không thể, nàng cũng không muốn nhìn thấy Vũ Tổ chết đi. Hoặc có lẽ là, coi như Vũ Tổ muốn chết, cũng nhất định phải là nàng tự tay giết chết. Nàng và huyết giận đứng chung một chỗ, mục đích rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ hắc ám hồn tộc sức mạnh, chế tạo ra sinh tử phong thần bi, phục sinh Vũ Tổ. Sinh tử phong thần bi. Diệp Thần nghe được Bùi Vũ Hàm lời nói, cười nói, cái này khả xảo, ta cũng nghĩ chế tạo sinh tử phong thần bi, dùng để phục sinh Vũ Tổ sư tôn, Bùi cô nương. Bùi Vũ Hàm nói, bảo ta ma nữ đại nhân. Diệp Thần một hồi nghẹn lời, sau đó nói, tốt tốt tốt, ma nữ tiền bối, đã ngươi muốn chế tạo sinh tử phong thần bi, vậy ngươi tới Mỹ Thần Cung chính là, chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Hắn từ trên thân Bùi Vũ Hàm, bắt được khí tức vô cùng nguy hiểm, một khi tranh chấp nổ lên, nhất định là máu tươi thương khung, nếu là có thể có lắng lại tranh chấp biện pháp, hắn cũng không muốn đao binh tương kiến. Dù sao nói cho cùng, Bùi Vũ Hàm thân phận quá đặc thù, cùng Vũ Tổ quan hệ không ít. Bùi Vũ Hàm ha ha một chút cười lạnh, nói, đi Mỹ Thần Cung. Ngươi là muốn ta chết, Diệp Thần, ta tu luyện ma đạo, lại có thể nào đi Mỹ Thần Cung? Mỹ Thần Cung, Mỹ Thần Thánh Địa, Nguyên Thiên Đế Trận Doanh, cũng là Quang Minh Thủy Tích Chi Địa, mà Bùi Vũ Hàm tu luyện ma đạo, cùng Quang Minh hoàn toàn xung đột, chỉ có hắc ám hồn tộc bầu không khí, mới thích hợp nàng. Hơn nữa, là ngươi hại chết Thiên Nhai, ngươi còn nghĩ bảo ta cùng ngươi liên thủ, thực sự là chẳng biết xấu hổ. Ngươi có phải hay không cũng nghĩ hại chết ta? Bùi Vũ Hàm ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo, ánh mắt như đao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Kỳ thực, hại chết Vũ Tổ chân chính thủ phạm, là Cổ Tinh Môn, là Hiên Viên Vương. Từ phương diện lý trí nói, Bùi Vũ Hàm cũng biết điểm này, nhưng bây giờ Cổ Tinh Môn đã hủy diệt, nàng tràn đầy cừu hận cũng không cách nào phát tiết, chỉ có thể giận lây tại trên thân Diệp Thần. Thế là, trong lòng nàng, Diệp Thần liền thành hại chết Vũ Tổ hung thủ. Huyết giận tiến lên một bước, hướng Bùi Vũ Hàm nói, ma nữ, cùng tiểu tử này nói nhảm làm gì? Đây là hắc ám xâm lâm, ngươi chiếm hết thiên thời địa lợi khí vận, chúng ta trực tiếp ra tay, giết tiểu tử này chính là. Hắn luân hồi huyết nhục, thế nhưng là chế tạo sinh tử phong thần bi cực tốt tài liệu a. Huyết giận ánh mắt, nhìn về phía Diệp Thần, cái kia xưa nay lãnh đạm trên mặt, bây giờ cũng là lộ ra hung lệ thần sắc tham lam. Diệp Thần thân là luân hồi chi chủ, huyết nhục của hắn, có vô cùng linh khí, dùng để chế tạo sinh tử phong thần bi mà nói, tự nhiên là cực tốt tài liệu. Nếu như ở bên ngoài, huyết giận không nắm chắc đối phó Diệp Thần, dù sao luân hồi chi chủ thực lực quá cường hãn, chư thiên mọi người đều biết. Thậm chí, ở bên ngoài, hắn đoán chừng mình coi như cùng Bùi Vũ Hàm liên thủ, cũng không áp chế nổi Diệp Thần nửa phần, còn có thể bị phản sát. Nhưng đây là hắc ám xâm lâm, Bùi Vũ Hàm ưu thế quá lớn, chỗ này địa mạch khí tức, mang theo vũ thần cùng trụ thần oán khí, đó là thuộc về trụ thần ý chí lực lượng. Mượn nhờ cỗ lực lượng này, một khi khai chiến, Bùi Vũ Hàm quả thực là vô địch. Huyết giận thẩm lượng hai bên tình thế, hắn cùng Bùi Vũ Hàm có hai người, Diệp Thần bên này có Hoàng Tuyền cùng Tô Tửu, nhưng Tô Tửu là tiểu nữ hài tâm tính, hoàn toàn không dám cùng Bùi Vũ Hàm tranh chấp, chiến lực của nàng có thể bỏ qua không tính. Theo lý thuyết, song phương đánh nhau, chính là hai đối hai cục diện. Diệp Thần giao cho Bùi Vũ Hàm, Huyết Giận tự nghĩ không kém gì Hoàng Tuyền, chiến đấu tổng hợp phần thắng phi thường lớn. Cái này cũng là cơ hội vô cùng khó được, tại trong hắc ám xâm lâm, hắn cùng Bùi Vũ Hàm còn có cơ hội trấn áp Diệp Thần, nếu như đi ra bên ngoài, đó là một chút xíu cơ hội cũng sẽ không có. Bùi Vũ Hàm đôi mắt lạnh lẽo, nàng cũng rất muốn ra tay, đem Diệp Thần giết, dùng huyết nhục của hắn tới chế tạo sinh tử phong thần bi, nhưng nàng vô cùng rõ ràng, Diệp Thần thực lực tuyệt không đơn giản. Mặc dù, trong nội tâm nàng thống hận Diệp Thần hại chết Vũ Tổ, nhưng lúc này cũng duy trì tương đối tỉnh táo cùng cẩn thận,
cũng không có tùy tiện ra tay, bình tĩnh nói. Diệp thần, mặc dù ta rất muốn giết ngươi, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Ngươi đem sáu đuôi cho ta, giữa chúng ta, liền có thể tạm thời thả xuống ân oán, ngươi muốn tại Hắc Ám Xâm Lâm hoạt động, ta tuyệt không ngăn đón ngươi. Bất quá, ta khuyên ngươi một tiếng, tốt nhất vẫn là không nên tìm đường chết bước vào đế rơi vũ trụ, bằng không ngươi bị mảnh này vũ trụ tinh không thôn vệ ma diệt, vậy thì rất đáng tiếc. Khóe miệng nàng lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười đường cong, tựa hồ rất tốt bụng khuyên can Diệp Thần. Lúc này nàng cùng Diệp Thần gần trong gang tấc, tự nhiên có thể tinh tường bắt được Diệp Thần ý chí, đó chính là muốn tìm kiếm hình chi mảnh vụn. Nếu là Diệp Thần lấy được hình chi mảnh vụn, hắn coi như không thể từ Nhược Mộng trong miệng ép hỏi ra Côn Luân Đao tung tích, chỉ là hình chi mảnh vụn mang đến cho hắn tăng thêm, liền có thể xưng nghịch thiên. Đến lúc đó, luân hồi khí vận lần nữa tăng vọt, cũng dẫn đến để cho Mỹ Thần Cung cũng thơm lây, cái kia trận này sinh tử phong thần bi chế tạo chi tranh, bên thắng rất có thể chính là Diệp Thần cùng thần sắc đẹp. Nhưng, Bùi Vũ Hàm cũng không lo lắng, bởi vì nàng rất rõ ràng, đế rơi vũ trụ là cỡ nào địa phương nguy hiểm, hình chi mảnh vụn rơi xuống ở bên trong, cơ hồ không có bất luận cái gì khả năng ra ngoài, muốn đi vào tìm kiếm, vậy cùng tự tìm cái chết không sai biệt lắm. Cho nên, nàng cũng không cho rằng, Diệp Thần có thể cầm tới hình chi mảnh vụn. Bây giờ, nàng chỉ muốn từ trong tay Diệp Thần, đoạt lại sáu đuôi. Ngươi muốn sáu đuôi, Diệp Thần nói. Bùi Vũ Hàm nói, đúng vậy, nàng là thức ăn của ta, ngươi tốt nhất vẫn là không cần chiếm lấy, bằng không chúng ta nhanh như vậy liền vạch mặt, đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt. Nàng ma nữ ký ức cùng sức mạnh, đã hoàn toàn khôi phục, nhưng ngày xưa sức mạnh, đã không thỏa mãn được nàng, nàng khát vọng bước vào cảnh giới cao hơn. Mà sáu đuôi năng lượng vô cùng dồi dào. Nếu như có thể nuốt luôn, nàng liền có cơ hội đột phá, thậm chí xung kích siêu thiên chi cảnh. Tô Tửu nhìn xem Bùi Vũ Hàm cái kia lạnh lùng vô tình biểu lộ, trong lòng lại là chua xót, lại là sợ, sợ hãi tại sau lưng Diệp Thần, nắm lấy cánh tay của hắn, muốn khóc lại không dám khóc. Bùi Vũ Hàm nhưng là tỉnh táo nhìn xem Diệp Thần, trong lòng đã làm tốt đủ loại dự định. Nếu như Diệp Thần chịu giao người, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, nếu như không chịu, cái kia liều mạng vạch mặt. Nàng cũng muốn xuất thủ. Diệp Thần vô cùng rõ ràng Bùi Vũ Hàm ý nghĩ, nhưng hắn cũng không muốn xé vạch ra mặt, cũng không muốn đem Tô Tửu giao ra, trong lòng niệm tưởng nhớ thay đổi thật nhanh, chủ lượng lấy đối sách. Hoàng Tuyền Đạo, Diệp đại nhân, vạch mặt liền vạch mặt, muốn chiến liền chiến, lại có sợ gì? Trong lúc nói chuyện, Hoàng Tuyền đã rút đao ra, lạnh lẽo cứng rắn thân đao tỏa ra tinh quang, hàn mang lấp lóe, một chút xíu tựa như đến từ địa ngục thâm uyên ma khí. Từ trên người nàng phát tán đi ra, xâm nghiêm khí chàng lồng nắp toàn trường. Diệp Thần thầm nghĩ đến cùng Trùng Dương chân nhân ba chiêu đổ ước, tâm niệm khẽ động, đưa tay ngừng Hoàng Tuyền, nói, không thể lỗ mãng, Hoàng Tuyền. Ánh mắt của hắn lại nhìn phía Bùi Vũ Hàm, duỗi ngón cách không trên mặt đất vẽ một cái vòng sáng, cười nói, ma nữ tiền bối, ngươi muốn ta giao ra sáu đuôi, vậy cũng có thể, chỉ cần ngươi có thể trong vòng ba chiêu, bước ta đi ra vòng sáng này, ta liền theo ngươi. Nếu như ngươi thua, sáu đuôi liền trở về ta, ngươi không thể lại có ý nghĩ sằng bậy. Diệp Thần vẽ vòng sáng, ngay tại bước chân hắn giữa tấc vuông, cơ hồ không có bất luận cái gì tránh chuyển xê dịch chỗ trống. Theo lý thuyết, hắn cùng với Bùi Vũ Hàm đánh cược, tương đương với muốn đón đỡ đối phương ba chiêu. Tại trong Hắc Ám Xâm Lâm, nếu như hắn cùng Bùi Vũ Hàm quyết chiến, song phương thắng bại khó liệu, mặc kệ ai nghĩ giành thắng lợi, đều phải trả một cái giá thật là lớn. Diệp Thần chỉ muốn tìm kiếm hình chi mảnh vụn, cũng không muốn ở đây mất đi tính mạng, chẳng qua nếu như chỉ là muốn đón đỡ Bùi Vũ Hàm ba chiêu, hắn ngược lại là có không nhỏ lòng tin. Chỉ là ba chiêu mà thôi, chống nổi liền thắng. Bùi Vũ Hàm nghe được Diệp Thần đề nghị, lập tức khẽ giật mình, nhìn xem Diệp Thần vẽ tiểu quang vòng, lộ ra vẻ khinh thường biểu lộ, nói. Diệp Thần, người khẩu khí cũng không nhỏ, đánh cực như vậy, ngươi là muốn đón đỡ ta ba chiêu, thật không sợ chết. Nếu như là bình thường đánh nhau, song phương có qua có lại, cái kia trong vòng ba chiêu, Bùi Vũ Hàm đoán chừng chính mình còn không đụng tới Diệp Thần góc áo. Nhưng Diệp Thần liền hạn định tại một cái vòng sáng bên trong, tương đương với một cái bia sống, tùy ý nàng công kích, nàng từ liệu trong vòng ba chiêu, muốn bước lui Diệp Thần cũng không khó khăn. Nếu như Diệp Thần nhất định phải đầu sắt đón đỡ, không chết cũng muốn trọng thương. Diệp đại nhân, không thể. Hoàng Tuyền lấy làm kinh hãi. Vội vàng khuyên can, cũng biết phụ cá cược này, đối với Diệp Thần quá bất lợi. Ca ca,
Tô Tửu cũng luống cuống, Diệp Thần nếu bị thua, nàng chẳng phải là muốn rơi xuống trong tay Bùi Vũ Hàm, bị Bùi Vũ Hàm ăn hết. Diệp Thần khoát khoát tay, ra hiệu hai nữ không cần phải lo lắng, nói, đừng hoảng hốt, ta có chừng mực. Hắn dám lập xuống vụ cá cược này, tự nhiên có hắn sức mạnh. Sau lưng của hắn, còn có sụp đổ chi chủ cùng huyết long trợ lực, muốn đón đỡ Bùi Vũ Hàm ba chiêu, cũng không khó khăn. Ma nữ tiền bối, người đánh cược hay không? Diệp Thần nhìn xem Bùi Vũ Hàm ánh mắt, đạo. Huyết Giận nhìn thấy Diệp Thần biểu tình tự tin, nội tâm có chút bất an, vội nói, ma nữ, cẩn thận có bẫy. Bùi Vũ Hàm lại ha ha cười cười, thực sự nghĩ không ra Diệp Thần có thủ đoạn gì, có thể đón đỡ chính mình ba chiêu, lập tức nhân tiện nói. Hảo, Diệp Thần, người muốn cược, ta với người đánh cược chính là. Người nào thắng, sáu đuôi liền trở về ai? Diệp Thần cười nói, hảo, sảng khoái. Tô Tửu thấy mình đã thành đánh cược thẻ đánh bạc, lập tức khủng hoảng nói, ca ca, không cần. Diệp Thần không nói gì thêm, phất phất tay, ra hiệu Hoàng Tuyền mang Tô Tửu lui lại. Hoàng Tuyền muốn nói lại thôi, nhưng thấy đến Diệp Thần tự tin lại kiên định bộ dáng, nàng biết mình khuyên can cũng vô dụng, lập tức thở dài một tiếng, lôi kéo Tô Tửu lui lại mở ra. Huyết Giận sầm mặt lại, nhưng cũng không khuyên nổi Bùi Vũ Hàm, lập tức cũng chỉ đành lui lại, cho Bùi Vũ Hàm cùng Diệp Thần nhường ra đánh nhau không gian. Giữa sân cũng chỉ còn lại có Diệp Thần cùng Bùi Vũ Hàm hai người, Bùi Vũ Hàm cười nói, Diệp Thần, ngươi có thể còn không biết, ta ký ức khôi phục sau, đã chiếm được một vị nào đó trụ thần yêu ái, bây giờ ta đây, xem như trụ thần người đại diện a, ngươi muốn đón đỡ ta ba chiêu, vậy đơn giản là muốn chết. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, trụ thần người đại diện, là vị nào trụ thần? Hắn lại không nghĩ rằng, Bùi Vũ Hàm lại có như thế kỳ ngộ, trở thành trụ thần người đại diện. Bùi Vũ Hàm khóe miệng lộ ra hai khỏa răng nanh, thanh thuần khuôn mặt lập tức trở nên có chút dữ tợn, nói, hắc ám nữ thần. Ngươi nhưng có biết danh hào của nàng? Tiếng nói rơi xuống, Bùi Vũ Hàm thân hình đằng không mà lên, thân thể mềm mại bộc phát ra từng đợt bàng bạc ma khí, cuồn cuộn nắng sớm chiếu rọi tinh khung, đỉnh đầu dần dần hiện ra một cái mâm tròn hình dạng pháp bảo, vô tận oán khí, hận ý, phẫn uất khí tức từ mâm tròn kia bên trong chảy xuôi đi ra. Hắc ám nữ thần. Diệp Thần đồng tử lập tức co rụt lại, hắc ám nữ thần, chính là hắc ám huynh đệ hội chúa tể, trước kia công diệt luân hồi địa ngục hắc thủ sau màn, cũng là thiên tổ đối thủ một mất một còn. Hắc ám nữ thần chân thực thân phận, không người nào biết, nhưng có thể xác định, nàng chính là 72 trụ thần một trong, cũng là luân hồi đại năng, sụp đổ chi chủ phụ thân. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, Bùi Vũ Hàm lại trở thành hắc ám nữ thần người đại diện, vậy nàng chẳng phải là còn muốn trở thành hắc ám huynh đệ hội đại sư tỷ? Địa vị quyền hành cùng ngày xưa sụp đổ chi chủ tương đương. Liên tưởng đến hắc ám huynh đệ hội bên trong Nhược Mộng, cùng hồn tộc hợp tác, giúp hồn thiên đế đi tìm Côn Luân Đao tung tích, cái kia Bùi Vũ Hàm cùng Huyết Giận tiến tới cùng nhau, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Bây giờ, Bùi Vũ Hàm gọi ra mâm tròn pháp bảo, liền tràn ngập vô biên hắc ám khí tức, nhìn kỹ lại, cổ lão điểm xuyết lấy ánh sao mâm tròn phía trên, mơ hồ hoàn lạc ấn lấy hắc ám nữ thần đồ đằng thân ảnh. Đó là một cái người mặc đấu bồng màu đen, mũ trùm che mặt nữ tử thần bí. Hận trời thần bàn, tuyệt sát ma quang, sắc. Bùi Vũ Hàm cũng không có nói nhảm quá nhiều, gọi ra pháp bảo sau, lập tức thôi động linh khí, mâm tròn kia ma hi một tiếng xào sạc, ma hi bắn ra, liền có một chùm hắc ám xâm nghiêm tia sáng, giống như tên nỏ từ tinh khung phía trên bạo sát mà đến, trực tiếp hướng về Diệp Thần đầu sâu đi. Mộ chủ cẩn thận, là ta, phụ thân, hận trời thần bàn. Đó là cực kỳ cường hãn trụ thần pháp a. Luân hồi mộ địa bên trong, sụp đổ chi chủ nhìn thấy Bùi Vũ Hàm thúc dục pháp bảo, cũng là lộ ra một vòng kinh dị chi sắc, cũng không đợi Diệp Thần mở miệng, hắn lập tức điều động tự thân thần hồn chi lực, bảo hộ Diệp Thần quanh thân kinh mạch. Cái kia pháp bảo gọi hận trời thần bàn, nhìn từ bề ngoài là pháp bảo, trên thực tế là hắc ám nữ thần trụ thần pháp biến thành. Vô biên hận ý cùng thù hận, ẩn chứa tại trong hận trời thần bàn, đó là cực hạn hừng hực thống hận. Hận trời bất công, oán mà vô đạo, thống hận thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu. Đây là hắc ám nữ thần oán hận, nàng oán hận, cũng không phải là nhằm vào người nào đó, mà là oán hận thiên địa, căm hận thiên địa bất công, thương thiên vô đạo. Hận trời thần bàn bên trên mỗi một đạo pháp tắc, cũng là cừu hận pháp tắc, mỗi một đạo phù văn, cũng là oán trời phù văn. Bùi Vũ Hàm bạo sát xuống một chùm ma quang, liền mang theo cực hạn cừu hận ý niệm. Đủ để đem thiên đế cường giả đạo tâm, cũng xé rách thành phấn vụn. Cho dù là Diệp Thần,
đối mặt cái này buộc ma quang, cũng là cảm thấy tinh thần một hồi rung chuyển, đã gặp đến cái kia hận trời oán niệm ảnh hưởng. Hận trời thần bàn, là hắc ám nữ thần trụ thần pháp biến thành, trước kia sụp đổ chi chủ tại hắc ám nữ thần dưới trướng tu luyện, học được không thiếu bí truyền, nhưng cũng không có nắm giữ chân chính hắc ám trụ thần pháp. Bởi vì, hắc ám nữ thần pháp môn, oán niệm quá sâu, căm hận thiên địa, cừu hận thiên đạo, mà sụp đổ chi chủ, cũng không có mãnh liệt như vậy hận ý cùng oán niệm, cho nên hắn không thể nắm giữ hắc ám nữ thần trụ thần pháp. Nhưng ma nữ Bùi Vũ Hàm, nàng bây giờ lại là nắm giữ, bởi vì nàng bản thân oán niệm cũng rất lớn, đơn giản chính là vì hắc ám nữ thần chế tạo riêng người đại diện. Trong khoảnh khắc, hận trời thần bàn tuyệt sát ma quang, liền bạo sát đến Diệp Thần chóp mũi phía trước, tình thế hung hiểm vạn phần. Diệp Thần bắp thịt cả người căng cứng, vô ý thức liền nghĩ né tránh, nhưng trận này đánh cược, hắn không thể thoát ly dưới chân vòng sáng, nếu không thì muốn thua. Nuốt hồn tà đạo trương, sụp đổ chi trương. Trong điện quang hỏa thạch, Diệp Thần toàn thân sụp đổ khí bạo phát, phóng xuất ra sụp đổ chi trương, vô tận sụp đổ khí ở trước mặt hắn ngưng kết thành sách, từng đạo sụp đổ phù văn ong ong lóe lên. Phanh! Bùi Vũ Hàm tuyệt sát ma quang, cùng Diệp Thần sụp đổ sách chạm nhau, lập tức phát ra một hồi nổ vang rung trời, ma quang cùng sụp đổ sách, va chạm nhau đồng thời hao hết năng lượng, hóa thành nhỏ vụn lưu quang bay ra mở ra. Cả hai va chạm sinh ra kinh khủng khí chiều, đủ để đem phổ thông thiên đế xé nát, Diệp Thần gần trong gang tấc, tự nhiên cũng gặp trùng kích cực lớn, nhưng hắn thân có thần giáp mệnh tinh hộ thể, cỗ này xung kích còn có thể tiếp nhận, hít thở sâu một hơi, đứng vững thân hình, cước bộ chưa từng nhúc nhích chút nào, càng không có thoát ly vòng sáng. A! À, Bùi Vũ Hàm nhìn thấy Diệp Thần thật sự vững vàng đón đỡ lấy chính mình một chiêu, lập tức liền lộ ra thần sắc kinh ngạc. Diệp Thần cười nhẹ một tiếng, duỗi ra hai ngón tay run lên nói, còn có hai chiêu. Trong lòng của hắn lại thầm nghĩ, đa tạ, sụp đổ tiền bối. Bùi Vũ Hàm cường đại, ra Diệp Thần dự kiến, hắn không ngờ tới đối phương đã trở thành hắc ám nữ thần người đại diện, thậm chí lấy được hắc ám trụ thần pháp chân truyền. Vốn là hắn dự tính, có thể nhẹ nhõm tiếp xuống ba chiêu, hiện tại xem ra liền muốn cẩn thận ứng phó, tiêu phí công phu. Vừa mới chiêu thứ nhất, Diệp Thần dựa vào sụp đổ chi chủ trợ lực, xem như vững vàng đón đỡ lấy tới, bây giờ còn có hai chiêu. Bùi Vũ Hàm biểu lộ cũng là trở nên có chút ngưng trọng lên, vốn là cho là mình chấp trưởng trụ thần pháp, có thể một chiêu liền bức lui Diệp Thần, từ đó lấy được thắng lợi, không nghĩ tới lại bị Diệp Thần tiếp theo. Cửu thiên nhất kích. Tiếp theo sát, Bùi Vũ Hàm hàm răng khẽ cắn môi đỏ, xuất thủ lần nữa, bộc phát ra chiêu thứ hai. Chỉ thấy nàng ngón tay nhỏ nhắn điểm ra, một đạo đen như mực ô mang, lại hướng Diệp Thần hung hãn tập sát mà đến. Đạo này ô mang, ẩn chứa trong đó cửu hận oán niệm, so với vừa mới hận trời thần bàn, còn muốn mãnh liệt nhiều lắm. Diệp Thần từ cái kia ô mang bên trong, cảm nhận được một cỗ cửu thiên hận mà mãnh liệt oán khí, cỗ này oán khí chỗ căm hận, tựa hồ cũng không phải thế này thiên đạo, cũng không phải này phương thiên địa, mà là tầng thứ cao hơn tồn tại. Là Thái Sơ chi quang. Cỗ này cửu hận, oán khí, càng là nhằm vào Thái Sơ. Từ cỗ này oán khí bên trong, Diệp Thần cảm nhận được hắc ám nữ thần mãnh liệt hận ý, đó là đối với Thái Sơ hận ý. Thái Sơ mới là hết thảy đầu nguồn, bao quát 72 trụ thần phần thiên đại kiếp, cũng là nguồn gốc từ Thái Sơ. Hắc ám nữ thần thân là trụ thần, tự nhiên cũng muốn gặp phần thiên đại kiếp dày vò, nàng và khác trụ thần khác biệt, khác trụ thần bị hành hạ, chỉ có thể tự oán hối tiếc tự làm tổn thương mình chuốc khổ, nhưng nàng không cam lòng, nàng thống hận Thái Sơ, căm hận Thái Sơ ban thưởng đau đớn. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu, tại trước mặt Thái Sơ, trụ thần cũng là chó dơ một dạng tồn tại. Cho nên, hắc ám nữ thần hận trời vô đạo, nàng chịu mãnh liệt đau đớn, chuyển biến trở thành cừu hận thấu xương cùng oán khí. Diệp Thần cũng nhận qua phần thiên đại kiếp dày vò, hắn biết rõ đó là cỡ nào mãnh liệt đau đớn, bất quá hắn cũng không biết, thì ra phần thiên đại kiếp đau đớn, cũng là trong từ Thái Sơ chi quang chảy ra. Bây giờ cảm nhận được hắc ám nữ thần oán khí, Diệp Thần mới biết được điểm này, phần thiên đại kiếp nguồn gốc từ Thái Sơ, hoặc nói đúng ra, là nguồn gốc từ Thái Sơ trên thân sống nhờ u ác tính. Viên kia u ác tính thật là đáng sợ, Thái Sơ là có ý thức, hắn bị u ác tính ký sinh, tự thân chịu khổ thực sự chịu không được, cho nên đem bộ phận đau đớn thay đổi vị trí ra ngoài. Cái này thay đổi vị trí đi ra đau đớn, liền thành 72 trụ thần chịu phần thiên đại kiếp. Bất quá tại tái giá đau đớn đồng thời, Thái Sơ cũng giao cho 72 trụ thần vô thượng vĩ lực. Chỉ có điều,
Hắc ám nữ thần rõ ràng không muốn truyền thừa phần lực lượng này, bởi vì đại giới quá khốc liệt, phần thiên đại kiếp đau đớn ngay cả trụ thần đều không thể chịu đựng. Hắc ám nữ thần cũng không chọn được, cho nên nàng thống hận, cừu thị, căm hận, đối với Thái Sơ tràn ngập oán niệm. Cơn oán niệm này là mãnh liệt như thế, coi như Bùi Vũ Hàm cũng không căm hận Thái Sơ, nhưng nàng kế thừa hắc ám nữ thần trụ thần pháp, thi triển đi ra, cái kia cỗ oán niệm khí tức, cũng đi theo kịch liệt khuếch tán, làm thiên địa sơn hà thất sắc, càn khôn động dung. Diệp thần đạo tâm chi cứng cỏi, có thể nói có một không hai chư thiên, nhưng đối mặt Bùi Vũ Hàm cửu thiên nhất kích, cũng là sâu đậm chấn động, phảng phất chính mình cả người đều muốn bị xuyên qua, tinh thần cũng sa đọa tại vô biên oán niệm trong thống khổ, như muốn rơi vào phần thiên trong đại kiếp đi. Huyết giận, Hoàng Tuyền, sáu đuôi Tô Tử, toàn bộ đều ngây dại. Bởi vì, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mãnh liệt như vậy cừu hận oán niệm cùng đau đớn. Cái này cừu thiên nhất kích, đáng sợ cũng không phải cái kia đen như mực ô mang bản thân sát phạt nhuệ khí, mà là ẩn chứa trong đó mãnh liệt oán niệm. Cơn oán niệm này chi hừng hực, so thực chất đao kiếm còn kinh khủng hơn, đủ để nhẹ nhõm đem thượng phẩm thiên đế xé rách xoắn nát. Cửu thiên nhất kích, hắc ám nữ thần. Từ bi bảo vệ, đại ái thần. Trong điện quang hỏa thạch, Diệp thần trong lòng bỗng nhiên một cái giật mình, trong cõi u minh phảng phất bắt được cái gì. Một chiêu này cửu thiên nhất kích, mãnh liệt đau đớn sau lưng, hắn tựa hồ nhìn thấy một chùm sáng. Cái kia là cùng cửu hận hoàn toàn tương phản quang, là nhân ái, từ bi, thủ hộ, ôn hòa tia sáng, là yêu, là ấm, như nhân gian trời tháng tư, là đại ái thần từ quang. Cửu hận mặt đối lập, chính là yêu. Hắc ám nữ thần oán niệm mãnh liệt như vậy, nàng còn không có mê thất, còn có thể duy trì quyền hành, rất có thể là bởi vì trong nội tâm nàng còn có yêu, không phải nam nữ tư tình yêu, là đối với nhân gian, đối với thương sinh đại ái. Hắc ám nữ thần chính là đại ái thần phong tình tuyết. Từ nơi sâu xa, trong lòng Diệp thần như có một đạo quang xẹt qua, giống như lập tức cái gì đều hiểu rồi. Hắc ám nữ thần chính là đại ái thần, trong nội tâm nàng còn có yêu, còn có hải đăng cùng trụ cột tồn tại, cho nên không có bị điên cuồng kinh khủng oán niệm cừu hận thôn phệ. Sinh tử một phát, Bùi Vũ Hàm cừu thiên nhất kích, đã bạo sát đến Diệp thần trước mặt. Thiên quân một treo lúc, Diệp thần phúc trí tâm linh, sử dụng một bức tranh. Đó chính là đại ái thần phong tình tuyết pháp bảo. Cũng là vĩ đại kỳ quan, trời nếu có tình đồ. Hoa lạp, cái kia cửu thiên một kích đen như mực ô mang, bắn vào trong trời nếu có tình mưu toan, như nước tan biến trong nước, chỉ hù dọa một tia nhàn nhạt gợn sóng, cũng không có đả thương được Diệp thần một chút. Tràn ngập tại bốn phía không gian mãnh liệt oán khí, cũng bởi vì trời nếu có tình đồ xuất hiện, lập tức phai nhạt xuống. Lại yêu, hòa tan cừu hận. Cái gì? Bùi Vũ Hàm ngây dại. Không nghĩ tới chính mình nhất định phải được nhất kích, lại bị Diệp thần tiếp nhận. Hơn nữa, lần này, Diệp thần là bình tĩnh ung dung bộ dáng, tiện tay sử dụng một bức tranh cuốn, liền đem nàng vô cùng kinh khủng cửu thiên nhất kích, triệt để hóa giải. Thù này thiên nhất kích, cực hạn bộc phát, đủ để chôn vùi thiên đế, xé nát tinh không, nhưng Diệp thần cứ như vậy tiện tay hóa giải, Bùi Vũ Hàm chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Bên ngoài vòng chiến huyết giận, Hoàng Tuyền, Tô Tử, cũng là gương mặt trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn nhìn không thấu Diệp thần thủ đoạn. Liền Diệp thần chính mình, cũng là một hồi kinh ngạc. Hắn nhìn thấy trời nếu có tình đồ, thế mà nhẹ nhàng như vậy liền hóa giải mất cửu thiên nhất kích, thậm chí giữa hai bên, nhân quả đầu nguồn dường như là tương thông, yêu cùng hận đều xuất từ cùng là một người. Quả nhiên, hắc ám nữ thần chính là đại ái thần phong tình tuyết. Diệp thần hoảng hốt xuất thần, thiên cơ càng rõ ràng, hắn đã có 90% chắc chắn. Có thể xác định hắc ám nữ thần chính là đại ái thần phong tình tuyết. Không nghĩ tới, nhiều lần cùng thiên tổ đối nghịch, hắc ám huynh đệ hội chúa tể, công diệt luân hồi địa ngục kẻ cầm đầu hắc ám nữ thần, lại chính là thiên tổ hồng nhan chi kỷ phong tình tuyết. Theo bản năng, Diệp thần liền nghĩ câu thông luân hồi mộ địa, cáo chi sụp đổ chi chủ, hắn cái gọi là phụ thân, kỳ thực rất có thể chính là đại ái thần phong tình tuyết. Bất quá nghĩ lại, Diệp thần lại từ bỏ. Bởi vì bây giờ hắn cũng không thể 100% xác định, chỉ là khả năng cao phỏng đoán. Ngươi không nên nhìn trộm ta. Ngay lúc này, Diệp thần chợt nghe được một đạo lạnh nhạt âm thanh, trong đầu hiện ra một cô gái thân ảnh. Nữ tử người mặc áo choàng màu đen, mũ trùm che khuất nàng trên nửa bên cạnh khuôn mặt, không nhìn thấy dáng dấp của nàng, nhưng thấy nàng cằm nhọn, một đôi miệng anh đào nhỏ linh xảo đoan chính, da thịt trắng nõn, nghĩ đến là một vị mỹ nhân. Nàng giống như toái ngọc tinh tế răng.
đang cắn chặt chính mình môi dưới, thân thể mềm mại hơi hơi rung động lấy. Diệp Thần mặc dù không nhìn thấy dáng dấp của nàng, nhưng cũng có thể nhìn ra nàng tâm tình vào giờ khắc này, nhất định là tràn ngập giận dữ, hận ý cùng oán niệm. Nàng chính là Hắc Ám Nữ Thần, nàng tại oán hận Diệp Thần nhìn trộm. Cơn oán niệm này hận ý, tựa như một thanh đao nhọn giống như, hung hăng đâm vào Diệp Thần trong đầu, đồng thời kịch liệt khuấy động. Diệp Thần chỉ cảm thấy một hồi đau tê tâm liệt phế đắng, ngũ quan trong nháy mắt liền vặn vẹo, a một tiếng kêu, quỳ rạp xuống đất, toàn thân đều bởi vì đau đớn mà run rẩy. Rất nhanh, trong đầu thân ảnh biến mất, nhưng Diệp Thần đau đớn cũng không có giảm bớt, ngược lại càng mãnh liệt. Diệp đại nhân, Hoàng Tuyền nhìn thấy Diệp Thần toàn thân co giật bộ dáng, lập tức giật nảy cả mình, vội vàng tiến lên muốn xem, nhưng khi nàng tới gần Diệp Thần, nàng nhưng cũng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt oán niệm ba động, từ trong cơ thể của Diệp Thần tản mát ra. Tại này cỗ oán niệm chấn động phóng xạ phía dưới, nàng căn bản là không có cách tới gần, chỉ có thể bị bức phải lui lại, nếu như cưỡng ép cận thân mà nói, nàng thậm chí muốn bị cái kia cỗ oán niệm ba động xé rách thành mảnh vụn. Là ma nữ thủ đoạn. Không có khả năng, ma nữ cửu thiên nhất kích, không có mạnh như vậy. Hoàng Tuyền ngây dại, lập tức không biết như thế nào cho phải. Luân hồi chi chủ ca ca thế nào? Tô Tửu chạy lên đến đây, ngạc nhiên hướng Hoàng Tuyền hỏi. Hoàng Tuyền cau mày, nàng biết Diệp Thần khổ sở, chỉ có thể dựa vào Diệp Thần tự mình giải quyết, nàng căn bản không giúp được cái gì. Bùi Vũ Hàm nhìn thấy Diệp Thần vừa mới rõ ràng hóa giải công kích của nàng. Nhưng đột nhiên lại giống như bị tập kích quỳ xuống đất ngã xuống, nàng cũng nhìn không thấu sau lưng nhân quả. Huyết giận nhãn tình sáng lên, vội vàng tiến lên tới, hướng Bùi Vũ Hàm nói, ma nữ, chúng ta nhanh động thủ, đem tiểu tử này giết. Cơ hội ngàn năm một thuở a. Bùi Vũ Hàm nói, ta ma nữ người thế nào, sao lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Huyết giận lập tức cứng lại, lời kế tiếp liền nói không ra ngoài, hắn cũng không tư cách mệnh lệnh Bùi Vũ Hàm. Chủ nhân, ngươi như thế nào? Huyết Long cảm giác được Diệp Thần thức hải hỗn loạn, cũng là có chút luống cuống, chỉ sợ Diệp Thần xảy ra chuyện, nó vội vàng thân hóa lưu quang, bay tán loạn vào Diệp Thần trong đầu, vô tận Long uy thả ra ngoài, chấn áp Diệp Thần trong thức hải các loại bay tán loạn oán niệm. Diệp Thần nhận được Huyết Long trợ lực, thức hải thoáng an bình xuống, lại thúc giục trụ thần thánh binh Bất Khuất Thánh Kiếm, đứng sừng ở trong đầu, Bất Khuất sống lưng chống đỡ lấy hắn, hắn tâm thần cuối cùng bình tĩnh trở lại. Cái này Bất Khuất Thánh Kiếm, chính là 72 trụ thần bên trong, chiến tranh chi thần không đầu kiếm thánh thánh binh, có Bất Khuất cương mãnh mãnh liệt ý niệm, Diệp Thần dùng để trèo chống tinh thần, ngược lại là thập phần thích hợp. Ta không sao. Diệp Thần hít sâu một hơi, hướng Huyết Long âm thầm nói, ra hiệu nó không cần quá lo lắng. Hắn lại mở to mắt, nhìn về phía trước ma nữ Bùi Vũ Hàm, chậm rãi đứng lên, vừa quay đầu hướng Hoàng Tuyền cùng Tô Tửu gật đầu một cái. Bùi Vũ Hàm gặp Diệp Thần ánh mắt đã khôi phục tỉnh táo, cười nói, Diệp Thần, vừa rồi ngươi thế nào, đột phát bệnh hiểm nghèo. Diệp Thần bình tĩnh nói, không có gì, ma nữ tiền bối, đa tạ ngươi không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Huyết giận hừ một tiếng, rất là bất mãn vừa mới Bùi Vũ Hàm khắc chế. Bùi Vũ Hàm lại cười một tiếng, nói, không cần cảm ơn, ta biết ngươi còn có thủ đoạn, ta coi như cưỡng ép đánh lén ngươi, đoán chừng cũng không có gì kết quả tốt. Nàng biết Diệp Thần không đơn giản, nàng nếu là không để ý quy củ cưỡng ép đánh lén, vạch mặt mà nói, vậy song phương đều phải trả cái giá nặng nề. Không nói những cái khác, Hoàng Tuyền liền cầm đao đứng ở một bên, tuyệt sẽ không coi thường mặc kệ. Diệp Thần cười nói, ma nữ tiền bối quả nhiên là một cái người thông minh, ân, chúng ta giao đấu còn không có kết thúc, còn có một chiêu cuối cùng. Hắn đứng yên tại trong vòng sáng, ngưng hơi thở tĩnh khí, chờ đợi Bùi Vũ Hàm ra tay. Chỉ còn lại một chiêu cuối cùng. Bùi Vũ Hàm đầu ngón tay bóp thành nắm đấm lại buông ra, cho dù là nàng, đến lúc này cũng có chút khẩn trương. Giao đấu thua vẫn là việc nhỏ, chủ yếu là lấy nàng thực lực, cường công Diệp Thần ba chiêu, cũng không thể đem Diệp Thần bước ra phía kia nho nhỏ vòng sáng, trong nội tâm nàng nhất định gặp khó bại, về sau thậm chí có thể muốn ủ thành tâm ma, tại trước mặt Diệp Thần, cả một đời đều không ngẩng đầu được lên. Ta lấy Hắc Ám Nữ Thần chi trụ thần pháp, dung hợp tự thân ma đạo cùng tâm tính, sáng tạo ra một đạo pháp môn, Diệp Thần, hôm nay liền mời ngươi thử một lần. Một chiêu cuối cùng, Bùi Vũ Hàm một tiếng quát mắng, hai tay kết ấn, một chút xíu tinh khiết ma khí từ nàng thân thể mềm mại bên trong lan tràn ra, ma khí sau lưng là bàng bạc thiên đế uy áp. Tại nàng thiên đế uy áp bao phủ xuống,
hắc ám xâm lâm đại địa tại răng rắc chấn động, chung quanh đại địa nứt ra, từng cây đại thụ che trời ùng ùng theo chấn động sụp đổ tiếp, rất nhiều bùn đất tảng đá cùng nhánh cây, đi theo đằng không mà lên. Ma thiên hắc Phật tướng, mở. Chỉ thấy vô tận ma khí, tại trên thân Bùi Vũ Hàm ngưng kết, đem nàng cả người đều khỏa quấn lấy, sau đó ma khí ùng ùng phóng lên trời, tướng tinh khung đánh xuyên một cái lỗ thủng, có vô số tựa như thần ma ngâm sướng âm thanh từ phía chân trời hạ xuống tới, trong đó lại tựa hồ xen lẫn thánh Phật Phạm Ca. Một tôn cao vạn trượng pháp tướng, tại sau lưng Bùi Vũ Hàm hiển hóa ra ngoài, cái kia càng là một tôn Phật Đà pháp tướng, nhưng toàn thân đen như mực, lượn lờ từng sợi xâm nghiêm ma khí, là một tôn ma Phật, là Bùi Vũ Hàm chính mình tạo hóa đi ra ngoài ma thiên hắc Phật. Trước mắt tại không không lúc nào khoảng không, chỉ có hai tôn Phật, một là Thích Già Phật Tổ, hai là Diệp Thần Tôn này luân hồi Phật. Nhưng bây giờ, ma nữ Bùi Vũ Hàm, còn muốn trở thành vị thứ ba Phật. Nàng thành Phật, không phải muốn độ chúng sinh, mà là muốn độ chính mình. Nàng trung tình Vũ Tổ, thậm chí truy đuổi Vũ Tổ bước chân, từ thái thượng thế giới đi tới không không lúc nào khoảng không, một chữ tình, cho nàng mang đến khốn nhiễu cực lớn. Nàng muốn thành Phật, đem chính mình từ tình kiếp trong bể khổ cứu thoát ra, nàng cũng không phải là nói muốn vứt bỏ đối với Vũ Tổ quyến luyến, chỉ là muốn để phần cảm tình này, bình thường trở lại, mà không phải bệnh trạng cùng cực đoan. Đây là... Diệp Thần nhìn xem ma nữ Bùi Vũ Hàm sau lưng ma thiên hắc Phật tướng, lập tức liền chấn động. Hắn cơ hồ là trong chớp mắt, liền có thể xác định, Bùi Vũ Hàm tuyệt đối là gặp qua Thương Thiên Lạc Nguyệt. Thương Thiên Lạc Nguyệt bị vây ở hắc ám xâm lâm bên trong, trước mắt vẫn không có thể đi ra ngoài, Bùi Vũ Hàm tuyệt đối là cùng nàng chạm qua mặt. Thương Thiên Lạc Nguyệt đối với Diệp Thần bệnh trạng lưu luyến si mê, Bùi Vũ Hàm hơn phân nửa cũng là được chứng kiến, cho nên nàng sợ, sợ chính mình cũng biết biến thành Thương Thiên Lạc Nguyệt bộ kia bệnh trạng cực đoan bộ dáng. Bởi vậy, nàng tạo hóa ra Ma Thiên Hắc Phật, tôn Phật này đà, vẫn là mơ hồ hư ảnh, cũng không hề hoàn toàn được thành đang cảm giác, nhưng đã vô cùng rõ ràng ký thác lòng của nàng. Đó là muốn cứu chuộc chính mình, đem chính mình từ tình kiếp trong bể khổ cứu thoát ra quyết tâm. Nàng muốn thành Phật, không độ chúng sinh, chỉ cầu từ độ. Cái này Ma Thiên Đen Phật, chính là Bùi Vũ Hàm quyết tâm, ý chí, tinh thần, hải đăng, toàn bộ hết thảy ngưng kết cùng ký thác. Hoàng Tuyền, Tổ Tử, Huyết Giận ba người lại một lần nữa chấn kinh, liền Huyết Giận, cũng là lần thứ nhất kiến thức đến Bùi Vũ Hàm ma Phật pháp tướng. Cái này ma nữ, nàng lại vẫn muốn thành Phật, xem ra không thể là vì ta hồn tộc sử dụng. Huyết Giận nội tâm âm thầm bàn tưởng nhớ, vốn là hắn còn có hoàn toàn thu phục Bùi Vũ Hàm ý nghĩ, nhưng bây giờ ý niệm này, là triệt để đoạn tuyệt. Bùi Vũ Hàm lại có thành Phật quyết tâm, cái kia chỉ sợ là hồn thiên đế tự mình ra tay, cũng không thể làm nàng quy y quy hàng, song phương nhiều nhất là quan hệ hợp tác. Ma Thiên Phật Trưởng. Lúc này, liền nghe Bùi Vũ Hàm quát to một tiếng, cái kia cao vạn trượng Ma Thiên Đen Phật Tướng, đột nhiên một trưởng oanh sát xuống. Một trưởng này, kinh khủng bực nào, hỗn hợp hắc ám nữ thần trụ thần pháp oán khí, lại có Bùi Vũ Hàm chính mình ma đạo đế khí, còn có nàng mãnh liệt sắc bén quyết tâm ý chí. Nàng muốn thành Phật từ độ, bất luận cái gì dám ngăn trở ở trước mặt nàng người, đều muốn bị nàng một trưởng oanh sát. Già thiên thật lớn Ma Thiên Phật Trưởng, lăng không chém giết xuống, lập tức liền làm phải tinh khung dung chuyển, khí lưu oanh minh, bốn phía thời không răng rắc nứt ra, vô biên hỗn độn hắc khí chảy xuống, Phật Trưởng chưa tới, trong đó bộc phát ra kinh khủng trưởng phong, đã để phương viên trăm dặm mảng lớn chọc trời cây cối, toàn bộ nứt gãy. Chỉ một thoáng, lấy Diệp Thần làm trung tâm, phương viên trăm dặm đất đá bay mù trời, bụi trần cuồn cuộn, Hoàng Tuyền cùng Tô Tửu chịu đến trưởng phong sở kích, đều là biến sắc. Không ngăn được, Diệp đại nhân muốn bại. Hoàng Tuyền trong lòng chỉ có ý nghĩ này, Bùi Vũ Hàm một trưởng này quá kinh khủng, Diệp Thần như thế nào có thể ngăn trở. Thậm chí ngay cả chạy trốn né tránh không gian đều bị phong kín. Bang! Cảm giác sâu sắc không ổn Hoàng Tuyền, lập tức rút đao ra khỏi vỏ, liền muốn một đao chém về phía cái kia to lớn Ma Thiên Phật Trưởng. Dừng tay! Lúc này, Diệp Thần lại đột nhiên hét to lên tiếng, ngăn cản lại Hoàng Tuyền động tác. Theo Diệp Thần mở miệng, trong cơ thể hắn vũ trụ mệnh cách, cũng là trong nháy mắt mở ra, bàng bạc thời không lực lượng pháp tắc, trong chốc lát bộc phát ra đi. Ta có thể thắng. Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười, thời không chi lực bộc phát sau, chung quanh hắn thời không, phảng phất lập tức lâm vào trong ngưng trệ, vốn là nghĩ vung đao đột giết Hoàng Tuyền, chỉ cảm thấy chung quanh thời không trở thành một đoàn sền sệt bột nhão, hoạt động vô cùng phí sức. Mà thời không ngưng trệ phía dưới,
từ trên bầu trời oanh sát xuống ma thiên Phật trưởng, cũng là dừng lại, liền đình trệ giữa không trung. Bùi Vũ Hàm lại lạnh nhạt nở nụ cười, nói, chống đỡ được sao? Nàng vận kình thôi động bàn tay, muốn đột phá Diệp Thần Thời Không pháp tắc phong tỏa, cưỡng ép một trưởng đánh hạ. Răng rắc, Diệp Thần phóng thích ra thời không pháp tắc, lập tức như thấu kính giống như nhao nhao nứt ra, tại Bùi Vũ Hàm ma thiên Phật dưới lòng bàn tay, phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Rõ ràng, Bùi Vũ Hàm một chiêu này ma thiên Phật trưởng, uy thế quá hung mãnh, coi như Diệp Thần thôi động vũ trụ mệnh cách thời không pháp tắc ngăn cản, cũng là khó mà chống lại. Diệp Thần cắn răng, liều chết chống cự lại, một tiếng long ngâm từ thể nội vang vọng, huyết long thân ảnh nổi lên, xoay quanh tại hắn trên thân thể, phụ trợ lấy hắn cùng nhau đối kháng Bùi Vũ Hàm ma thiên Phật trưởng. Đầu này huyết long, tại nhìn thấy huyết long sau khi xuất hiện, Bùi Vũ Hàm đồng tử lập tức co rụt lại, chỉ cảm thấy huyết long khí thế kinh người, nàng ma thiên Phật trưởng lại khó mà lại áp chế xuống. Hắc ám nữ thần giúp ta. Nàng chỉ sợ chính mình đấu không lại Diệp Thần, liền lập tức kêu gọi hắc ám nữ thần trợ lực. Trong thoáng chốc, Diệp Thần trong đầu, lại hiện ra một người mặc áo choàng, mang theo mũ trùm nữ tử thân ảnh, đó chính là hắc ám nữ thần thân ảnh. Nhận thua đi. Hắc ám nữ thần mở miệng, tiếng như mang ma âm, muốn phá hủy Diệp Thần ý chí chống cự. Diệp Thần đạo tâm cứng cỏi, tự nhiên không có khả năng bị bóng tối nữ thần một câu nói liền phá phòng ngự, nhưng, hắc ám nữ thần âm thanh, lại tựa hồ như mang theo một cỗ đặc thù nguyền rủa sức mạnh, lại làm cho trong cơ thể của Diệp Thần yên lặng phần thiên đại kiếp, ẩn ẩn có muốn bộc phát dấu hiệu. Tại trụ thần khế ước hạn chế phía dưới, hắc ám nữ thần không cách nào tự mình đối phó với Diệp Thần, nhưng lại dùng xảo diệu thủ đoạn, dẫn phát Diệp Thần phần thiên đại kiếp ba động. Ngươi lại không chịu thua, phần thiên đại kiếp liền muốn bạo phát. Hắc ám nữ thần môi đỏ khẽ mở, ma âm vào não, dung chuyển Diệp Thần huyết dịch khắp người, yên lặng trong đan điền phần thiên đại kiếp, càng dục dịch. Ngậm miệng, từ trong đầu của ta, lăn ra ngoài. Diệp Thần tức giận, trực tiếp điều động đạo thiên kiếm bàng bạc kiếm ảnh, buông xuống đến trong thức hải của hắn, vô tận kiếm khí hướng về hắc ám nữ thần chém giết mà đi. Hắn muốn đem hắc ám nữ thần xoắn nát, muốn đem nàng từ trong óc của mình đuổi đi ra. Nhưng, trăm ngàn đầu đạo thiên kiếm kiếm khí, chém giết đến trên hắc ám nữ thần thân ảnh, lại như chém giết tại không khí huyễn ảnh bên trong, không thể tạo thành mảy may phá hư, thậm chí đầu óc của Diệp Thần, bị kiếm khí sát phạt, một hồi sắc bén đau đớn. Vô dụng, ta là trụ thần, người đạo thiên kiếm, đính thiên cũng chỉ bất quá là một cái thiên đạo. Mà trụ thần, áp đảo trên thiên đạo. Hắc ám nữ thần thân ảnh còn chiếm cứ tại Diệp Thần trong đầu, âm hồn bất tán, nàng âm thanh vẫn như cũ bình tĩnh nói, Bùi Vũ Hàm là ta mới người đại diện, ngươi bây giờ hướng nàng chịu thua, ta còn có thể nói cho ngươi một số bí mật, tỉ như thân phận của ta cái gì, nếu là còn nghĩ ngoan cố chống lại, ta muốn ngươi phần thiên đại kiếp bộc phát, ngươi đem sống không bằng chết. Diệp Thần cắn răng nói, thân phận của ngươi, ngươi không phải liền là đại ái thần Phong Tình Tuyết sao? Ngươi có thể xuất hiện tại trong đầu của ta, là bởi vì trên người của ta có ngươi đồ vật, đúng không? Diệp Thần là thiên tổ người đại diện, thân phận vô cùng đặc thù, bình thường trụ thần nếu như không có thích hợp con đường, căn bản không có khả năng tiến vào Diệp Thần thức hải, nhưng hắc ám nữ thần lại làm được. Giải thích duy nhất, chính là trên thân Diệp Thần, có hắc ám nữ thần đồ vật. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt, liền suy tính ra sau lưng nhân quả, cũng là bởi vì trời nếu có tình đồ. Trời nếu có tình đồ, là đại ái thần Phong Tình Tuyết pháp bảo, Diệp Thần chấp trưởng trời nếu có tình đồ, hắc ám nữ thần liền có thể khóa chặt hắn tọa độ, buông xuống đến trong óc hắn. Hắc ám nữ thần chính là đại ái thần Phong Tình Tuyết. Thiên tổ hồng nhan chi kỷ. Là ta. Vẫn giấu kín thân phận của mình, không chịu lấy chân diện mục kỳ nhân hắc ám nữ thần, bây giờ nhẹ nhàng mở miệng, mang trên đầu mũ trùm kéo xuống, lộ ra một tấm thanh lệ tuyệt tục tú mỹ khuôn mặt, lông mi cong cong, da thịt trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, chỉ là một đôi mắt lộ ra vô tận trống giống cùng thê lương, càng nhìn không ra mảy may sinh khí. Gương mặt này, thực sự là đại ái thần Phong Tình Tuyết khuôn mặt. Hắc ám huynh đệ hội chúa tể, vô cùng thần bí hắc ám nữ thần, quả nhiên chính là đại ái thần Phong Tình Tuyết. Diệp Thần gặp nàng thẳng thắn như vậy liền biểu lộ chân thân, cũng không nhịn được ngẩn ngơ, hết sức ngoài ý muốn. Nhận thua đi. Phong Tình Tuyết đôi mắt lại để lộ ra điềm đạm đáng yêu thần sắc, liền âm thanh cũng biến thành ôn nhu rất nhiều. Nàng gặp thủ đoạn cường ngạnh không cách nào lệnh Diệp Thần khuất phục, liền thay đổi thái độ, ấm giọng khuyên bảo.
giống nhau là nghĩ làm hao mòn Diệp Thần ý chí, gọi hắn chịu thua. Ngậm miệng, cút đi. Diệp Thần vẫn là bất phi sở động, biết Phong Tình Tuyết muốn mê hoặc chính mình, hắn lại một lần nữa thôi động đạo thiên kiếm, ngàn vạn kiếm khí như cuồng phong mưa rào gào thét chém giết, nhưng kết quả cũng giống như vậy, không tổn thương được Phong Tình Tuyết một chút. Ta nói, vô dụng, ta tồn tại, vượt qua thiên đạo. Phong Tình Tuyết bình tĩnh nhìn Diệp Thần, thản nhiên nói. Diệp Thần cắn răng, hắn đương nhiên biết, trụ thần tồn tại, bao trùm tại thiên đạo phía trên, nhưng hắn há lại sẽ cam tâm khuất phục. Thiên đạo không trấn áp được ngươi, vậy ta liền sáng tạo siêu việt thiên đạo, thậm chí siêu việt trụ thần kỳ quan. Ta Diệp Thần, cận kề cái chết không cúi đầu. Trong lòng Diệp Thần gầm thét. Đạo thiên kiếm quyền hành, nhiều nhất liền cùng thiên đạo đều bằng nhau, đích xác không trấn áp được trụ thần. Nhưng, hắn tuyệt không cam tâm, liền như vậy khuất phục tại trụ thần dưới bóng mờ. Hắn còn có liều mạng thủ đoạn, đó chính là vĩ đại kỳ quan, đạo thiên kiếm cái này một cái vĩ đại kỳ quan, không áp chế nổi Phong Tình Tuyết, hắn liền tái tạo thêm một cái. Vĩ đại kỳ quan, bản thân liền là vô cùng vĩ đại cùng thiên mã hành không ly kỳ tư tưởng, gần như không có khả năng thực hiện, Diệp Thần biết, lấy thực lực của chính mình bây giờ, tại trước mặt trụ thần, bất quá kẻ như run rế, hắn đương nhiên không có khả năng chạm thần. Nhưng, cái này không có nghĩa là, hắn liền muốn dạng này nhận mệnh cùng chịu thua. Hắn nói, tha chết chứ không chịu khuất phục. Ông, Diệp Thần con mắt, hóa thành kim sắc, từng sợi màu vàng thần mang, từ thân thể của hắn mỗi một cái lỗ chân lông nở rộ mà ra, đó là tương tự với thiên đế khí tức kim mang. Bây giờ Diệp Thần, tu vi bất quá cửu đỉnh cảnh 8 tầng sơ giai, nhưng ở hắn mãnh liệt quyết tâm ý chí chấn động phía dưới, hắn càng là bạo phát ra đủ để sánh ngang thiên đế tia sáng. Một cỗ mênh mông rộng rãi tinh thần ý chí ba động, hóa thành bàng bạc khí tràng, lấy Diệp Thần làm tâm điểm nổ ra, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, Diệp Thần cái kia cỗ mãnh liệt tinh thần đấu trí, đó là sẽ phải tư tưởng vĩ đại kỳ quan, hiện ra tạo hóa mãnh liệt tinh thần. A, à, ra hỏa này. Bùi Vũ Hàm lấy làm kinh hãi, chẳng lẽ Diệp Thần còn muốn lâm trận sáng tạo vĩ đại kỳ quan? Nàng nhớ kỹ, Diệp Thần đã có một cái vĩ đại kỳ quan, đó chính là đạo thiên kiếm. Đạo thiên kiếm khác lập thiên đạo tư tưởng, đã đầy đủ rộng rãi bằng bạc, chẳng lẽ, Diệp Thần còn nghĩ sáng tạo ra cường đại hơn kỳ quan? Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, siêu việt thiên đạo vĩ đại kỳ quan, cái kia là muốn sánh ngang trụ thần, cao cao tại thượng 72 trụ thần, như thế nào lại cho phép loại chuyện này phát sinh? Phóng nhãn toàn bộ không không lúc nào khoảng không, vạn cổ đến nay, mọi người tư tưởng đi ra vĩ đại kỳ quan, nhiều nhất chính là cùng thiên đạo sánh vai. Căn bản không có người nào dám nói siêu việt thiên đạo, thậm chí ngay cả khác lập thiên đạo tư tưởng đều 10 phần hiếm thấy. Vì thiên đạo không dung, đều phải gặp thiên đạo hàng phạt, nếu là siêu việt thiên đạo, muốn cùng trụ thần sánh vai mà nói, cái kia trụ thần hàng phạt chỉ có thể so thiên đạo nghiêm khắc gấp trăm lần. Chủ nhân, người muốn làm gì? Còn muốn tư tưởng vĩ đại kỳ quan sao? Huyết Long cũng là rất là kinh động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần. Đủ, Diệp Thần. Bùi Vũ Hàm một tiếng quát mắng, chỉ sợ sinh biến, nàng cắn răng, dùng hết toàn lực thôi động ma thiên Phật trường, phải hướng Diệp Thần chấn áp xuống dưới. Giống. Huyết Long rít lên một tiếng, cũng không dám để cho Bùi Vũ Hàm quấy rầy Diệp Thần, Long chảo nâng lên, ngạnh sinh sinh ngăn trở Bùi Vũ Hàm một trường, chỉ cảm thấy một cỗ cực mạnh oán niệm xâm phạt mà đến, nó lúc này kêu lên một tiếng, đau khổ chống đỡ lấy. Nếu như nó cùng Diệp Thần liên thủ, có Diệp Thần thủ hộ tâm thần, ngược lại sẽ không chật vật như vậy, nhưng bây giờ, Diệp Thần toàn bộ tinh thần đều tại tư tưởng mới vĩ đại kỳ quan, nó tự mình đối mặt Bùi Vũ Hàm, liền cố hết sức. Bùi Vũ Hàm sức mạnh, Huyết Long cũng không sợ, thậm chí cứng đối cứng, nó còn có thể thắng qua Bùi Vũ Hàm một bậc. Nhưng, Bùi Vũ Hàm ma thiên đen Phật tướng, lượn lờ hắc ám nữ thần trụ thần pháp oán khí, cỗ này oán khí oán niệm quá mãnh liệt, xung kích tinh thần, đảo loạn bản tâm, Huyết Long đều khó mà chống đỡ. Nếu như lại tiếp tục kéo dài mà nói, Huyết Long bản tâm tất phải sụp đổ. Bây giờ, nó chỉ có thể chờ mong, Diệp Thần có thể nhanh lên tạo ra mới vĩ đại kỳ quan, hoặc từ bỏ chế tạo, cùng nó trước tiên liên thủ đánh bại Bùi Vũ Hàm. Nhưng, Diệp Thần tâm thần, đã đắm chìm tại tạo hóa vĩ đại kỳ quan trong ý nghĩ, căn bản không có khả năng từ bỏ. Ánh mắt của hắn, tràn đầy bất khuất chiến ý cùng đấu trí, cho dù đối mặt trụ thần, cũng là không chút nào khuất phục. Ta gọi Diệp Thần, không phải quang chi tử, cũng không phải u ác tính chi tử, ta chính là ta.
ta thậm chí không phải luân hồi chi chủ, ta từ trong luân hồi tới, tương lai cuối cùng rồi sẽ siêu việt luân hồi, thành tựu ta sự nghiệp to lớn. Trong lòng Diệp Thần thì thào, đạo tâm càng kiên định, toàn thân kim quang không ngừng nở rộ, dần dần, ở trên đỉnh đầu hắn hội tụ ra một mảnh rộng rãi thiên quốc tranh cảnh. Cái kia vùng trời quốc, cũng không phải luân hồi thiên quốc, là Diệp Thần chính mình ý nghĩ mới sáng tạo ra tương lai quốc độ. Hắn đem xưng là, Hoàng đạo thiên quốc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ta muốn làm, liền làm chí cao vô thượng thiên đế hoàng giả. Diệp Thần tâm thần thanh minh, trước đó luôn có một nan đề, khốn nhiễu hắn tâm. Đó chính là, cái gì là chân chính hoàn mỹ thế giới? Chân chính trung cực hoàn mỹ thế giới, đến cùng là bực nào bộ dáng, lại thi hành lấy loại nào quy định? Vấn đề này, thực sự quá hùng vĩ, nếu như xa vào nghĩ rất muốn, rất có thể sẽ để đạo tâm trầm luân, cho nên Diệp Thần trước đó cũng không có xâm nhập quá sâu tìm tòi nghiên cứu qua. Nhưng bây giờ, theo tầm mắt kiến thức dần dần tăng trưởng, hắn đã có ý nghĩ của hắn, hắn kiên định hắn đạo. Trong lòng của hắn hoàn mỹ thế giới, bây giờ đã tư tưởng đi ra, chính là hội tụ ở trên đỉnh đầu hắn Hoàng đạo thiên quốc. Mảnh này Hoàng đạo thiên quốc, trung ương đứng sừng sững lấy một tôn thần tọa, đó là Diệp Thần cho mình tương lai chuẩn bị vương tọa. Hắn là mảnh này thiên quốc, duy nhất hoàng giả, chí cao vô thượng thiên đế. Hắn muốn làm thiên đế hoàng giả, muốn trấn áp trụ thần, trở thành chí cao đế hoàng. Chư thiên hắc ám, cuối cùng cũng có một ngày, sẽ ở hắn đế hoàng huy quang phía dưới, tiêu tan vô hình. Bên trong thiên quốc, hết thảy tài phú, quyền hạn, tài nguyên, hết thảy vinh quang cùng vĩ đại, toàn bộ quy về Diệp Thần bản thân. Đây chính là hắn tư tưởng, hết thảy vĩ đại cùng quyền hạn, đều phải một mực bóp ở trong tay chính mình. Thiên Pháp Lộ Nguyệt từng nói muốn lấy luật pháp trị thiên hạ, thành lập được một cái lấy luật pháp làm chủ thế giới, đây là trong nội tâm nàng hoàn mỹ. Thiên Tổ muốn thiết lập luân hồi thiên quốc cùng luân hồi địa ngục, bình định thế gian trật tự, đây là trong lòng của hắn hoàn mỹ. Mà Diệp Thần trong lòng hoàn mỹ, chính là chính mình trưởng khống hết thảy, luật pháp cũng tốt, luân hồi trật tự cũng được, đều do hắn chấp trưởng trí cao cân nhắc quyết định. Thuận theo hắn, có thể gia nhập vào hắn Hoàng đạo thiên quốc, hưởng thụ vĩnh hằng vinh hoa cùng giàu có. Không thuận theo, hắn cũng không để ý, hắn chỉ thiết lập thiên quốc, nguyện ý quy y giả vào, không theo người cách. Thuận ta thì sống, nhưng kẻ nghịch ta không vong, vẫn như cũ có phong phú tự do, Diệp Thần sẽ không can dự. Nhưng, nếu có người dám tổn thương Diệp Thần, hoặc dao động thiên quốc căn cơ, Diệp Thần cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Đạo tâm của hắn, cuối cùng kiên định, toàn bộ hết thảy, cũng rốt cuộc để ý rõ ràng, trong lòng đối với tương lai có hoàn mỹ tư tưởng. Hắn muốn thiết lập Hoàng đạo thiên quốc, để cho quy y giả được hưởng vinh hoa, để cho tất cả dám mưu toan tổn thương người người, đều lọt vào trí cao cân nhắc quyết định cùng kiếp phạt. Ý chí của hắn chính là hết thảy. Nhìn thấy Diệp Thần tư tưởng ra Hoàng đạo thiên quốc, Bùi Vũ Hàm, Huyết Giật, Hoàng Tuyền, Tô Tử bọn người, còn có Huyết Long, toàn bộ đều ngây dại. Bọn hắn phảng phất nghe được thiên quốc triệu hoán, chỉ cần đi vào Diệp Thần Hoàng đạo trong thiên quốc đi, liền có thể hưởng thụ vô tận vinh hoa phúc khí, trời sập xuống có Diệp Thần treo lên. Hoặc có lẽ là, Diệp Thần chính là thiên, mà lại là cái kia chí cao vô thượng thiên. Phốc, Diệp Thần cắn chót lưỡi, phun ra ra một chùm máu tươi, tưới nước đến Hoàng đạo bên trong thiên quốc. Máu của hắn, tạo hóa ra ức vạn sinh linh, cũng là hậu duệ của hắn, con dân, tín đồ. Cái này ức vạn sinh linh, từ trong Hoàng đạo thiên quốc đản sinh ra, lập tức liền hướng Diệp Thần quỳ bái, trong miệng tề hô. Diệp Thiên Đế bất hủ. Đúng vậy a, nếu như Diệp Thần trở thành chí cao vô thượng thiên đế hoàng giả, vậy hắn tôn hiệu kêu cái gì? Luân hồi thiên đế sao? Không. Diệp Thần muốn đi ra chính mình đạo, hắn từ trong luân hồi tới, tương lai cuối cùng cũng phải siêu việt luân hồi, hắn muốn phá bỏ luân hồi gông cùng xiềng xích, không làm cái gì luân hồi chi chủ, hắn liền làm chính hắn. Hắn liền kêu Diệp Thần, hắn liền kêu Diệp Thiên Đế. Hắn không cần thân phận khác. Diệp Thiên Đế bất hủ. To chỉnh tề tiếng hô, từ trong Hoàng đạo thiên quốc phát ra, chấn động toàn bộ hắc ám xâm lâm. Bùi Vũ Hàm gương mặt trở nên trắng bệch. Liền hô hấp đều dừng lại, gắt gao trừng to mắt, nàng muốn liều mạng trấn thủ đạo tâm của mình, mới không có bị Diệp Thần Hoàng đạo thiên quốc khí thế, còn có cái kia Diệp Thiên Đế bất hủ tiếng hô quấy nhiễu loạn. Hoàng đạo thiên quốc, Diệp Thiên Đế. Diệp Thần, người dã tâm thật lớn, còn nghĩ trấn áp trụ thần sao?
Bùi Vũ Hàm thân thể mềm mại run rẩy lên, cao vạn trượng ma thiên đen Phật tướng, tại Diệp Thần Hoàng Đạo Thiên Quốc huy quang trùng kích vào, dần dần có dấu hiệu hỏng mất. Nàng cảm nhận được Diệp Thần mãnh liệt tinh thần đạo tâm, hay là dã tâm, cái kia là muốn trấn áp trụ thần, đăng đỉnh chí cao đáng sợ dã tâm. Trước đó Diệp Thần tư tưởng đạo thiên kiếm, nhiều nhất chính là khắc lập thiên đạo, nhưng bây giờ mà nói, hắn tư tưởng Hoàng Đạo Thiên Quốc, lại vẫn nghĩ bao phủ trụ thần, che đậy chư thiên, hắn muốn siêu việt luân hồi, khi chí cao vô thượng thiên đế hoàng giả, là vì bất hủ Diệp Thiên Đế. Cái này dã tâm quá mức kinh khủng, liền xem như Nhậm Phi Phàm, Vũ Hoàng Cổ Đế, Hồn Thiên Đế các loại cấp bậc cường giả, cũng không dám nói muốn trấn áp trụ thần, trở thành chí cao. Nhưng Diệp Thần lại dám muốn như vậy. Mặc dù lấy trước mắt hắn thực lực, tuyệt đối không thể cùng trụ thần so sánh, nhưng hắn chính là không chịu thua, chính là có trấn áp trụ thần hùng tâm, dù chết không tiếc, chết cũng không sợ. Người có thể thua, nhưng khí thế không thể thua, ý niệm muốn thông suốt, đây chính là Diệp Thần ý nghĩ. Suy suy suy, Diệp Thần đại thủ lại vung lên, hai trang tinh không đạo thư cùng một tòa tinh không đỉnh, bắn ra, hóa thành nguyên thủy năng lượng linh khí, quán chú đến hoàng đạo bên trong thiên quốc. Làm cho mảnh này thiên quốc, nhiều hơn một phần tinh không thâm thúy huyền bí. Trong truyền thuyết tinh không đạo thư, phần lớn đều tại tinh không bỉ ngạn, lưu truyền tại không không lúc nào chống không, chỉ có 5 khối. Mà 5 khối tinh không đạo thư, Diệp Thần đã phải thứ 3, một tờ là chính mình tìm, ban sơ là ngôi sao nhỏ chỗ ở, ngôi sao nhỏ xem như tinh không đạo thư khí linh. Còn có một tờ, là Phật Tổ cho, một trang cuối cùng, nhưng là trước đó tinh không tranh bá thi đấu bắt được phần thưởng. Trong đó có một tờ, Diệp Thần đã dùng để chế tạo tinh không đỉnh. Bây giờ, vì củng cố Hoàng Đạo Thiên Quốc căn cơ, Diệp Thần trực tiếp đem hai trang tinh không đạo thư cùng tinh không đỉnh, đều hiến tế ra ngoài, lại hiến tế một tòa vĩ thú đỉnh, vì Hoàng Đạo Thiên Quốc trúc cơ. Ngôi sao nhỏ tuy là tinh không đạo thư khí linh, nhưng nàng bây giờ giúp Diệp Thần chế tạo luân hồi sách, khí thức của nàng dần dần cùng luân hồi sách hòa làm một thể, coi như tinh không đạo thư bị hiến tế, chỉ cần luân hồi sách còn tại. Nàng liền có đặt chân căn cơ. Thiên đế Kim Luân, số mệnh chi hoàn, nuốt hồn quỷ châu, bất khuất thánh kiếm, cốt chi thạch, tinh chi thạch, nguyệt chi thạch, nhật chi thạch. Sau đó, Diệp Thần giống như là dốc vốn giống như, đem đại lượng thần khí pháp bảo, thiên địa dị bảo các loại, thậm chí còn có trụ thần thánh binh, một mạch đánh vào trong Hoàng Đạo Thiên Quốc. Cái này Hoàng Đạo Thiên Quốc là vĩ đại kỳ quan, như mộng huyễn bọt nước, nếu như không trúc cơ mà nói. Chỉ là kính hoa thủy nguyệt một dạng huyễn tưởng, không có khả năng trở thành chân thực. Cho nên, Diệp Thần vì thiên quốc trúc cơ, liền đem đại lượng bảo bối đánh đi vào. Trong một chớp mắt, toàn bộ Hoàng Đạo Thiên Quốc, khắp nơi thần quang nở rộ, hà khí trùng thiên, hừng hực điềm lành rực rỡ cuồn cuộn, vạn đạo kim nghê dâng lên, thiên quốc bên trong ức vạn sinh linh, tiếng hoan hô càng thêm vang dội, vô tận ca ngợi cùng sử thi chảy xuôi mà ra, đều đang ca tụng Diệp Thần vinh quang cùng vĩ đại. Diệp Thiên Đế bất hủ. Hết thảy quy về Diệp Thiên Đế. Răng rắc, Hoàng Đạo Thiên Quốc thiên khung nứt ra, một thanh khổng lồ thần kiếm màu vàng óng, chậm rãi hạ xuống tới, trên thân kiếm quanh quẩn số mệnh chi hoàn huy quang, Thiên Đế Kim Luân Phật khí, nuốt hồn quỷ châu sát ý, bất khuất thánh kiếm sống lưng, còn có tinh chi thạch nguyệt chi thạch nhật chi thạch vân vân tia sáng. Vô tận thần quang vinh quang, quanh quẩn tại thân kiếm chung quanh, làm nổi bật lên cái này kiếm lớn màu vàng óng. Như thế chí cao vô thượng tài quyết thánh kiếm, muốn chém giết thế gian hết thảy tội nghiệt, thậm chí ngay cả trụ thần cũng muốn giết, ký thác Diệp Thần nghịch thiên quyết tâm. Hắn muốn đi chính mình đạo, mà không phải hạn chế với thiên tổ luân hồi hệ thống. Thanh kiếm này, liền ký thác đại đạo của hắn chi tâm, là chi vì. Thiên đế hoàng đạo kiếm. Đây chính là Diệp Thần mới nhất tư tưởng ra vĩ đại kỳ quan, thiên đế hoàng đạo kiếm. Này kiếm ký thác Diệp Thần nghịch thiên trảm thần quyết tâm. Ngay cả trụ thần cũng muốn giết, hắn tại rất nhiều trụ thần trước mặt, thực sự quá hèn mọn, hắn thực sự không cách nào lại chịu đựng tiếp. Nghịch thiên trảm thần, dù chết không sợ. Có thể làm được hay không không nói trước, ít nhất phải có phần này quyết tâm. Đến nỗi Hoàng Đạo Thiên Quốc, kỳ thực cũng coi như vĩ đại kỳ quan, bất quá chuẩn xác hơn tới nói, là Diệp Thần tư tưởng một cái thế giới mới. Cái thế giới mới này, hắn chính là bất hủ vô thượng đế hoàng, thiên quốc con dân chỉ cần nghe hắn hiệu lệnh. Liền có thể được hưởng vô tận vinh hoa. Thiên đế hoàng đạo kiếm từ trong Hoàng Đạo Thiên Quốc thoát thai mà ra, là thiên quốc chí cao quyền hành tượng trưng, này kiếm năng lượng linh khí nội tình cực kỳ khủng bố, dung hợp thiên đế kim luân, số mệnh chi hoàn, bất khuất thánh kiếm, nuốt hồn quỷ châu,
nhật chi thạch các loại cổ lão bí bảo, luận sát phạt uy nghiêm, vượt qua đạo thiên kiếm không chỉ gấp 10 lần. Ông, thiên đế hoàng đạo kiếm từ trên bầu trời rơi xuống, mang theo vô biên đế quang cùng uy nghiêm, hướng về Bùi Vũ Hàm ma thiên đen Phật tướng chém giết mà đi. Cái này thiên đế hoàng đạo kiếm, uy năng quá mức kinh khủng, lấy Diệp Thần bây giờ cửu đỉnh cảnh 8 tầng sơ giai thực lực, căn bản là không có cách trưởng khống. Hắn chế tạo ra này kiếm, nhưng mình vẫn còn nắm giữ không được, thật giống như một cái thợ rèn, chế tạo ra nặng ngàn cân thần binh, chính mình lại không cách nào vung vẩy, chế tạo cùng sử dụng là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Bất quá may mắn bây giờ, Diệp Thần có huyết long cùng sụp đổ chi chủ trợ lực, có thể miễn cưỡng thôi động thiên đế hoàng đạo kiếm. Chủ nhân, người thanh kiếm này, cũng quá nặng nề. Chân chính vô địch kỳ quan A. Huyết long tán thưởng. Lúc này nó thân thể xoay quanh tại trên thân Diệp Thần, long nhân hợp nhất, nó cũng là sâu sắc cảm nhận được cái thanh kia thiên đế hoàng đạo kiếm kinh khủng. Diệp Thần chế tạo ra chưa từng có ai vĩ đại kỳ quan, giống mặc cho phi phàm sát sinh kiếm trận đồ, chu mục thần chu thiên tinh bàn, hồn thiên đế chín đại hồn khí các loại, luận quyền hành chi vĩ đại, khí thế chi bàng bạc, tư tưởng chi nghịch thiên, đều không thể cùng Diệp Thần thiên đế hoàng đạo kiếm so sánh. Thanh kiếm này ký thác Diệp Thần nghịch thiên trảm thần quyết tâm. Trước mắt cho dù đúc nóng đại lượng thiên địa dị bảo, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng trúc cơ thôi, xa xa còn chưa tới tình cảnh chém giết trụ thần. Nhưng kể cả như thế, thanh kiếm này khí thế cùng sát phạt, cũng đầy đủ kinh khủng. Diệp Thần tại cách không thôi động thanh kiếm này thời điểm, mặc dù có huyết long cùng sụp đổ chi chủ trợ lực, hắn bắp thịt cả người cũng là thừa nhận gánh vác to lớn, cánh tay trầm trọng đến kịch liệt, xương cốt cơ hồ muốn bị thiên đế hoàng đạo kiếm truyền đến áp lực thật lớn cùng kiếm thế đẻ gãy. Cơ bắp tay trực tiếp đã nứt ra, máu tươi từng giọt thẩm thấu ra. Dưới áp lực to lớn, Diệp Thần khuôn mặt ngũ quan vặn vẹo, đôi mắt đều nhanh bởi vì áp lực cực lớn mà tuôn ra, có thể tưởng tượng được, cái này thiên đế hoàng đạo kiếm, khủng bố cỡ nào, thôi động lại có bao nhiêu sao khó khăn. Diệp Thần, người cái người điên này. Bùi Vũ Hàm nhìn xem từ thiên trảm giết xuống thiên đế hoàng đạo kiếm, lập tức cắn răng nghiến lợi phát ra tiếng hô. Nàng vạn vạn không nghĩ tới. Diệp Thần thế mà điên cuồng như vậy, đúc nóng bất khuất thánh kiếm, số mệnh chi hoàn, thiên đế kim luân các loại nghịch thiên dị bảo, chỉ vì chế tạo một thanh kiếm. Cái này thiên đế hoàng đạo kiếm, đúc nóng nhiều như vậy kỳ chân dị bảo, cái kia năng lượng nội tình, sát phạt khí thế, tự nhiên là vô cùng dọa người, có thể xưng nghịch thiên. Nhưng vấn đề là, nghịch thiên như vậy thần kiếm, liền Diệp Thần chính mình, đều khó mà thôi động. Bùi Vũ Hàm nhìn xem Diệp Thần áp lực cực lớn. Bắp thịt cả người băng liệt chảy máu bộ dáng, chỉ cảm thấy hắn chính là một người điên, bất quá là đơn giản luận bàn đánh cược ba chiêu, cần thiết hay không. Tại Diệp Thần trong lòng, đây đương nhiên là đến nỗi, bởi vì từ nhìn bề ngoài, hắn là cùng Bùi Vũ Hàm tranh đấu, nhưng trên thực tế, trong đầu của hắn còn có đại ái thần Phong Tinh Tuyết cái bóng. Hắn không muốn khuất phục tại Phong Tinh Tuyết thủ hạ, liều mạng cũng muốn phản kháng. Diệp Thần đạo tâm, không có quỳ xuống khuất phục loại khái niệm này. Ta chịu thua, ta chịu thua. Bùi Vũ Hàm liên thanh kêu to, Diệp Thần này thiên đế hoàng đạo kiếm, quá mức kinh khủng, nếu là thật chém xuống, nàng không có khả năng chống đỡ được, tại chỗ liền nói muốn chịu thua. Nhưng, kiếm đã thôi động, khai cung không quay đầu mũi tên, Diệp Thần coi như cùng huyết long, sụp đổ chi chủ liên thủ, đều không làm được thu phóng tự nhiên cảnh giới. Thanh kiếm này thực sự quá kinh khủng, bọn hắn ba liên hợp đều không cầm nổi. Ầm ầm. Màu vàng thiên đế hoàng đạo kiếm, mang theo bẻ gãy nghiền nát khí thế, điên cuồng chấn sát xuống. Bùi Vũ Hàm ma thiên đen Phật tướng, tại thiên đế hoàng đạo kiếm kinh khủng kiếm thế trùng kích vào, triệt để phá toái diệt vong, mặc kệ là ma là Phật, cũng đỡ không nổi thanh kiếm này phong mang. Bùi Vũ Hàm bản thể, liền triệt để bại lộ tại thiên đế hoàng đạo kiếm dưới mũi kiếm, cùng cực lớn mênh mông thiên đế hoàng đạo kiếm so sánh, nàng liền tựa như là kẻ như run rế. Cách đó không sao huyết giận. Trên mặt lộ ra vô cùng hoảng sợ vẻ kinh hãi, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể tư tưởng ra thiên đế hoàng đạo kiếm nghịch thiên như vậy kỳ quan, thậm chí trúc cơ thành công. Thanh kiếm này chém xuống, không chỉ là muốn chém giết Bùi Vũ Hàm, liền hắn đều phải bị vạ lây. Hắn phản ứng cực nhanh, khi nhìn đến thiên đế hoàng đạo kiếm chém xuống trong nháy mắt, đã thi triển không gian na di thủ đoạn, lập tức người nhẹ nhàng xa xa né tránh. Nguy rồi! Bùi Vũ Hàm toàn thân khí thế bị tập trung, nàng lại không có huyết giận loại kia huyền diệu không gian thủ đoạn, mắt thấy thiên đế hoàng đạo kiếm chém xuống, nàng đã không chỗ né tránh, chỉ lát nữa là phải bị chấn sát. Vũ Hàm tỷ tỷ cẩn thận.
Lúc này, Tô Tửu lại kinh hô một tiếng, nhảy ra ngoài, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ vẻ vội vàng, thân thể nhoáng một cái, liền hiển hóa ra sáu đuôi thiên cẩu chân thân, gào một chút ngửa hầu phun ra, cuồn cuộn vĩ thú khí tại trong miệng nàng ngưng kết thành một quả cầu năng lượng màu đen, hung hăng đánh phía ngày đó đế hoàng đạo kiếm. Thiên đế hoàng đạo kiếm khí thế rộng rãi bàng bạc, tự nhiên không phải một quả vĩ thú năng lượng cầu có thể dung chuyển. Tô Tửu phun ra quả cầu năng lượng màu đen, đánh vào thiên đế hoàng đạo kiếm phía trên, tựa như châu đất xuống biển đồng dạng, bất quá thiên đế hoàng đạo kiếm kiếm khí, tại thân kiếm lọt vào đánh xuống, cũng xuất hiện trong nháy mắt ngắn ngủi ngưng trệ. Chính là trong chớp nhoáng này kiếm khí ngưng trệ, Bùi Vũ Hàm bắt được cơ hội, lập tức một cái lắc mình, tránh ra khỏi thiên đế hoàng đạo kiếm kiếm khí bao phủ phong tỏa, né tránh đến nơi xa. Phanh! Thiên đế hoàng đạo kiếm hung hăng chấn xuống, liền rơi vào Bùi Vũ Hàm vừa mới đặt chân chỗ, bộc phát ra biển động thủy triều một dạng cuồn cuộn kim mang cùng kiếm khí. Bùi Vũ Hàm từ trong quỷ môn quan đi về tới, sắc mặt lập tức tái nhợt, vừa mới một cái né tránh. Nàng đã là sử dụng 12 phần khí lực, lúc này chỉ cảm thấy toàn thân thoát lực, lúc này quỳ rạp xuống đất, thở hồng hộc. Ầm ầm, mà thiên đế hoàng đạo kiếm bộc phát ra kim mang cùng kiếm khí, cũng là giống như thủy triều cấp tốc tàn phá bừa bãi khuếch tán, bao phủ không gian chung quanh, thiên địa lập tức lâm vào trong một mảnh chói mắt kim sắc. Diệp Thần cũng là thở hồng hộc, nhưng hắn cảm thấy hết thảy đều là đáng giá, bởi vì hắn cuối cùng đi ra chính mình đạo. Hắn không có khả năng cả một đời cũng làm thiên tổ người đại diện. Hắn không vì ai đại ngôn, hắn chính là Diệp Thần, tương lai hắn coi như trở thành thiên đế, cũng sẽ không gọi luân hồi thiên đế, mà là Diệp Thiên Đế. Trong đầu của hắn, đại ái thần phong tình tuyết cái bóng, đã sớm tại hắn hạ xuống thiên đế hoàng đạo kiếm thời điểm, bị mãnh liệt kiếm khí cùng uy thế triệt để tiêu diệt. Diệp Thần trước mắt tư tưởng ra thiên đế hoàng đạo kiếm, chỉ là vừa mới trúc cơ, lấy ra chém giết trụ thần. Vậy khẳng định còn không được, nhưng trong đầu của hắn phong tình tuyết cái bóng, cũng chỉ bất quá là một đạo huyễn ảnh chiếu rọi, tự nhiên cũng ngăn không được thiên đế hoàng đạo kiếm kiếm khí xung kích. Ngươi thật là một cái điên rồ, Diệp Thần. Lúc này Diệp Thần, đầy mắt đều tràn đầy thiên đế hoàng đạo kiếm kim quang, giữa thiên địa vàng óng ánh một mảnh, hắn cái gì đều không nhìn thấy, nhưng cũng nghe được đại ái thần phong tình tuyết âm thanh. Hắn cảm thấy chung quanh thế giới màu vàng, hết thảy vặn vẹo cùng điên đảo. Sau đó hắn nghe được tiếng nước sông chảy, xung quanh mình cảnh sắc, đã xuất hiện biến hóa, hắn lại xuất hiện tại bể tình bên bờ, phong tình tuyết liền cũng đứng ở một bên. Ở đây dường như là trong trời nếu có tình đồ thế giới, hay là huyễn cảnh, Diệp Thần không xác định, nhưng hắn cũng không sợ, bình tĩnh nhìn phong tình tuyết. Phong tình tuyết người mặc một bộ giống như đồ trắng đạm nhã y phục, váy dài bồng bềnh, thân thể thướt tha tinh tế, toàn thân như bao phủ một tầng minh nguyệt huy quang. Ngũ quan xinh xắn đang mang theo một vòng giận dữ, như ngọc nhỏ vụn răng cắn chặt môi đỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nếu như nhìn bề ngoài mà nói, phong tình tuyết chính là một cái phong thái thướt tha mỹ nhân, nhưng trên thực tế, nàng lại là 72 trụ thần một trong, cũng là hắc ám huynh đệ hội tất cả đệ tử phụ thân, thiên tổ khi xưa hồng nhan chi kỷ. Còn nghĩ bảo ta cúi đầu chịu thua sao? Vẫn là ngươi nghĩ không để ý trụ thần khế ước hạn chế, trực tiếp tự mình ra tay giết ta. Diệp Thần nhìn xem phong tình tuyết, thản nhiên nói. Theo hắn từng bước một cường đại, hắn đối với trụ thần đủ loại bí mật, nhìn rõ sâu hơn. Cái gọi là trụ thần khế ước, chính là 72 trụ thần liên thủ ký kết khế ước, dùng để giữ gìn phản thiên thế giới ổn định. Tại trụ thần khế ước hạn chế phía dưới, bất luận cái gì trụ thần, cũng không thể tự mình ra tay phá hư phản thiên thế giới cân bằng, chỉ có thể đi tìm người đại diện, hay là hạ xuống hóa thân. Hạ xuống hóa thân quá mức đau đớn, phong hiểm quá lớn, nhưng Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế, cũng là trụ thần hóa thân, bọn hắn chân thân đã sớm bại nát, bản nguyên linh hồn còn tại trong hủy diệt chi hải chịu khổ. Nói như vậy, 72 trụ thần muốn quan hệ phản thiên thế giới, cũng là tìm kiếm người đại diện, hành xử ý chí của mình. Trụ thần bản thân là không thể tự mình xuất thủ, bằng không trụ thần khế ước hàng phạt, trụ thịt thần thân trong nháy mắt liền bị nghiền nát, linh hồn muốn rơi vào hủy diệt chi hải. Càng thậm chí hơn, chỉ cần trụ thần có muốn tự mình ý xuất thủ, còn không có chân chính động thủ, ý chí của hắn liền sẽ kinh động khế ước, có thể còn không có ra tay, chính mình liền bị khế ước hàng phạt giết chết. Cho nên, lúc này Diệp Thần đối mặt phong tình tuyết, cũng không có cái gì kinh hoàng, rất bình tĩnh nhìn xem nàng. Hắn chế tạo ra thiên đế hoàng đạo kiếm sau, đạo tâm thêm một bước cường đại, phong tình tuyết muốn nhiễu loạn tinh thần của hắn, dẫn bạo hắn phần thiên đại kiếp, cũng vạn vạn không làm được.
Phong Tình Tuyết nhìn xem Diệp Thần bình tĩnh bộ dáng, trên mặt nàng giận dữ cũng là dần dần thu liếm, ha ha cười cười, nói. Diệp Thần, ta không muốn giết ngươi, chỉ là không nghĩ tới ngươi điên cuồng như vậy, thế mà huyễn tưởng chế tạo như thế thái quá vĩ đại kỳ quan. Diệp Thần đúc thành Thiên Đế Hoàng Đạo Kiếm, ký thác hắn nghịch thiên trảm thần nguyện vọng, càng là muốn chém giết trụ thần, cái này tại Phong Tình Tuyết trong mắt xem ra, không thể nghi ngờ là cuồng vọng thái quá tới cực điểm. Diệp Thần nói, nơi nào có áp bách, nơi đó liền có phản kháng, các ngươi những thứ này trụ thần, một mực cưỡi tại trên đầu ta, thật chẳng lẽ muốn ta quỳ xuống ca công tụng đức hay sao? Ta chỉ biết là, mệnh ta do ta, không do bọn hắn. Phong Tình Tuyết cười nói, ngươi ngược lại là có chí khí, liền sợ tương lai có một ngày, ngươi còn không có nghịch thiên trảm thần, chính mình liền muốn trước tiên gặp phản phệ mà chết. Cái thanh kia Thiên Đế Hoàng Đạo Kiếm, khí thế quá mức rộng rãi bàng bạc, kiếm khí hùng hồn bá đạo lại tài năng lộ rõ, Phong Tình Tuyết cũng không cho rằng, Diệp Thần có thể trưởng khống, nếu như khăng khăng muốn chế tạo tiếp, chỉ sợ người đều phải gặp phản phệ. Diệp Thần nắm quyền một cái, nói, chết ở dưới kiếm của mình, cũng tốt hơn chết ở trong các ngươi trụ thần thủ này. Phong Tình Tuyết ý cười càng lớn, một đôi thu thủy yêu kiều con mắt, càng là sâu sắc đánh giá Diệp Thần, tựa như đang tự hỏi cái gì, sau đó cười nói. Đã ngươi khăng khăng như thế, như vậy, ta có lẽ có thể giúp ngươi. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, ngươi muốn giúp ta. Phong Tình Tuyết cười nói, đúng vậy, ngươi muốn chế tạo Thiên Đế Hoàng Đạo Kiếm, chế tạo Hoàng Đạo Thiên Quốc, muốn làm Diệp Thiên Đế, khi chí cao vô thượng đế hoàng, muốn nghịch thiên trảm thần, vậy coi như đem toàn bộ không không lúc nào chống không tài nguyên, toàn bộ nuốt, năng lượng cũng là không đủ. Ngươi nghĩ chân chính chế tạo ra thanh kiếm kia, trừ phi là cầm trụ huyết nhục của thần đi lấp mạo xưng. Diệp Thần nói, trụ huyết nhục của thần. Phong Tình Tuyết nói, đúng vậy, ta có thể giúp ngươi, giết chết thiên tổ, tiếp đó ngươi ăn hết thiên tổ huyết nhục, giống như ngươi ăn hết Diêm Ma tử thần như vậy. Đến lúc đó, ngươi hoàn toàn kế thừa thiên tổ luân hồi quyền hành, lấy thêm huyết nhục của hắn đúc kiếm, kiếm của ngươi, liền có khả năng phong mang chân chính nở rộ. Trong lòng Diệp Thần lập tức chấn động, sau đó lắc lắc đầu nói, giết chết thiên tổ. Phong Tình Tuyết, ngươi đúng là điên, thiên tổ là ta sư trưởng tiền bối. Ta như thế nào có thể giết hắn? Phong Tình Tuyết nói, ta trước đó xem như thiên tổ nửa cái tình nhân, hắn tính cách gì, ta rõ ràng nhất, hắn bất quá là một cái người hèn yếu. Hắn đã sáng tạo ra luân hồi mộ táng công, ý nghĩ vô cùng hùng vĩ, tầng thứ 9 táng bất hủ thậm chí có thể táng diệt trụ thần. Nhưng, cái kia tầng thứ 9 công pháp, chỉ là trong tưởng tượng ảo ảnh trong mơ, hắn nói hắn là theo tâm tư của ta tư tưởng, kỳ thực căn bản không có táng diệt trụ thần khả năng. Nhưng chưa từng thử qua, như thế nào biết không có thể. Hắn nhu nhược vô năng, không dám nếm thử, ta lại là muốn luyện thành cái kia táng bất hủ thần công, táng diệt chư thiên trụ thần. Diệp Thần nghe Phong Tình Tuyết ngôn ngữ, cũng là hồi tưởng lại, trước đây thiên tổ cùng Phong Tình Tuyết mỗi người đi một ngả, đích thật là bởi vì cái này lý niệm xung đột. Thiên tổ sáng tạo luân hồi mộ táng công có tầng thứ 9, trước mắt Diệp Thần luyện đến tầng thứ 3 táng hư chi cảnh, mà thiên tổ cùng Phong Tình Tuyết đều luyện đến tầng thứ 8 táng vận mệnh tình cảnh. Mà tầng thứ 8 lại hướng lên một bước, chính là trung cực táng bất hủ cảnh giới, thử cảnh 10 phần kinh khủng, đủ để chôn bất hủ trụ thần. Nhưng, đây chỉ là thiên tổ trong tưởng tượng công pháp, chính hắn cũng không có luyện thành, Phong Tình Tuyết cũng không thể luyện thành. Phong Tình Tuyết muốn thực hiện táng bất hủ cảnh giới, nhưng thiên tổ không muốn, cho rằng không thực tế, trong tưởng tượng phát tiết phía dưới là được rồi, thật muốn thực hiện, không có khả năng. Hai người lý niệm không hợp, liền như vậy quyết liệt, Phong Tình Tuyết cũng mai danh ẩn tích, không biết tung tích, lường trước là chuyên tâm tu luyện táng bất hủ thần công đi. Thiên tổ chính là một tên hèn nhát, chính mình sáng tạo công pháp, chính mình cũng không dám tu luyện, Diệp Thần, ngươi ăn hết hắn tốt nhất. Phong Tình Tuyết ánh mắt sáng quắc nhìn xem Diệp Thần, chữ chữ âm vang nói. Diệp Thần sầm mặt lại, lắc đầu nói, không phải thiên tổ nhu nhược, là ngươi quá điên cuồng, Phong Tình Tuyết. Ngươi không ngại thanh tỉnh phía dưới suy xét. Hắn nhìn xem Phong Tình Tuyết ánh mắt nóng bỏng kia, ẩn nhẫn lửa cháy núi bộc phát một dạng biểu lộ, cũng chỉ cảm giác nàng là một người điên, còn muốn chôn trụ thần. 72 trụ thần quyền hành sức mạnh, trình độ đều không sai biệt nhiều, giữa hai bên muốn giết chết đối phương, thậm chí táng diệt, nơi nào có dễ dàng như vậy. Phong Tình Tuyết cười ha ha, nói, chính ngươi chính là một người điên, đều nghĩ nghịch thiên trảm thần, còn nói ta là điên rồ. Đúng, hoặc ngươi nói không tệ, ta chính là điên rồ, chúng ta đều điên. Chúng ta liên thủ,
sáng diệt chư thiên trụ thần, tụ tập tất cả trụ thần quyền hành sức mạnh, tiếp đó lại hướng Thái Sơ giơ lên phản kỳ. Thái Sơ cũng không phải là không thể ngang hàng, nó đã bị u ác tính từng bước xâm chiếm phải khổ không thể tả, chúng ta chỉ cần ép diệt Thái Sơ, liền có thể trở thành mới quang. Mới chí cao. Diệp Thần nội tâm đại chấn, kinh ngạc nhìn xem Phong Tình Tuyết, nói, người muốn tạo phản. Phong Tình Tuyết biểu lộ trở nên có chút dữ tợn, nói, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Chớ ở trước mặt ta nói dối, từ ngươi thiên đế hoàng đạo kiếm cùng hoàng đạo trong thiên quốc, ta bắt được ngươi mãnh liệt tín niệm, đó là phản loạn hết thảy, đột phá gông cùng xiềng xích, truy cầu tự do tín niệm. Ngươi không chỉ là muốn nghịch thiên trảm thần, ngươi cũng có chém giết Thái Sơ, không còn hèn mọn ý nghĩa. Diệp Thần chấn động, cũng trầm mặc xuống. Hắn đích xác có nghĩ đột phá hết thảy gông cùng xiềng xích, trở thành chí cao ý nghĩ, nhưng lý trí nói cho hắn biết, Thái Sơ chí cao vô thượng, là hết thảy khởi nguyên, không có khả năng chiến thắng. Nhưng ở trong tiềm thức, hắn lại muốn trở thành vị trí cao, không muốn chịu đến bất kỳ quy tắc gò bó cùng hạn chế. Bây giờ Phong Tình Tuyết một lời điểm phá, Diệp Thần cũng phát hiện, hắn trong tiềm thức, chắc chắn có phản kháng Thái Sơ ý nghĩ, nghịch thiên trảm thần chỉ là mặt ngoài, hắn chân chính muốn trảm rơi, là Thái Sơ. Chỉ có điều, đây là Diệp Thần trong tiềm thức ý nghĩ, liền chính hắn cũng không có phát hiện, bây giờ bị Phong Tình Tuyết điểm phá, hắn mới cảm thấy mình tư tưởng, đích thật là quá mức cuồng vọng cùng thái quá. Chém dụng Thái Sơ, trở thành mới chí cao, như thế nào có thể làm đến? Thái Sơ, thật có thể chém dụng sao? Diệp Thần lẩm bẩm nói. Phong Tình Tuyết nói, có thể. Thái Sơ đã bị u ác tính ký sinh, lực lượng của nó từng ngày suy yếu, nó cũng không phải là không thể chiến thắng. Chính nó cũng chịu đựng lấy vô biên đau đớn, nỗi thống khổ của nó khuếch tán lan tràn ra, trở thành chúng ta 72 trụ thần phần thiên đại kiếp nỗi khổ. Nó thực sự là vô sỉ a, chính mình chịu khổ chịu không được, liền đem đau đớn khuếch tán ra. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ chém rơi Thái Sơ. Nhưng ta một người làm không được, cho nên, ta cần liên thủ với ngươi. Phong Tình Tuyết trong thanh âm, tràn đầy oán niệm cùng cừu hận, đó là thù thiên oán mà mãnh liệt cảm xúc, 72 trụ thần bên trong, cũng chỉ có nàng dám cừu thị Thái Sơ, cho rằng hết thảy đau đớn căn nguyên, cũng là từ Thái Sơ bên trong lưu truyền tới. Diệp Thần nội tâm chấn động, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, trầm mặc sau một lúc lâu, mới lắc đầu nói. Ngươi ở nơi này khẩu suất cuồng ngôn, bị Thái Sơ nghe được, chỉ sợ Thái Sơ hàng phạt, chúng ta đều phải chết. Phong Tình Tuyết khinh thường nói, ha ha, Thái Sơ chính mình liền bị u ác tính ký sinh, đau đớn không chịu nổi, nơi nào còn có chỗ chống hàng phạt hiển uy. Nó duy nhất trông cậy vào, chính là quang chi tử quật khởi, thành lập được chân chính hoàn mỹ thế giới. Đến lúc đó, cái này hoàn mỹ thế giới, cả thế gian phi thăng, tất cả cường giả đều phi thăng biến thành quang, dung nhập vào Thái Sơ bên trong, sẽ có thể giúp nó phá tan u ác tính, lần nữa khôi phục hoàn mỹ quang minh cùng tinh khiết. Nhưng quang chi tử ở nơi nào, ai biết được, có người nói ngươi chính là quang chi tử, cũng có thể là u ác tính chi tử, ta không biết sau lưng chân tướng. Nói xong lời cuối cùng, Phong Tình Tuyết ánh mắt lại lộ ra một tia ngơ ngẩn, lần nữa ngưng trọng dò xét Diệp Thần, muốn nhìn trộm Diệp Thần sau lưng vận mệnh sợi tơ nhân quả mạch lạc. Nhưng, nàng thấy không rõ, thật sự thấy không rõ. Diệp Thần dường như là quang chi tử, lại tựa hồ là u ác tính chi tử, cũng có thể cả hai đều không phải là. Hắn cũng chỉ là chính hắn. Diệp Thần, ta không quản ngươi là ai, nhưng ta đã thấy ngươi thiên đế hoàng đạo kiếm phong mang, nếu là thật hoàn mỹ chế tạo thành công, lại mượn luân hồi táng bất hủ thần công, cái kia chém dụng Thái Sơ, cũng không phải không có khả năng. Bước đầu tiên này, chúng ta trước tiên có thể ăn hết thiên tổ, thôn vệ huyết nhục của hắn cùng quyền hành, ta có thể giúp ngươi. Phong Tình Tuyết ánh mắt hừng hực nhìn xem Diệp Thần, nàng đã sớm muốn giết thiên tổ là luân hồi đạo thủy tổ. Chỉ cần giết chết thiên tổ, thôn phệ máu thịt, nàng luân hồi mộ táng công tạo nghệ, liền có khả năng thêm một bước đột phá, bước vào tầng thứ 9 táng bất hủ vĩ đại cảnh giới. Diệp Thần nói, Phong Tình Tuyết, người đúng là điên. Phong Tình Tuyết nói, như thế nào, người không dám sao? Vẫn là người giống thiên tổ, cũng là một tên hèn nhát. Quyết tâm không nổi. Diệp Thần không nói, chỉ là trầm mặc nhìn xem nàng. Cũng không biết trải qua bao lâu. Tại bể tình phương xa mờ mịt trong sương khói, truyền ra một đạo già nua thanh âm run rẩy. Tình Tuyết, thì ra tại trong lòng ngươi, ta chỉ là một tên hèn nhát sao? Mờ mịt trong sương khói, chậm rãi đi ra một lão già, râu tóc bạc phơ,
gầy gò khuôn mặt mang theo thâm trầm bi thương, chính là Thiên Tổ. Thiên Tổ. Diệp Thần nhìn thấy Thiên Tổ xuất hiện, lập tức rất là chấn động, ngạc nhiên trên mặt đất. Phong Tình Tuyết thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, tựa hồ cũng không kinh ngạc, nhàn nhạt nhìn xem Thiên Tổ, nói, người cuối cùng chịu hiện thân. Thiên Tổ đạp lên bước chân nặng nề, từng bước một đi tới, âm thanh mang theo vô biên thống khổ nói. Kỳ thực ta sớm phải biết, cái gọi là hắc ám nữ thần, chính là ngươi. Chỉ có ngươi, mới rõ ràng như vậy ta luân hồi đạo diệu pháp, biết luân hồi pháp tắc then chốt nhược điểm chỗ. Phong Tình Tuyết là hắn hồng nhan chi kỷ, trước đó cũng coi như là hắn nửa cái tình nhân, nhưng về sau lại quyết liệt như thế, thậm chí Phong Tình Tuyết còn ngụy trang thành hắc ám nữ thần, khắp nơi phá hư hắn luân hồi kế hoạch. Càng thậm chí hơn, bây giờ Phong Tình Tuyết còn mê hoặc Diệp Thần, gọi Diệp Thần ăn hết hắn. Phong Tình Tuyết nói, là ta, Thiên Tổ, ta nói ngươi là hèn nhát, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi không dám tu luyện luân hồi mộ táng công tầng thứ 9, cũng không dám hướng Thái Sơ giơ lên phản kỳ, ngươi chỉ muốn một lòng muốn chết giải thoát, cái này còn không phải là hèn nhát. Thiên Tổ ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời, nhưng lại không có từ phản bác. Hắn bị phần thiên đại kiếp dày vò đến lợi hại, lại không nhìn thấy biến thành quang hy vọng, liền chỉ muốn một lòng muốn chết để giải thoát. Cái này kỳ thực cũng là dễ hiểu cử chỉ, bởi vì phần thiên đại kiếp nguồn gốc từ u ác tính, kiếp nạn dày vò quá mức thảm liệt, 72 trụ thần không người có thể tiếp nhận, tất cả mọi người đều thừa nhận vô biên đau đớn, muốn chết lại không chết được. Thiên Tổ muốn lấy chết giải thoát, thực sự chẳng thể trách hắn, chỉ có điều ý tưởng này, tại Phong Tình Tuyết trong mắt, liền thành nhu nhược. Phong Tình Tuyết cũng chịu đựng lấy phần thiên đại kiếp, bất quá nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới tự sát. Nàng chỉ là muốn chém dụng Thái Sơ, giải quyết đau đớn căn nguyên. Chỉ cần chém dụng Thái Sơ, cái kia u ác tính tự nhiên cũng có thể cùng nhau chém chết, là chữa ngọn lại chỉ gốc biện pháp, nhưng chính là ý nghĩ quá điên cuồng, Thái Sơ chỗ nào là có thể dễ dàng chém dụng. Thiên Tổ đang trầm mặc một lúc lâu sau, cuối cùng ngược lại tiêu tan thở dài một hơi, nói, ngươi nói rất đúng, Tinh Tuyết, ta có lẽ thực sự là hèn nhát a, các ngươi muốn ăn ta, kia thật là không thể tốt hơn nữa. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Thần, tiếng nói vô cùng thê lương nói, Diệp Thần, vậy ngươi liền đem ta thôn phệ, giống như ngươi thôn phệ Diêm Ma Tử Thần như vậy, ngươi ăn hết ta, từ nay về sau, thế gian lại không Thiên Tổ, ngươi kế thừa ta tất cả, ta tên hèn nhát này, cũng có thể đạt được ước muốn, chết thật. Phong Tình Tuyết ánh mắt sáng lên, nói, rất tốt. Thiên Tổ, ngươi cam nguyện nhận lấy cái chết, coi như ngươi thức thời. Diệp Thần, ngươi ăn hết hắn chính là... cũng không nên lại lần nữa đạo vết xe đổ, giống Diêm Ma Tử Thần như vậy, lại bị người khác vượt lên trước, cái kia hối hận thì đã muộn. Trước đây Diêm Ma Tử Thần, Diệp Thần chính là không ăn, dẫn đến cuối cùng sinh ra đủ loại biến cố. Lần này, đối mặt Thiên Tổ, Phong Tình Tuyết cũng không muốn Diệp Thần dẫm lên vết xe đổ, nhất thiết phải đem Thiên Tổ hoàn toàn thôn phệ hết, kế thừa Thiên Tổ tất cả quyền hành. Ngươi ăn hết Thiên Tổ sau, chúng ta cùng một chỗ nhảy vào bể tình. Đã như thế, người ta nước sữa hòa nhau, luyện thành luân hồi táng bất hủ kỳ công liền có hy vọng. Phong Tình Tuyết trong mắt tràn đầy điên cuồng nóng bỏng thần sắc, như là điên dại đồng dạng, thiếu nữ giống như thanh thuần trên khuôn mặt, tràn đầy ác ma biểu tình dữ tợn, để cho người ta nhìn liền cảm thấy không rét mà run. Kỳ thực nàng trước đây cùng Thiên Tổ ở chung với nhau, liền nghĩ cùng tắm bể tình, nhưng Thiên Tổ không chịu, sợ bị tơ tình quấn thân. Lần này, nếu như Diệp Thần ăn Thiên Tổ, kế thừa Thiên Tổ hết thảy, cái kia Phong Tình Tuyết sẽ lại không bỏ lỡ cùng tắm bể tình cơ hội. Luân hồi mộ táng công tầng thứ 9 táng bất hủ chi cảnh, vô cùng khó luyện thành, chỉ dựa vào Phong Tình Tuyết chính mình, căn bản không có khả năng luyện thành, nàng chỉ có thể ký thác tại cùng Diệp Thần song tu đột phá. Thiên Tổ cảm thấy rất là bi thương, lộ ra một nụ cười khổ, lại thoải mái thở dài. Diệp Thần, không, ta phải gọi ngươi một tiếng Diệp Thiên Đế. Ngươi mặc dù còn không có thiên đế tu vi, nhưng từ ngươi tư tưởng ra thiên đế hoàng đạo kiếm một khắc này bắt đầu, thế gian thiên đế cũng không bằng ngươi, ngươi xứng đáng thiên đế chi danh. Ngươi ăn hết ta sau đó, có thể thành tựu ngươi thiên đế bất hủ sự nghiệp to lớn. Diệp Thần cực kỳ chấn động, nói, Thiên Tổ, đừng nói loại lời này, ta tuyệt sẽ không thôn phệ ngươi. Chúng ta có chuyện thật tốt nói, cũng có thể thương lượng. Thiên Tổ lắc lắc đầu nói, không có gì tốt thương lượng. Người đã quật khởi, có thể một mình đảm đương một phía, ta tên hèn nhát này cũng già, ta chết đi tốt nhất. Ta lượt lịch thiên nhân chưa đắng, tử vong tại ta mà nói chính là giải thoát, ngươi vừa có nghịch thiên trảm thần chi tâm, cái kia thứ nhất liền chém dụng ta đi,
chính là ngươi kế thừa ta tất cả sau, cũng muốn tiếp nhận phần thiên đại kiếp cực khổ, ngươi chỉ cần cẩn thận lưu ý. Đến sống chết trước mắt, thiên tổ còn lo nghĩ Diệp Thần, sợ hắn chịu không được phần thiên đại kiếp đau đớn. Trong lòng Diệp Thần 10 phần cảm kích, lại là chua xót, nói, thiên tổ, ta sẽ không ăn ngươi, ta có thể tu luyện tới hôm nay một bước này, đều là ngươi che chở, ta lại có thể nào vong ân phụ nghĩa. Thiên tổ khoát khoát tay, nói, không phải vong ân phụ nghĩa, ngươi không chịu ăn ta, mới thật sự là vong ân phụ nghĩa. Ngươi giúp ta giải thoát chính là, ta sống, đã không còn muốn sống. Trong mắt của hắn tràn đầy thê lương liếc Phong Tình Tuyết một cái, trước đây Phong Tình Tuyết rời hắn mà đi, hắn vẫn muốn tìm về đối phương, bây giờ rốt cuộc tìm được, hắn nhìn thấy chỉ là một tấm lạnh nhạt châm chọc khuôn mặt, hắn tính nhầm là triệt để chết. Phong Tình Tuyết chưa từng có yêu hắn, nàng làm hết thảy, cũng chỉ là vì hướng về cảnh giới cao hơn rảo bước tiến lên, mãi đến chém dụng Thái Sơ. Phong Tình Tuyết thân là đại ái thần, nhưng xưa nay không biết yêu người, nàng đối với thương sinh từ bi đại ái, cũng bất quá là vì làm yếu đi thù thiên oán khí giả vờ thiện niệm, là giả nhân giả nghĩa yêu. Trong mắt của nàng chỉ có chính nàng, cái gọi là đại ái thần lại là tối ích kỷ người. Nàng có lỗi sao? Có thể a, nhưng thiên tổ sẽ không đi trách nàng. Bởi vì thiên tổ rất rõ ràng, hết thảy đau đớn căn nguyên, đều tại Thái Sơ. Hoặc nói đúng ra, là ký sinh tại quá mới lên u ác tính, Thái Sơ cũng là chịu khổ đối tượng. Viên kia u ác tính, mới thật sự là đáng giận đáng sợ đáng ghét đồ vật. Tại u ác tính tản ra phần thiên đại kiếp bị hành hạ, Phong Tình Tuyết đã hoàn toàn méo mó, nhưng truy căn tố nguyên, cũng thật chẳng thể trách nàng. 72 trụ thần bên trong, so với nàng vặn vẹo còn rất nhiều, nàng ít nhất không có giết hại chúng sinh, không có lạm sát kẻ vô tội, nàng chỉ muốn bước vào táng bất hủ cảnh giới, chôn chư thiên trụ thần, tụ tập đầy đủ lực lượng, lại hướng Thái Sơ dơ lên phản kỳ. Diệp Thần cảm thấy bi thương, nhưng để cho hắn ăn hết thiên tổ, như thế nào khả năng? Suy nghĩ một hồi, Diệp Thần nói, thiên tổ, không được, ta bây giờ còn ăn không vô ngươi, trong cơ thể ta đã có nửa đường trụ thần quyền chui, bản thân liền có phần thiên đại kiếp lắng động lấy, nếu như lại ăn đi ngươi, kế thừa ngươi quyền hành, ngươi phần thiên đại kiếp lại truyền tới, một khi bộc phát, ta chắc chắn phải chết. Từ tình cảm góc độ, Diệp Thần không cách nào khuyên nhủ thiên tổ, liền từ thực tế góc độ xuất phát. Hắn coi như thật sự nguyện ý ăn hết thiên tổ, bây giờ cũng ăn không vô, phần thiên đại kiếp trừng phạt quá mức kinh khủng, thân thể của hắn tuyệt đối không chịu nổi. Phong Tình Tuyết lông mày nhíu một cái, Diệp Thần thuyết pháp này cũng có đạo lý. Đơn thuần là thiên tổ trụ thần quyền chui, Diệp Thần còn có kế thừa khả năng, thế nhưng quyền hành sau lưng phần thiên đại kiếp, lấy Diệp Thần thân thể này cường độ, hơn phân nửa là không chịu nổi. Thiên tổ do dự suy nghĩ, nói, Ngô, ngươi tu vi chỉ có cửu đỉnh cảnh 8 tầng sơ giai, nhanh như vậy liền ăn hết ta, đích xác phong hiểm quá lớn. Diệp Thần nói, đúng vậy a, thiên tổ, chuyện này quan hệ trọng đại, sau này hãy nói a. Hắn thực sự không muốn ăn hết thiên tổ, trước tiên qua loa đi qua lại nói. Phong Tình Tuyết nói, hừ, ngươi chẳng qua là muốn kéo dài thời gian. Diệp Thần nhìn thấy nàng bộ dạng này châm chọc biểu lộ, cảm thấy một hồi nén giận, nói, Phong Tình Tuyết, ta cùng thiên tổ thương lượng, thì mắc mớ gì tới ngươi. Coi như tương lai của ta kế thừa thiên tổ hết thảy, ta cũng sẽ không cùng ngươi hợp tác. Ngươi ích kỷ bộ dáng, ta chỉ cảm thấy ác tâm. Diệp Thần cùng trời tổ tình cảm thâm hậu, mà Phong Tình Tuyết nhưng khắp nơi nhằm vào thiên tổ, hắn thực sự không cách nào lại chịu đựng tiếp. Muốn hắn sát hại thiên tổ, sẽ cùng Phong Tình Tuyết hợp tác, đó là tuyệt đối không thể nào. Phong Tình Tuyết ngẩn ngơ, vốn là cho là Diệp Thần sẽ đứng tại phía bên mình, không nghĩ tới hắn thế mà còn dám ngỗ nghịch ý chí của mình. Diệp Thần, ngươi! Phong Tình Tuyết trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, cả người đều cứng họng. Thật muốn cho ngươi một cái tát, nhìn ngươi còn phát không phát điên. Diệp Thần căm tức nhìn Phong Tình Tuyết, nói, cút đi. Ta không muốn gặp lại ngươi. Ngươi không phải đại ái thần, ngươi là tối ích kỷ nhiệt thần. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần hai con ngươi kim mang lấp lóe, từng cái kiếm khí màu vàng óng biểu trảm mà ra, như là thật, liền hướng Phong Tình Tuyết chém tới. Đây là thiên đế hoàng đạo kiếm kiếm khí, Phong Tình Tuyết thân thể này, chỉ có thể coi là một đạo hình chiếu, nàng chân thân không ở nơi này, Diệp Thần kiếm khí chém giết tới, suy suy một hồi vang dội, liền đem nàng thân ảnh rảo sát đến phá thành mảnh nhỏ, triệt để diệt vong tan biến. Thiên tổ nhìn thấy Diệp Thần hung ác như thế mà chém chết Phong Tình Tuyết, cũng không nhịn được ngẩn ngơ.
Tuy nói phong tình tuyết thân thể này, chỉ là hình chiếu, nhưng Diệp Thần thực có can đảm động thủ, đó chính là ngỗ nghịch trụ thần, hắn thực sự là muốn nghịch thiên trảm thần, không mang theo mảy may e ngại. Thiên tổ, xin lỗi. Diệp Thần tâm tình vô cùng phức tạp, tại chém chết phong tình tuyết sau, liền quỳ gối trước mặt thiên tổ. Thiên tổ hoảng hốt vội nói, mau dậy đi, quỳ ta làm gì? Đem Diệp Thần giúp đỡ đứng dậy. Diệp Thần nhìn xem thiên tổ già nua khuôn mặt, thở dài một tiếng, thiên ngôn vạn ngữ, cũng không biết như thế nào mở miệng, bầu không khí liền lâm vào trong trầm mặc. Ngược lại là thiên tổ tiên đánh vỡ trầm mặc, mang theo nụ cười vui mừng nói, Diệp Thần, ngươi hùng tâm tráng trí, còn muốn nghịch thiên trảm thần, ngươi hoàng đạo thiên quốc cùng thiên đế hoàng đạo kiếm, cũng là chân chính nghịch thiên vĩ đại kỳ quan, từ xưa đến nay chưa hề có. Mặc kệ ngươi cuối cùng có thể hay không trảm thần, ngươi có phần tâm tư này, đã đủ để chiếu rọi cổ kim, chỉ cần tinh không bất diệt, tên của ngươi sẽ một mực lưu truyền tiếp. Diệp Thần nắm quyền một cái, nói, nghịch thiên trảm thần. Tương lai của ta, thứ nhất muốn chém, chính là cái kia phong tình tuyết. Thiên tổ lộ ra vẻ khổ sở biểu lộ, nhớ tới phong tình tuyết cái kia cổ lạnh mạc châm chọc bộ dáng, trong lòng của hắn cũng đầy là ý lạnh, thở dài, thôi, về sau sự tình, về sau chính ngươi quyết định liền tốt. Chỉ là, người hoàng đạo thiên quốc, muốn chân chính đúc thành, thế nhưng là gian khổ vô cùng. Ngươi trước tiên có thể chế tạo ta luân hồi địa ngục cùng luân hồi thiên quốc, lại đem địa ngục cùng trời quốc, đều đúc nóng đến trong đế quốc của ngươi đi. Đến lúc đó, ngươi có thể đạp hài cốt của ta, đi ra một đầu con đường hoàn toàn mới. Diệp Thần nói, thiên tổ, ta sẽ không ăn ngươi. Thiên tổ cười khổ một tiếng, nói, ta lượt lịch thiên nhân chưa đắng, sống sót đã không còn muốn sống, ngươi thôn phệ ta, tại ta mà nói, chính là giải thoát. Diêm ma tử thần vết xe đổ, không thể không có xem xét. Dừng một chút, thiên tổ vừa trầm ngâm lên, bất quá, ngươi thôn phệ ta, liền muốn kế thừa ta hết thảy đau đớn, đối với ngươi mà nói, đích xác quá mức dày vò, trong cơ thể ngươi đã lắng đọng có phần thiên đại kiếp năng lượng, lại kế thừa ta kiếp nạn, thân thể ngươi chịu không được. Diệp thần nói, đúng vậy a, thiên tổ, ngươi vẫn là thật tốt sống sót a, ta không ăn ngươi. Phong tình tuyết mang cho ngươi trồng trùng khổ ách. Tương lai cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đem nàng chém giết, rửa sạch nỗi thống khổ của ngươi. Thiên tổ nói, tuyệt đối không thể. Diệp thần khẽ giật mình, nói, cái gì? Hắn mỗi ngày tổ thần sắc, còn có lưu luyến đau khổ chi ý, nhân tiện nói, thiên tổ, ngươi còn ưa thích phong tình tuyết sao? Thiên tổ trầm mặc, sau đó thở dài một tiếng, nói, cũng không thể nói ưa thích a, dù sao ta đối với nàng tơ tình, đã sớm chặt đứt, chỉ là ta trước kia cô phụ nàng. Ta đích xác không có táng diệt chư thần dũng khí, ta đã sáng tạo ra táng bất hủ bí pháp, chính mình cũng không dám tu luyện, ta đích xác là cái hèn nhát. Diệp thần cũng trầm mặc, sau một hồi lâu, mới lắc lắc đầu nói, đây không phải là lỗi của ngươi, là nàng quá điên cuồng, muốn táng diệt chư thần, như thế nào khả năng? Thiên tổ thở dài nói, có lẽ vậy, ta không biết, trụ thần từ đản sinh một khắc này bắt đầu, liền thừa nhận cực lớn dày vò cùng đau đớn, bây giờ ta thấy được giải thoát hy vọng. Chỉ cần ngươi ăn hết ta, ta liền có thể nhận được siêu thoát. Bất quá bây giờ mà nói, ta quyền hành, ngươi thật sự rất khó ăn được. Lực lượng của ta, có thể so sánh phục sinh qua một lần Diêm Ma tử thần lợi hại hơn nhiều, ngươi nếu là bây giờ liền ăn hết ta, hơn phân nửa muốn bạo thể bỏ mình. Diệp thần nói, đúng vậy a, thiên tổ, ngươi liền hảo hảo sống sót a, chỉ cần chúng ta. Thiên tổ lắc đầu, đánh gãy Diệp thần nói chuyện, nói, ta là không muốn sống. Chỉ mong ngươi mau chóng thắp sáng ma ngục mệnh tinh cùng thiên đế ra lệnh tinh, đốt sáng lên ma ngục mệnh tinh, ngươi liền có thể đúc lại luân hồi địa ngục. Mà thiên đế ra lệnh tinh, là chế tạo luân hồi thiên quốc mấu chốt. Địa ngục cùng thiên quốc đều chế tạo ra tới, luân hồi chi đạo pháp tắc, coi như triệt để đại viên mãn, đến lúc đó, ngươi liền có đầy đủ căn cơ, tới hoàn toàn kế thừa ta quyền hành. Tiếp đó, ngươi liền có thể đạp lên hài cốt của ta, đi ra chính ngươi lộ. Nói xong lời cuối cùng, thiên tổ cũng là vô cùng vui mừng nhìn xem Diệp thần, có thể có Diệp thần cái này đệ tử, hắn đời này đã là vừa lòng thỏa ý. Hắn cũng hy vọng Diệp thần có thể đi ra con đường của mình, tương lai siêu việt hắn. Còn có, hắn cũng hy vọng về sau thế nhân nhắc lên Diệp thần, ghi khắc không phải luân hồi chi chủ danh hào, mà là Diệp thiên đế ba chữ. Thiên tổ. Diệp thần không biết nói cái gì cho phải. Thiên tổ hiền lành nói, chúc ngươi may mắn a. Lần này ngươi tới Hắc Ám Xâm Lâm, là muốn tìm hình chi mảnh vụn, ta sẽ cho ngươi chúc phúc, mong ước ngươi hết thảy thuận thuận lợi lợi.
ta cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây, bởi vì có trụ thần khế ước hạn chế, ta không thể nói quá nhiều, tương lai còn có câu chi mảnh vụn, khóa chi mảnh vụn, phải dựa vào chính ngươi đi tìm. Còn có thiên đế ra lệnh tinh bí mật, cũng chỉ có thể chính ngươi đi tìm kiếm. Ta cuối cùng lại khuyên bảo ngươi một tiếng, thiên đế ra lệnh tinh giấu ở trong thiên bi, là ta nhét vào, ta là sợ viên này mệnh tinh, lọt vào ba quỷ thần ô nhiễm. Nếu như ngươi muốn đào ra thiên đế ra lệnh tinh, phải trước tiên diệt trừ ba quỷ thần. Nhớ lấy nhớ lấy. Đến nỗi Phong Tình Tuyết, ai, oan nghiệt, oan nghiệt. Ngươi tự động quyết đoán chính là, ta đi. Đến cuối cùng, thiên tổ bất đắc dĩ liếc Diệp Thần một cái, sau đó thân hình dần dần phai nhạt biến mất. Diệp Thần ngơ ngác xuất thần, lẩm bẩm nói, ba quỷ thần sao? Luân hồi trong thất tinh, trọng yếu nhất cũng là cường hãn nhất thiên đế ra lệnh tinh, không ở khác chỗ, ngay tại trong thiên bi. Theo lý thuyết, Diệp Thần muốn thiên đế ra lệnh tinh mà nói, không cần đi ra đau khổ tìm kiếm mảnh vụn cái gì, cả viên mệnh tinh đều giấu ở thiên bi bên trong, chỉ cần hắn nghĩ biện pháp móc ra là được rồi. Chỉ có điều, nghe thiên tổ khuyên bảo, muốn thuận lợi trưởng khống thiên đế ra lệnh tinh, cũng không đơn giản. Một cái, như thế nào mới có thể đào ra thiên đế ra lệnh tinh, trước mắt hắn còn không biết, cũng không có thủ đoạn. Còn có, muốn tránh cho thiên đế ra lệnh tinh chịu đến ô nhiễm, liền muốn trước tiên diệt trừ ba quỷ thần cường đại, liền thiên đấu sát thần đều kiêng kỵ vạn phần, cho tới hôm nay đều chậm chạp không dám hiện thân đi ra, Diệp Thần muốn diệt trừ ba quỷ thần mà nói, tuyệt không phải chuyện dễ dàng gì. Thôi, lấy trước đến hình chi mảnh vụn lại nói. Diệp Thần trong lòng có quyết đoán. Trước mắt huyễn cảnh dần dần tán đi, hắn lại trở về hắc ám xâm lâm thực tế, thiên đế hoàng đạo kiếm kim quang dần dần tản đi, cuối cùng cũng hóa thành một tia lưu quang, trở lại trong cơ thể hắn. Ngô! Diệp Thần chỉ cảm thấy một hồi hư thoát cùng đau đầu, vừa mới thôi động thiên đế hoàng đạo kiếm, lại cùng Phong Tình Tuyết, thiên tổ một phen tranh chấp, hắn khí tức cùng tinh thần hao phí cực lớn, lúc này liền cảm giác cơ thể một hồi như nhũn ra. Ngắm nhìn bốn phía, Bùi Vũ Hàm cũng là thở hồng hộc bộ dáng. Rõ ràng vừa mới vì tránh né thiên đế hoàng đạo kiếm chém giết, nàng cũng hao hết sức mạnh. Tô Tửu đã từ sáu đuôi thiên cầu hình thái, khôi phục trở về nguyên hình, đang cùng Hoàng Tuyền đứng chung một chỗ, mười phần kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần. Hai nữ rõ ràng cũng không nghĩ đến, Diệp Thần dã tâm lớn như vậy, lại muốn chế tạo thiên đế hoàng đạo kiếm, nghịch thiên trảm thần, đây là từ xưa đến nay chưa hề có kỳ quan. Hoàng Tuyền lấy lại bình tĩnh, tiến lên trước một bước. Nàng cũng không biết Diệp Thần mới vừa cùng Phong Tình Tuyết, thiên tổ đánh cờ, chỉ biết là Diệp Thần cùng Bùi Vũ Hàm đánh cược, là Diệp Thần thắng. Ma nữ, chàng tỷ đấu này, là ngươi thua, ngươi cũng đừng quên lời thề của mình, về sau đối với sáu đuôi không thể lại có ý nghĩ sằng bậy. Hoàng Tuyền lạnh lùng nhìn xem ma nữ nói. Bùi Vũ Hàm khẽ cắn môi, hừ một tiếng, lườm Tô Tửu một mắt, nhưng cũng không thể làm gì. Vũ Hàm tỷ tỷ, Tô Tửu một bộ buồn bã bất đắc dĩ bộ dáng. Nàng dù sao mềm lòng, tuy biết Bùi Vũ Hàm muốn ăn nàng, nhưng hai người trước đó dù sao cũng là người nhà một dạng tồn tại, lúc này triệt để quyết liệt, nàng cũng mười phần thương tâm. Đi! Bùi Vũ Hàm liếc Huyết Giận một cái, không muốn dừng lại thêm, liền muốn rời đi. Huyết Giận ánh mắt chuyển động, nhìn thấy Diệp Thần mệt lả bộ dáng, tâm niệm lấp lóe, lộ ra một vòng hung lệ chi ý, nói, ma nữ, như vậy vội vã đi làm gì? Người thua, ta còn không có thua. Bùi Vũ Hàm khẽ giật mình, nói, ngươi muốn làm gì? Huyết Giận giữ tợn cười nói, luân hồi chi chủ lâm vào suy yếu, đây không phải bắt lấy hắn cơ hội tuyệt hảo sao? Đại Hoang Thần không chỉ. Hắn tiếng nói rơi xuống, vậy mà bỗng nhiên một chỉ điểm sát mà ra, không gian pháp tắc sức mạnh cực hạn bộc phát, lập tức hư không phá toái, thiên địa pháp tướng xúc động, hai cây cực lớn như trụ trời chỉ ảnh, từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng về Diệp Thần đập tới. Hắn càng là nghĩ thừa dịp Diệp Thần suy yếu, trực tiếp ra tay tập sát. Vừa mới Diệp Thần chế tạo thiên đế hoàng đạo kiếm, cái kia đế kiếm tia sáng, thậm chí có thể nói là chiếu rọi không không lúc nào khoảng không, toàn bộ không không lúc nào giữa không trung, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ, tại nhìn thấy thiên đế hoàng đạo kiếm sinh ra sau, thần dao động tình trì, rung động không thôi, lại run lẩy bẩy, không dám ngước nhìn. Nhưng, Huyết Giận tại khiếp sợ ngắn ngủi đi qua, lại bộc phát ra nghịch sát chi tâm. Muốn gây nên Diệp Thần vào chỗ chết, không nói những cái khác, riêng là phần này dũng mãnh đạo tâm, liền khác hẳn với thường nhân, cũng mạnh hơn thường nhân. Liền Diệp Thần có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Huyết Giận lại dám hướng hắn ra tay, hắn lúc này mặc dù suy yếu, nhưng thật muốn không tiếc đại giới bộc phát mà nói,
huyết giận cũng không khả năng chống đỡ được. Ngươi tự tìm cái chết. Diệp Thần tức giận, độ chi mảnh vụn một tia địa ngục khí xông lên đầu, liền nghĩ ra tay. Diệp đại nhân cẩn thận. Lúc này, Hoàng Tuyền một cái lắc mình bạo sát mà đến, trường đao như thương thủy lướt qua, mang theo lăng lệ sát khí, liền đem huyết giận trên không nện xuống tới hai cây chỉ ảnh, triệt để chém chết. Nàng biết, Diệp Thần vừa mới cùng Bùi Vũ Hàm đánh nhau, tiêu hao quá lớn, bây giờ không nên lại ra tay, bằng không mà nói, nhất định phải trả giá giá thật lớn. Hoàng Tuyền, người cút ngay cho ta. Huyết giận nhếch nhếch miệng, toàn thân bộc phát ra hồn tộc đặc hữu hắc ám hồn khí, bàn tay một chút hư nắm, một thanh kiếm liền xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Thanh kiếm này, tràn ngập hoàng đồ bá nghiệp hùng hồn khí thế, trên thân kiếm khắc cẩm tú giang sơn đồ hình, càng là trong chín đại hồn khí đại danh đỉnh đỉnh hoàng đồ kiếm, cũng là ngày xưa hồn thiên đế binh khí. Hoàng đồ giang núi, rừng tầng tầng lớp lớp nhuộm hết, một kiếm quấn đánh gãy. Huyết giận biết tận dụng thời cơ, bây giờ Diệp Thần suy yếu, là hắn duy nhất chém giết cơ hội, bỏ lỡ liền không có, hắn toàn thân thiên đế tức giận vô cùng gây nên bộc phát, hoàng đồ kiếm cuồng cuồng chảm mà ra, mang theo giang sơn máu nhuộm, một kiếm phá sát trăm vạn dạm hoàng giả khí thế, kiếm khí như sóng chiều giống như bao phủ hướng Hoàng Tuyền cùng Diệp Thần. Đây là hoàng đồ kiếm. Hoàng Tuyền đồng tử co rụt lại, cũng nhận ra hoàng đồ kiếm, biết này kiếm bất phàm, nàng không nghĩ tới hồn thiên đế thế mà đem chân quý như vậy hồn khí, đều ban cho huyết giận, có thể thấy được đối với huyết giận coi trọng. Huyết giận bản thân liền là không gian lệnh sứ, là ngày xưa vũ thần người đại diện, tinh thông không gian pháp tắc, hắn một kiếm chém tới, chỉ trong nháy mắt, sẽ xuyên qua hư không, kiếm thế đã giết đến Hoàng Tuyền cùng Diệp Thần trước mặt. Hoàng Tuyền tóc trắng bay lên, nhưng gặp nguy không loạn. Núp người mất vì đao, chấm dứt mong vùng lưỡi đao. Hoàng Tuyền hoành đao chém ra, càng là đối mặt huyết giận hoàng đồ kiếm khí lãng, cứng đối cứng. Nàng từng giam cầm tại địa ngục thâm uyên, chứng kiến qua vô số người mất vong hồn buồn bã khóc, cũng cảm thụ qua vô biên tuyệt vọng. Nàng đao, đúc nóng địa ngục các loại ma khí cùng oan hồn, lần này vung đao trêu chọc ra, trên thân đao liền có từng sợi màu đen linh hồn gào thét bốc lên, lại lộ ra một cỗ tuyệt vọng đao ý. Oanh! Hoàng đồ kiếm kiếm khí chiều dâng, cùng Hoàng Tuyền tuyệt vọng đao thế va chạm đến cùng một chỗ, lập tức bộc phát nổ vang rung trời, đao quang kiếm ảnh loạn vũ, kiếm khí chiều dâng diệt vong, như địa ngục hắc ám vặn vẹo lên linh hồn đao thế, ngược lại hướng huyết giận đẩy cuốn mà đi. Luận cứng trọi cứng thủ đoạn, Hoàng Tuyền không kém nhân, nàng chỉ là khiếm khuyết pháp tắc tầng diện kỹ xảo cùng tu vi. Lần này đao kiếm ngạnh bính, huyết giận chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ, hỗn hợp có địa ngục người mất tuyệt vọng oán khí, mãnh liệt tập kích mà đến. Răng rắc, hắn cầm kiếm tay, cánh tay xương cốt lập tức bị chấn động đến mức nứt ra, bất quá Hoàng Tuyền tuyệt vọng đao thế, đồng thời không thể dung chuyển đạo tâm của hắn, hắn người nhẹ nhàng lui về phía sau thối lui, hóa giải mất cái kia to lớn mãnh liệt tập kích sức mạnh. Ngô, Hoàng Tuyền lông mày nhíu một cái, nàng đao, chảm phá vạn tượng, mà tại cương mãnh sức mạnh sau lưng, kinh khủng hơn kỳ thực là cái kia nguồn gốc từ địa ngục tuyệt vọng chi tâm, đủ để vặn vẹo tinh thần của người ta, để cho người ta lâm vào vô biên tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi, tựa như rơi vào địa ngục, vạn kiếp bất phục. Nhưng, huyết giận cũng không có lọt vào tuyệt vọng đao ý ảnh hưởng, Hoàng Tuyền nghĩ thầm, gia hỏa này đạo tâm cường hãn, không hổ là trong hồn tộc thiên tài, ngược lại là không thể khinh thường. Nàng nắm chặt chuôi đao, quay đầu hướng Tô Tử Nhi nói, sáu đuôi, mau dẫn Diệp đại nhân rời đi, ở đây giao cho ta. Tô Tử lập tức luống cuống, nói, a, ta sao? Nàng ngay cả mình đều chiếu cố không tốt, muốn nàng đi chiếu cố Diệp Thần, lập tức liền luống cuống tay chân. Rời đi, các ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Huyết giận dữ tợn nở nụ cười, đang cảm thụ đến Hoàng Tuyền cường hãn đao thế sau, hắn liền từ bỏ cứng trọi cứng tâm tư. Hoàng Tuyền, người đao pháp xác thực lợi hại, bất quá đao của ngươi, có thể chặt đứt ta vĩnh hằng đại nhật sao? Chỉ thấy huyết giận toàn thân huyết quang cùng hồn khí bạo dũng, dựng thẳng kiếm ngay ngực. Sau lưng các loại khí tức sôi trào, dần dần dâng lên một vòng cực lớn thái dương, mặt trời kia lại là mang theo đen như mực biên giới, ầm ầm thiêu đốt dâng lên liệt hỏa đồng thời, lại có một cỗ ma diệt linh hồn một dạng thâm trầm, hào quang rừng rực ánh chiếu lên người mắt mở không ra. Một bên ma nữ Bùi Vũ Hàm, tại nhìn thấy huyết giận gọi ra thái dương sau, đôi mắt cũng là hơi hơi nheo lại, có chút giật mình nhìn xem, nói. Đây là, nhật nguyệt hồn tộc vĩ đại kỳ quan, vĩnh hằng nhật nguyệt sao? Như thế nào chỉ có một vầng mặt trời? Nàng nghe qua nhật nguyệt hồn tộc truyền thuyết,
tại trong hồn thiên đế dưới quyền tộc Duệ, Nhật Nguyệt hồn tộc là gần với tổ rồng hồn tộc tồn tại. Nhật Nguyệt hồn tộc đối với hồn thiên đế vô cùng trung thành, từng tư tưởng ra một cái vĩ đại kỳ quan, gọi Vĩnh Hằng Nhật Nguyệt. Vĩnh Hằng Nhật Nguyệt có mặt trời mặt trăng, đại biểu cho Nhật Nguyệt quang huy, Nhật Nguyệt hồn tộc tư tưởng, chính là muốn hồn thiên đế biến thành quang, để cho Vĩnh Hằng Nhật Nguyệt tia sáng, chiếu rọi chư thiên vạn cổ. Cái ý nghĩ này, có chút nghịch thiên, chư thần không có khả năng nhìn xem hồn thiên đế biến thành quang, cho nên Vĩnh Hằng Nhật Nguyệt chỉ là chế tạo ra hình thức ban đầu thời điểm, liền bị mãnh liệt thiên phạt đả kích, triệt để phá diệt, Nhật Nguyệt hồn tộc địa bàn cũng thành phế tích. Những cái này truyền thuyết, Diệp Thần cũng biết, hắn trước đó cũng tiếp xúc qua Vĩnh Hằng Nhật Nguyệt, lúc này gặp đến huyết giận triệu hồi ra một vòng Vĩnh Hằng Đại Nhật, hắn cũng là có chút ngoài ý muốn, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nói. Chia tách Nhật Nguyệt, tránh né thiên phạt sao? Nếu như là hoàn chỉnh Vĩnh Hằng Nhật Nguyệt, một khi hiện thế, nhất định gặp thiên phạt. Thiên đạo cùng chư thần cũng sẽ không cho phép có người vọng tưởng biến thành quang. Nhưng nếu như chia tách Nhật Nguyệt, đem Nhật Nguyệt chia rẽ, mặc dù uy lực cùng khí thế giảm bớt, lại có thể tránh né thiên kiếp trừng phạt. Bây giờ huyết giận nắm trong tay, cũng không phải là hoàn chỉnh Vĩnh Hằng Nhật Nguyệt, chỉ là một vòng đại nhật. Nhưng, cho dù là một vòng Vĩnh Hằng Đại Nhật, uy thế cũng đầy đủ kinh khủng, mang theo màu đen khung, cháy hừng hực lấy cự ngày, lơ lửng ở giữa không trung, tản mát ra nóng bỏng hừng hực khí tức. Trực tiếp liền đem đại địa thiêu đốt đến nứt ra, trong rừng rậm rất nhiều cổ thụ chọc trời cũng đi theo bốc cháy lên, sóng nhiệt cuồn cuộn, nơi xa truyền đến rất nhiều ác quỷ yêu ma cùng hung thú tiếng kêu thảm thiết. Hoàng Tuyền, luân hồi chi chủ, liền bằng vào ta cái này luận Vĩnh Hằng Đại Nhật, chôn các ngươi. Huyết giận nhe răng cười, thôi động Vĩnh Hằng Đại Nhật, ùng ùng hướng về Hoàng Tuyền cùng Diệp Thần gào thét đánh tới. Cái này luận Vĩnh Hằng Đại Nhật, là Nhật Nguyệt hồn tộc vĩ đại kỳ quan. Không biết có bao nhiêu hồn tộc huyết duệ, đem tự thân huyết nhục tinh hồn hiến tế đi lên, chỉ thấy cái kia Vĩnh Hằng Đại Nhật gào thét mà ra, mênh mông rộng rãi sử thi bài hát ca tụng âm thanh, liền từ trong Đại Nhật truyền vang đi ra, dung chuyển phiến thiên địa này. Không ngừng thiêu đốt Đại Nhật, hừng hực bên trong, lại có đen như mực hồn khí bốc hơi, uy thế hung mãnh tới cực điểm, tỏa ra cái này luận Đại Nhật, Hoàng Tuyền khuôn mặt đã biến thành đỏ thẫm màu sắc, trong đôi mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, quay đầu hướng Tô Tử quát to. Chạy mau. Nàng cắn chặt răng, đối mặt lấy Vĩnh Hằng Đại Nhật, tay cầm đao gân xanh nổi lên, vận sức chờ phát động, liền muốn liều mạng mạng của mình, cũng muốn đem cái này luận Đại Nhật chém dụng, tuyệt đối không thể để cho Diệp Thần thụ thương. Hậu phương Tô Tử, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng chi sắc, muốn mang Diệp Thần chạy trốn, nhưng sợ hãi phía dưới hai đầu gối như nhũn ra, mắt thấy cái kia Vĩnh Hằng Đại Nhật càng ngày càng gần, nàng ô oa một tiếng kêu, giống như cuối cùng lấy hết dũng khí, lại hình như là hài đồng phát tiết. Thân thể nhoáng một cái, liền hiển hóa ra sáu đuôi thiên cẩu chân thân. Gào. Tô Tử hiển hóa ra chân thân sau, ngửa mặt lên trời một chút gào thét, cực lớn sóng âm xuyên thấu hư không, lại làm cho phiến thiên địa này thời không, xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ, cái kia gào thét mà đến Vĩnh Hằng Đại Nhật, cũng xuất hiện ngắn ngủi đứng im. Chính là lần này, Tô Tử khổng lồ thiên cẩu thân thể, một cái lắc lư, đã xuất bây giờ Vĩnh Hằng Đại Nhật bầu trời, sau đó mở ra huyết bồn đại khẩu. Càng đem cả luận Đại Nhật nuốt lấy. Vĩnh Hằng Đại Nhật bị nuốt lấy, chỉ một thoáng, tràn ngập ở chung quanh kịch liệt nhiệt độ cao, lập tức hoàn toàn tán đi, tất cả bài hát ca tụng cùng sử thi còn có hồn khí, cũng là trong nháy mắt trừ khử hầu như không còn. Mà nuốt lấy Vĩnh Hằng Đại Nhật Tô Tử, sáu đuôi thiên cẩu chân thân, trở nên một mảnh rực hồng, lại có từng sợi hắc ám hồn khí từ trong cơ thể nàng tán phát ra, như tơ như lũ như xiềng xích xoay quanh vậy toàn thân, nàng phát ra kêu gào thống khổ âm thanh. Trên không trung nhào lên. Tại đau đớn cùng nhiệt độ bị hành hạ, nàng thậm chí không cách nào duy trì phi hành hình thái, ầm một cái liền từ không trung bay xuống, hung hăng nện ở trên mặt đất, đem đại địa đập ra một cái hố sâu, thân thể ánh sáng lóe lên ở giữa, đã biến trở về hình người, toàn thân tàn phá bừa bãi lấy kinh khủng màu đỏ thẫm hỏa diễm, quần áo đều bị đốt thành tro, cả người ngất đi. Cái gì? Huyết giận kinh hãi tới cực điểm, trong chớp mắt, chỉ cảm thấy trái tim quặn đau. Hắn cùng với Vĩnh Hằng Đại Nhật khí mạch tương liên, Vĩnh Hằng Đại Nhật bị nuốt ăn, hắn cũng bị nghiêm trọng phản phệ, giống như trái tim lập tức bị người cắn, ngũ tạng lục phủ từng trận run rẩy sắc bén kịch liệt đau nhức. Xúc sinh này, hắn vô cùng phẫn nộ nhìn Tô Tử một mắt, vạn vạn không nghĩ tới, Tô Tử lại dám thôn phệ hết hắn kỳ quan, đây không phải muốn chết sao? Vĩnh Hằng Đại Nhật, kinh khủng bực nào bá đạo, đây chính là Nhật Nguyệt hồn tộc vĩ đại kỳ quan, coi như bị chia tách, một vòng đại nhật hừng hực khí tức
cùng luân hồi trong thất tinh liệt nhật mệnh tinh, chu tước mảnh vụn so sánh, cũng là không thua bao nhiêu. Lại thêm hắc ám hồn tộc tín ngưỡng tẩy lễ, hồn thiên đế chúc phúc, cái kia vĩnh hằng đại nhật uy thế, càng là siêu phàm nghịch thiên, cũng là huyết giận dựa vào vương bài, hắn muốn dùng để oanh sát Diệp Thần. Nhưng không nghĩ tới, Tô Tửu thế mà cho nuốt luôn. Nổi giận kinh hãi phía dưới huyết giận, hận không thể đem Tô Tửu chém thành muôn mảnh, nhưng bây giờ gặp phản phệ hắn, lại là toàn thân thấy đau, giữa ngực bụng khí huyết sôi trào, ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào còn có dư lực đi giết người. Cơ hội tốt. Hoàng Tuyền nhìn thấy một màn này, lập tức phung đao chém giết mà ra, thẳng hướng huyết giận bổ tới. Huyết giận khủng hoảng vạn phần, lúc này hắn đã vô lực cùng Hoàng Tuyền đối nghịch, mắt thấy Hoàng Tuyền đánh tới, trong lúc cấp bách thi triển không gian pháp tắc thủ đoạn, một cái không gian Nazi, né tránh Hoàng Tuyền chém giết, nhưng vẫn là chậm nửa bước. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, huyết giận một đầu cánh tay trái, liền bị Hoàng Tuyền chặt đứt xuống, máu tươi phun tung tóe. A! À, huyết giận phát ra phẫn nộ lại sợ hãi tiếng kêu thảm thiết, vội vàng nhìn về phía một bên Bùi Vũ Hàm, vội vàng khẩn cầu nói, ma nữ cứu ta. Bùi Vũ Hàm hừ một tiếng, nói, chính ngươi tự tìm cái chết, chẳng thể trách ta. Nói đi, nàng lập tức người nhẹ nhàng rời đi, cũng không có dừng lại chiến đấu ý tứ. Nàng mới vừa cùng Diệp Thần đánh cược, ba chiều đi qua, nàng không có thể đem Diệp Thần bước ra vòng sáng, thậm chí chính mình còn kém chút bị giết ngược, nàng đã không có tiếp tục đấu nữa tâm tư, là huyết giận muốn lấy hạt rẻ trong lò lửa thôi. Vốn là Bùi Vũ Hàm còn ôm một điểm may mắn ý tứ, cho là huyết giận có thể giết chết Diệp Thần, nhưng hiện tại xem ra vẫn chưa được, Diệp Thần dù sao có đại khí vận, không dễ dàng như vậy chết. Hôm nay muốn chết, là cái kia sáu đuôi thiên cầu Tô Tửu, lại dám thôn phệ vĩnh hằng đại nhật, kia thật là chán sống. Bùi Vũ Hàm quay đầu nhìn ngất Tô Tửu một mắt, ánh mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, nhưng chợt lại khôi phục bộ dáng lạnh nhạt, thân hình trong khoảnh khắc liền biến mất ở mênh mông trong rừng rậm. Chịu chết đi, huyết giận. Hoàng Tuyền lạnh lùng nhìn xem huyết giận, lần nữa vung đao chém ra, trên thân đao lóe ra một vòng sâm nghiêm hàn quang. Huyết giận vạn phần hoảng sợ, sống chết trước mắt cắn chót lưỡi, phun ra một chùm máu tươi, cuồn cuộn vẩy vào trong tay phải hoàng đồ kiếm bên trên, sau đó phi kiếm ném ra, suy một tiếng phá không, cuối cùng đinh một tiếng, cùng Hoàng Tuyền đao đụng vào nhau. Hoàng Tuyền chỉ cảm thấy một cỗ hoàng đồ bá nghiệp một dạng đế hoàng kiếm khí, gào thét mà đến, làm cho nàng hô hấp cứng lại, cái này hoàng đồ kiếm dù sao cũng là hồn thiên đế hồn khí một trong, uy thế không thể coi thường, nàng vội vàng tập trung ý chí, vung đao đem hoàng đồ kiếm đánh xuống trên mặt đất. Nhưng như thế một chút trì hoãn, huyết giận đã nhân cơ hội này, thi triển không gian na di áo nghĩa, bỏ trốn mất dạng, thân thể rất nhanh biến mất ở mênh mông trong rừng cây. Các ngươi chờ đó cho ta. Huyết giận oán độc tiếng chửi rủa từ trong rừng cây truyền ra. Trong lòng hắn đang rỉ máu, đau đớn vạn phần, lần này chiến đấu, hắn đã mất đi hoàng đồ kiếm cùng vĩnh hằng đại nhật, đây đều là trong hồn tộc đỉnh cấp bảo bối cùng vương bài, hắn cứ như vậy mất đi, một khi trở lại hồn tộc, nhất định đem tiếp nhận vô cùng đáng sợ trừng phạt, chính mình lại bị chặt đứt một cánh tay, có thể nói khổ không thể tả. Hoàng Tuyền gặp huyết giận chạy thoát rồi, cũng không có đuổi theo, bởi vì nàng cũng biết, đã mất đi vĩnh hằng đại nhật cùng hoàng đồ kiếm huyết giận, liền tương đương là bị nhổ nanh vuốt lão hổ. Mặc dù thân là không gian lệnh sứ, huyết giận còn nắm giữ lấy có chút cường hãn không gian pháp tắc thủ đoạn, nhưng thủ đoạn này, như thế nào khả năng cùng Diệp Thần so sánh. Hoàng Tuyền bàn tay cách không một chảo, đem hoàng đồ kiếm chộp trong tay, gặp lại sau đến Diệp Thần đã đi xem Tô Tửu tình huống, nàng cũng liền vội vàng đi tới, hỏi. Diệp đại nhân, như thế nào? Diệp Thần chau mày, dò Tô Tửu mạch đập, chỉ cảm thấy trong cơ thể nàng chảy cũng là nham tương. Vĩnh hằng đại nhật tại nàng trong đan điền điên cuồng thiêu đốt lên, chỉ sợ không cần bao lâu, nàng liền bị triệt để đốt thành cho bụi. Nàng quá vọng động rồi, thế mà nuốt lấy cái kia luận đại nhật, chỉ sợ là sống không quá đêm nay. Diệp Thần vận chỉ tại trên Tô Tửu ngực bụng huyệt khiếu điểm mấy lần, trước tiên phong bế trong cơ thể nàng khí tức, tránh vĩnh hằng đại nhật sát khí sóng nhiệt tàn phá bừa bãi, nhưng dạng này cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền. Hoàng Tuyền vội nói, vậy làm sao bây giờ? Diệp Thần ngược lại cũng không hoảng, nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có đem nàng thể nội vĩnh hằng đại nhật hút ra tới, nàng chịu không nổi vĩnh hằng đại nhật xung kích, ta có thể tiếp nhận. Thậm chí, tại ta mà nói, cái kia vĩnh hằng đại nhật, vẫn là một cái thiên đại thuốc bổ, đối với ta tu vi rất có ích lợi. Diệp Thần nhìn xem Tô Tửu, cũng là có chút ý động, vĩnh hằng đại nhật tràn ngập hừng hực năng lượng,
nếu như hắn có thể luyện hóa hấp thu, tu vi tất có thể đột phá. Chỉ là, trong cơ thể nàng khí tức, đã cùng vĩnh hằng đại nhật hòa làm một thể, ta nếu là đem cái kia đại nhật hút ra tới, cũng biết hút đi nàng vĩ thú khí, nàng lại biến thành một người bình thường, thậm chí là phế nhân. Diệp Thần lại có chút cẩn thận nói, vĩnh hằng đại nhật đã cùng Tô Tửu hòa làm một thể, nếu là hắn cưỡng ép hút lấy đi ra, cùng cấp xé rách Tô Tửu tạng phủ gân cốt, trong đó hung hiểm không nhỏ. Hoàng Tuyền đạo, vậy cũng tốt qua nhìn xem nàng chết. Ngất bên trong Tô Tửu, lúc này yếu ớt tỉnh lại, cũng là nghe được Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền lời nói, nàng mỉm cười, nắm Diệp Thần tay, nói, không có quan hệ, ca ca, chỉ cần ta có thể còn sống sót liền tốt, lực lượng của ta, ngươi có thể toàn bộ hút đi. Coi như ta trở thành phế nhân, ngươi cũng biết chiếu cố ta à. Nàng tính tình đơn thuần, vĩ thú sức mạnh đối với nàng mà nói, chính là gánh vác cùng hỏa nguyên, Diệp Thần có thể hút đi tự nhiên tốt nhất, nàng cũng tuyệt đối tin tưởng Diệp Thần, cho dù tự thành tay trói gà không chặt phế nhân, cũng có thể tại Diệp Thần che chở cho được hưởng yên vui. Diệp Thần chỉ cảm thấy Tô Tửu tay, nóng bỏng tới cực điểm, nghĩ thầm nhất định phải nhanh chóng hút ra trong cơ thể nàng vĩnh hằng đại nhật, bằng không nàng thật muốn bị thiêu đốt thành tro. Hắn nhìn xem Tô Tửu ánh mắt trong suốt kia, cũng là trịnh trọng gật đầu nói, yên tâm, Diệu Nhi cô nương, ngươi vừa đem tính mệnh giao phó cho ta sẽ không nhường ngươi thất vọng. Hắn quay đầu hướng Hoàng Tuyền đạo, chúng ta rời khỏi nơi này trước, tìm một nơi yên tĩnh. Hắn tính toán bố trí cái trận pháp, đem Tô Tửu vĩ thú trong cơ thể khí cùng vĩnh hằng đại nhật, toàn bộ hút ra tới. Hoàng Tuyền nhìn cách đó không xa đế rơi vũ trụ, cái kia đế rơi vũ trụ tựa như hồ nước giống như in vào địa, điểm điểm tinh quang tràn đầy mà ra, như mộng như ảo, nàng nói, Diệp đại nhân, chúng ta không đi đế rơi vũ trụ sao? Diệp Thần nói, đi, nhưng muốn trước cứu viện Diệu Nhi cô nương lại nói, ở đây không phải nơi ở lâu. Hắn lo lắng Bùi Vũ Hàm cùng Huyết Giận còn có cái gì lật bàn thủ đoạn, đi mà quay lại sẽ không hay, hắn bây giờ cơ thể cũng có chút suy yếu, cần điều tức. Hoàng Tuyền đạo, ân, Diệp đại nhân, đều tùy ngươi phân phó. Tô Tửu có chút khẩn trương nói, ca ca, các ngươi thật muốn đi đế rơi vũ trụ. Diệp Thần nói, đúng vậy, đừng lo lắng, ta sẽ trước tiên chiếu cố tốt ngươi. Tô Tửu lắc lắc đầu nói, không phải, ca ca, đế rơi vũ trụ, quá nguy hiểm. Các ngươi không thể cứ như vậy nhảy vào đi, bằng không tinh không vẫn diệt pháp tắc sẽ xé nát các ngươi. Các ngươi thật muốn đi mà nói, tốt nhất có thể lấy trước đến trầm linh thạch. Có trầm linh thạch hộ thể, vậy sẽ không sợ đế rơi vũ trụ cắn trả. Diệp Thần trong lòng hơi động, nói, trầm linh thạch. Đây là vật gì? Tô Tửu mới nói, ngô, xem như vũ thần thiên tôn cùng trụ thần thiên tôn thi cốt xá lợi a, cái kia trầm linh thạch mang theo bọn hắn lực lượng. Đủ để đối kháng đế rơi vũ trụ pháp tắc xung kích. Ta biết là có cái địa phương, có trầm linh thạch tồn tại, ngay tại Tu La Ma Sơn, nhưng có một đầu Tu La Quỷ Vương trông coi. Ngô, Hoàng Tuyền tỷ tỷ đao pháp lợi hại, hẳn là có thể đánh thắng được cái kia Tu La Quỷ Vương, chỉ cần có thể cướp được trầm linh thạch, các ngươi muốn đi đế rơi vũ trụ liền an toàn nhiều. Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền nhìn nhau, hai người đều cảm thấy cái này trầm linh thạch, đích thật là phá cục mấu chốt. Vốn là lần này đi đế rơi vũ trụ, hai người nhìn trộm tương lai cát hung, nhìn thấy có vô cùng hắc ám hung hiểm, nhưng ở biết trầm linh thạch manh mối sau, tương lai nguy hiểm liền giảm mạnh. Chỉ cần có thể cầm tới trầm linh thạch, bọn hắn đặt chân đế rơi vũ trụ, đích xác sẽ an toàn rất nhiều. Ngươi nói Tu La Ma Sơn ở nơi nào? Diệp Thần hỏi. Bên này, Tô Tửu chỉ cho Diệp Thần cái phương hướng, sau đó một hồi thở hổn hển, bộ ngực không ngừng phập phồng. Vĩnh hằng đại nhật thiêu đốt xung kích đến càng ngày càng mạnh liệt, Diệp Thần vừa mới bày ra huyệt khiếu phong ấn, đã nhanh không phong được. Diệp Thần cũng biết thời gian khẩn cấp, liền ôm ngang Tô Tửu, cùng Hoàng Tuyền cùng một chỗ hướng Tu La Ma núi phương hướng chạy lướt qua mà đi. Hai người một đường bay lượn phía dưới, rất mau nhìn đến một chỗ kinh khủng sơn mạch, thấp thoáng tại trong hắc ám xâm lâm đại thụ che trời, dãy núi kia lại hoàn toàn là thi hài cùng xương cốt tạo thành, huyết thủy khắp nơi. Từng tòa thi thể huyết nhục xây tạo mà thành sơn phong, xuất hiện tại Diệp Thần cùng Hoàng Tuyền trước mắt. Nhìn kỹ lại, cái kia từng tòa thi thể sơn phong, phía trên thi thể huyết nhục lại vẫn là tươi mới, không ngừng thẩm thấu chảy máu thủy, nồng đậm gai mũi mùi máu tươi đập vào mặt, từng khỏa đầu người lũy thế thành cảnh quan, hòa hợp huyết khí ở chung quanh quanh quẩn trở thành màu đỏ nhạt sương mù, vô cùng quỷ dị. Đây là... Diệp Thần nhìn xem trước mắt núi thây biển máu cảnh tượng, cũng là có chút kinh hãi. Phảng phất bắt được xa xăm cổ lão hình ảnh, thấy được vô số cường giả,
ở giữa phiến thiên địa này chém giết chặt cây, cuối cùng tất cả mọi người đều chết đi, thi thể dành dụm ở đây. Ta trong miệng trầm linh thạch liền tại bên trong, nhưng có một đầu tu la quỷ vương trông coi, Hoàng Tuyền tỷ tỷ ngươi cẩn thận. Tô Tửu chỉ vào thi hài sơn mạch chỗ sâu, nàng quanh năm tại trong hắc ám xâm lâm sinh hoạt, trong rừng rậm có cái gì bí mật nàng cũng biết. Mảnh này thi hài sơn mạch, cường hãn nhất đồ vật, chính là một đầu tu la quỷ vương, thực lực phi thường khủng bố. Nhưng Tô Tửu lại có thể nhìn ra, Hoàng Tuyền đao cường hãn hơn nữa Hoàng Tuyền đã từng từ trong địa ngục đi ra, cũng không sợ núi thây biển máu, tu la quỷ vương đặc hữu sát khí xung kích, không ảnh hưởng tới nàng một chút. Cho nên, nếu là đánh nhau, Hoàng Tuyền phần thắng càng lớn. Hoàng Tuyền cau mày, lại không có dễ dàng đặt chân đi vào, nhìn xem trước mắt núi thây biển máu tràng cảnh, nàng lẩm bẩm nói. Nơi này, dường như là vũ thần cùng trụ thần vẫn lạc chi địa. Bọn hắn thi cốt, rơi xuống ở đây, thi cốt bên trong còn sót lại máu tươi, sinh ra ức vạn ma thần cấp bậc cường giả, không ngừng chém giết, cuối cùng đồng quy vô tận. Hai người này, đúng là điên, chết còn muốn tranh, còn muốn tiếp tục sát lục, cuối cùng giống như xúc động trụ thần khế ước, trên trời rơi xuống thần phạt, đem bọn hắn thi cốt nghiền nát. Hắc ám xâm lâm bên trong lưu lại thi cốt, chỉ là một chút không quan trọng cặn bã. Trụ lực lượng của thần là thập phần cường đại, liền xem như một giọt máu, cũng có thể hóa sinh ức vạn thiên đế, giống như Diệp Thần chế tạo Hoàng Đạo Thiên Quốc thời điểm, phun một ngụm máu đều sinh sôi ra ức vạn sinh linh, chớ nói chi là mạnh mẽ hơn hắn vạn lần trụ thần. Diệp Thần nhìn thấy cổ lão thiên cơ, đúng như là Hoàng Tuyền lời nói, trước kia vũ thần cùng trụ thần sau khi chết, bọn hắn người đều đã chết, còn sót lại huyết nhục còn tại vặn vẹo tàn phá bừa bãi, ngạnh sinh sinh tạo hóa ra ức vạn thiên đế, tại trong hắc ám xâm lâm không ngừng sát lục. Loại kia cấp bậc chiến đấu, đủ để phá diệt không không lúc nào khoảng không, cho nên để duy trì phản thiên thế giới ổn định, trụ thần khế ước hạ xuống thiên phạt, đem vũ thần cùng trụ thần thi cốt triệt để ma diệt xoắn nát, để cho bọn hắn không thể lại hỏa loạn không không lúc nào khoảng không. Bất quá trụ huyết nhục của thần, năng lượng 10 phần kinh khủng, vũ thần cùng trụ thần thi cốt, coi như bị ma diệt cắn nát, còn có thể còn lại một chút cặn bã thịt mảnh, chôn sâu ở hắc ám xâm lâm dưới nền đất. Những thứ này cặn bã thịt mảnh, uy năng không sánh được trụ thần chân thân một phần vạn, nhưng năng lượng cũng có thể xưng kinh khủng, hắc ám xâm lâm khắp nơi lơ lửng thời không bọt khí, còn có không chỗ nào không có mặt oán khí, cũng là vũ thần cùng trụ thần thần lực rủ xuống dấu vết. Ở đây vô số hút nhục cường giả, cũng là tươi mới bộ dáng, tựa như vừa mới chết đi, cũng là vũ thần cùng trụ thần pháp tắc tạo hóa, vũ thần không gian pháp tắc, bảo đảm phiến khu vực này, cùng chủ thế giới độc lập song song, không bị bên ngoài phong hóa ăn mòn ảnh hưởng. Trụ thần thời gian pháp tắc, để cho vùng đất này tốc độ thời gian trôi qua, trở nên vô cùng chậm chạp, thời gian cơ hồ là ngưng trệ, cho nên vô số cường giả còn duy trì vừa mới chết đi bộ dáng, núi thây biển máu tràng cảnh vô cùng thảm liệt, từng trận mùi máu tươi lại lệnh người buồn nôn. Nơi này đặc thù khí tức kinh khủng, để cho trong rừng rậm hung thú, cũng không dám tới gần, cho nên bốn phía an tĩnh lạ thường, chỉ có gió thổi phật âm thanh. Cái này vũ thần cùng trụ thần, thật không biết là nguyên nhân gì. Thế mà sát lục đến lợi hại như thế. Diệp Thần lắc đầu, tầng này nhân quả lại nhìn không thấu. Hoàng Tuyền đạo, Diệp đại nhân, ta đi vào tìm kiếm nặng linh thạch, người cùng sáu đuôi chờ đợi ở đây.